Xin chào quý thính giả đang nghe audio 142.857. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, xin cảm ơn. Chương 886, Lão Tổ, tiểu tặc ngay tại tiệm thuốc bên trong. Nghịch Nguyệt Điện, sau khi Hứa Thanh rời đi nửa canh giờ, 7-8 người đi theo bên trong miếu vũ đã thống nhất suy nghĩ, từng cái thần sắc bày ra ý kích động, đi ra khỏi miếu thờ. Xuất hiện ở bên ngoài một khắc, cũng khiến cho bên ngoài những kia tại đây thói quen chờ đợi người chú ý. Đan Cửu Đại Sư, truyền ra pháp chỉ. Hàng xóm đại hán cất bước, đứng ở phía trước nhất, thanh như chuông vang, truyền khắp tứ phương. 10 ngày sau, đại sư sẽ ban bố khai sáng một viên đan dược mang tính vĩ đại. Đan này cùng Giải Nan Đan trên ý nghĩa truyền thống có khác biệt cực lớn, đây chính là đan dược cả Nghịch Nguyệt Điện vô số năm qua chưa bao giờ có. Hiệu quả kinh người, đủ để phá vỡ tất cả. Theo lời nói truyền ra, bốn phía những thần tượng kia đều thần sắc biến hóa, cẩn thận lắng nghe. Mắt thấy như thế, hàng xóm đại hán hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra chờ mong, thanh âm còn làm thiên lôi, lần nữa truyền ra. Ta không nói nhiều, ta chỉ có thể nói cho chư vị, viên đan dược này tên, không phải giải nạn, mà là giải chú. Giải chú đan. Lời này vừa nói ra, thần miếu bên ngoài tất cả tượng thần, đều động dung, từng cái tâm thần nhấc lên sóng lớn, thần sắc bên trong hiện lên không cách nào tin. Thậm chí có người lập tức truyền ra lời nói. Giải chú đan. Giải trừ nguyền rủa. Điều này sao có thể? Đây là nguyền rủa của Xích Mẫu, ai dám đem giải? Tiếng xôn xao, lập tức bộc phát. Rõ ràng bên ngoài tượng thần chỉ có mấy chục, nhưng tin tức chấn động như thế, khiến cho bọn họ truyền ra tiếng vang như mấy trăm người. Mắt thấy như thế, hàng xóm đại hán hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng. 10 ngày sau, đại sư trở về, sẽ ở nơi đây triển khai lần đầu ban bố, chư vị có thể yên lặng chờ 10 ngày, để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến cái này đồng dạng kỳ tích. Nói xong, hắn xoay người nhoáng lên một cái, thẳng đến xa xa, mà những người đi theo khác cũng đều tự tản ra. Dựa theo bọn họ trước đó câu thông, bọn họ muốn tại trong 10 ngày này, đem việc này tận lớn nhất khả năng, truyền khắp toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện. Trong lòng bọn họ cũng hiểu được, việc này kỳ thật không cần như thế nào đi thúc đẩy, chỉ cần thoáng tản ra, liền nhất định sẽ nổ tung bát phương. Dù sao, Đan Cửu Đại Sư danh hiệu, bây giờ tại Nghịch Nguyệt Điện bên trong đã danh khí không nhỏ, độ chú ý rất cao, cho nên đến từ hắn cái này điên cuồng tính ngôn luận, cũng nhất định sẽ nhất thạch kích khởi ngàn tầng sóng. Có thể tưởng tượng, tương lai 10 ngày này, âm thanh nghi vấn nghị luận sẽ bùng nổ trước nay chưa từng có. Theo bọn họ tản ra, miếu thờ bên ngoài những kia tượng thần, cũng đều tự tâm thần nhấc lên to lớn gợn sóng, toàn bộ tản ra, tự phát tính truyền bá chuyện này. Thật sự là, giải chú đan ba chữ này, ý nghĩa quá lớn. Sự thật cũng đích xác như hàng xóm đại hán những người kia tùy tùng đoán trước, thậm chí còn muốn càng kịch liệt, tại việc này truyền ra ngày thứ tư, một hồi phong bạo tại toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện bộc phát ra. Tất cả những người nghe nói đều chấn động, theo đó cùng nghi vấn vô cùng vô tận. Nói nhảm như vậy, kẻ ngốc mới có thể tin tưởng. Lại còn có người nói có thể giải trừ nguyền rủa, đây căn bản là nói bậy. Đó là thần linh nguyền rủa, chẳng lẽ Đan Cửu Đại Sư này là thần linh hay sao? Nhưng mà, vạn nhất thì sao? Vạn nhất thật sự có thể giải thì sao? Cho dù chỉ là giải một chút. Trong vô số tiếng nghi ngờ, lẫn lộn một câu vạn nhất này, khiến cho tất cả mọi người chần chờ, hy vọng, là ngọn lửa trong lòng mỗi người. Mặc dù sinh hoạt ở Tế Nguyệt Đại Vực mọi người, loại hỏa diễm này phần lớn là dập tắt, khả năng gia nhập Nghịch Nguyệt Điện người, bản thân chính là không cam lòng vận mệnh hạng người. Cho nên, hỏa diễm này vào giờ khắc này, cũng đều chấn động lên. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nghi ngờ, bởi vì càng là hy vọng, lại càng là sợ hãi thất vọng, lại càng là sẽ bản năng nghi ngờ. Đối Nghịch Nguyệt Điện thành viên bình thường mà nói là như vậy, đối với những cái kia am hiểu đan dược cùng với nghiên cứu nguyền rủa chi tu, lại càng là như thế. Chúng ta tu sĩ, chán ghét nhất chính là cái loại này ưa thích khoe khoang người. Vị Đan Cửu đạo hữu này, ngôn từ không khỏi quá mức không chịu trách nhiệm. Nói như vậy, làm cho người ta hy vọng, nếu là cuối cùng thất vọng, người này thanh danh đem xuống dốc không phanh. Giải chú đan, nói dễ vậy sao? Từ xưa đến nay, không ai có thể làm được, trừ phi hắn là thần linh, trừ phi hắn là thần tử. Vô số lời nói hóa thành mưa gió, thành những gợn sóng lớn nhất của Nghịch Nguyệt Điện mấy ngày nay. Thậm chí một ít cao tầng Nghịch Nguyệt Điện cũng đều nghe nói, có điều chú ý, mà người tin tưởng cũng có, nhưng cơ hồ 9 thành ngôn luận, đều là mang theo ảnh hưởng tiêu cực mãnh liệt. Cùng một lúc, một ít ngày thường đức cao vọng trọng đại sư, cũng đều nhao nhao lộ đầu, có phát biểu ngôn luận, có thì là nghiên cứu chuyện này khả năng. Lúc này, ở Tế Nguyệt Đại Vực phía đông, khoảng cách Thiên Hỏa Hải có chút phạm vi cửu sắc bình nguyên trên, liền có như vậy một vị đại sư ẩn nấp ở đây. Trước động phủ nơi bế quan, hiện giờ có một người nhanh chóng đến, quỳ lại ở nơi đó, giơ cao một cái bình đan. Sư tôn, đệ tử từ trong tay người khác mua được viên giải nan đan do Gian Cửu luyện chế. Hồi lâu, động phủ đại môn mở ra, một cỗ lực hút cực lớn từ bên trong tản ra, bao phủ đan bình bay vào bên trong. Trong động phủ, một cái lão giả mặc áo bào trắng khoanh chân đả tọa, bên cạnh có mấy chục con sóc mắt đỏ vây quanh. Những con sóc này mỗi một con đều tản mát ra khí tức không tầm thường, lại khoanh chân giống như người. Theo bình đan bay tới, lão giả giơ tay bắt lấy, mặt không chút thay đổi mở ra, ngửi một ngụm sau đó lấy ra, đặt ở trước mặt đánh giá vài lần. Có khí tức của Thanh Xa Đại Mạc Bạch Phong. Đây là dựa vào nơi đó Bạch Phong sinh cơ chi lực, mượn cái này cùng Xích Mẫu nguyền rủa đạt thành một loại nhìn như cân bằng cục diện, nhưng trên thực tế, loại phương pháp này từ nhiều năm trước đã bị người buông tha. Nuốt vào đan dược người, ngay từ đầu không sao, nhưng nếu lâu, nhất định sẽ bị cắn trả. Lão giả thản nhiên mở miệng. Tu sĩ ngoài động phủ nghe vậy thần sắc lộ ra cung kính, gật đầu. Thì ra là thế, khó trách bán rẻ như thế, vẫn là sư tôn học thức uyên bác. Lão giả tiếp tục quan sát đan dược, lại lấy tay bóp bóp, cuối cùng lắc đầu. Bên trong còn trộn lẫn một ít cỏ cây, càng có một ít vật liệu không biết, nhưng chung quy tại kết cấu bên trên không được. Hiện tại những đan sư này, một đám không hảo hảo tu hành nghiên cứu, dựa vào một ít thủ đoạn mưu lợi khoe khoang, lấy được thanh danh thì cũng thôi, nhưng tương lai người chịu tai họa nhất định không ít. Nói xong, lão giả phất tay, đem cái này giải nan đan ném tới một con sóc bên cạnh, sóc kia không chút thoái nghi, nhặt lên lập tức nuốt vào. Bất quá, lão giả không để ý nữa, nhìn ra ngoài động phủ, thản nhiên mở miệng. Làm như thế, tâm tính quá ác, tất yếu trừng trị mới được, ngươi đi Nghịch Nguyệt Điện một chuyến, báo cho bọn họ biết, ta gần đây cũng đem giải nan đan cải tiến, 6 ngày sau, cùng vị đan cửu đại sư kia cùng một cái thời gian, tuyên bố tân đan của ta. Bị ta cải tiến giải nan đan, cũng là thuộc về khai sáng tính, dược hiệu đem là nguyên bản giải nan đan tăng gấp đôi, mà tác dụng phụ bị ta giảm xuống một nửa. Lão giả lời nói vừa ra, bên ngoài đệ tử nhất thời động dung, tâm thần dâng lên to lớn gợn sóng, thật lâu sau mới hít sâu một hơi, cung kính rời đi sau, lập tức đi hướng Nghịch Nguyệt Điện, thông báo việc này. Rất nhanh, chuyện này ở trong Nghịch Nguyệt Điện lại nổi lên bão táp. Thánh Lạc Đại Sư sẽ ở 6 ngày sau, ban bố cải tiến giải nan đan. Dược hiệu như vậy, chút tác dụng phụ này là kỳ tích chi đan, so với giải chú đan kia tốt hơn nhiều. Thánh Lạc Đại Sư tên, chính là danh tiếng, không giống đan cửu, cố làm ra vẻ huyền bí, làm cho người ta ghê tởm. Khác với nghi ngờ của giải chú đan, lúc này đây cơ hồ toàn bộ đều là khen ngợi cùng chờ mong, đồng thời mỗi một lần khen ngợi, đều sẽ nhắc tới giải chú đan của Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, phong ba bên trong Nghịch Nguyệt Điện lần nữa bốc lên, kịch liệt đến cực hạn. Phong ba của Nghịch Nguyệt Điện cũng khuếch tán ở bên ngoài, như lúc này, cách ngày ban bố còn có 2 ngày, Hứa Thanh đang nghiên cứu nguyền rủa, hắn nhìn thấy đội trưởng thần bí. Tiểu A Thanh, ngươi xảy ra chuyện lớn rồi. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt chế nhạo. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đội trưởng. Chuyện gì? Đội trưởng nghe vậy vẻ mặt đắc ý, ngồi đối diện Hứa Thanh, cười mở miệng. Làm sao vậy Tiểu A Thanh, ngươi không phải nói ngươi là hảo hữu chí giao của ta đan cửu đại sư sao, ngươi không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng tươi cười không có hảo ý, lấy ra một quả đào ăn một miếng. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, gật gật đầu. Còn giả bộ A. Đội trưởng ha ha cười vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ta mấy ngày nay thủy chung tại chú ý ngươi nơi này, không có cảm nhận được bất luận cái gì tiến vào Nghịch Nguyệt Điện ba động, nhất là ngày đó đại sư trở về, ta cũng tại hắn miếu thờ bên trong. Ta sau đó lập tức trở về xem xét, phát hiện ngươi đang cùng lão gia gia đánh cờ, cho nên chúng ta hảo huynh đệ ở giữa, ngươi cũng không cần khoe khoang. Đội trưởng ngạo nghễ cười. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn không nhớ rõ mình cùng Thế Tử chơi cờ, vì thế liếc mắt nhìn phương hướng Thế Tử cư trú, sau đó nhớ lại những tượng thần trong miếu thờ lúc ấy của mình. Đáng tiếc có Nghịch Nguyệt Điện gia trì, hắn không cách nào xác định ngày đó trong miếu thờ những thần tượng kia có hay không đội trưởng tồn tại. Bất quá nhìn đội trưởng như vậy hăng hái bừng bừng, hắn nghĩ nghĩ, cũng sẽ không đi đánh vỡ đối phương mộng đẹp, cho nên bình tĩnh mở miệng. Hảo hữu chí giao của ngươi, xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì đại sự, hắn nói qua vài ngày muốn tuyên bố một cái đan dược mới, hôm nay ta đi tìm hắn lúc, hắn cho ta xem, ta cảm thấy là bình thường đi. Nhưng cũng coi như có thể, vì vậy ta liền an ủi một chút, hắn tâm tình có chút không tốt, cảm thấy bị người nghi ngờ, ta liền cùng hắn nói, bị nghi ngờ mới nói rõ bị người coi trọng. Dưới sự khuyên bảo của ta, lão cửu tỉnh ngộ, hắn vì cảm tạ ta, đáp ứng ban bố sau đó tặng ta một quả. Chờ ta lấy được, Tiểu A Thanh, ta đưa ngươi. Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thanh gật đầu, hắn quyết định qua vài ngày đi thời điểm, lại nhiều cẩn thận quan sát những cái kia tùy tùng, nhìn xem bên trong cái nào nói chuyện có đội trưởng phong cách, Cứ như vậy, thời gian trôi qua, khoảng cách ban bố ngày còn lại còn có một ngày lúc, tiệm thuốc chỗ Thổ Thành bên ngoài, bầu trời đột nhiên nổ vang lên, một cỗ cường hãn uy áp, từ trong sa mạc lan tràn, hướng về Thổ Thành nơi này gào thét mà đến. Bão cát màu xanh, vào giờ khắc này cũng cuồng bạo lên, mơ hồ còn có từng đạo tia chớp bên trong bơi đi. Mà nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong bão cát, rõ ràng tồn tại từng đạo thân ảnh tu sĩ. Những tu sĩ này mặc trường bào màu trắng, đầu cũng đều bị che lại, nhưng tựa hồ huyết mạch quỷ dị, cho nên bọn họ cơ hồ là cùng bão cát này dung hợp cùng một chỗ, địa phương có gió, phảng phất sẽ tồn tại thân ảnh của bọn họ. Số lượng nhiều, không dưới mấy ngàn, mà sự tồn tại của bọn họ cũng khiến cho một xanh gió, lộ ra bạch kỳ bên trong càng có 5 đạo chấn động kinh người, tản mát ra linh tàng khí tức, quét ngang thiên địa, gào thét mà đi. Nhất là phía trước nhất một đạo khí tức, mặc dù cũng là linh tàng, nhưng trấn áp tứ phương, vô hạn tiếp cận quy hư. Đây là một lão giả tóc bạc, sắc mặt hắn lạnh lùng, chắp tay đi về phía trước, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến Thổ Thành. Bên cạnh còn đi theo một ít tiểu bối, một tên trong đó chính là cái kia Nguyên Anh đại viên mãn, đóng đinh cái bóng ngày đó lúc Bạch Phong. Những người này chính là Thủ Phong bộ tộc thần bí trong sa mạc. Lão tổ, chính là Thổ Thành này. Ngày đó cướp đi thánh vật của chúng ta ác tặc, tộc ta trước đó đối với hắn truy nã, gần đây ta nhận được tin tức, hắn tại Thổ Thành này một gian tiệm thuốc bên trong. Lão tổ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nghe vậy, thản nhiên mở miệng. Tộc ta đã lâu không xuất động, tu sĩ Thanh Xa Đại Mạc này, xem ra đã quên uy danh của tộc ta, như vậy liền lấy người này lập uy lần nữa, để cho tu sĩ Thanh Xa Đại Mạc này, một lần nữa nhớ tới Thủ Phong bộ tộc ta. Xa xa, Thổ Thành ở trong mắt, bên trong tiệm thuốc nhỏ, đồng dạng rõ ràng có thể thấy được. Chương 887, tự tin tràn đầy Thủ Phong lão tổ. Thủ Phong nhất tộc, ở Thanh Sa Đại Mạc rất là thần bí. Bộ tộc này ngày thường rất ít tộc nhân ra ngoài, đối với tu sĩ Thanh Sa Đại Mạc mà nói, phần lớn là nghe nói, chân chính nhìn thấy không nhiều lắm. Chỉ có ở Thanh Sa Đại Mạc hoàn cảnh bị ngoại lai chi lực phá hư phạm vi lớn, bộ tộc này mới có thể lấy thủ hộ Đại Mạc tư thái xuất hiện, ngăn cản cùng hóa giải. Mà thủ đoạn của bọn họ lại càng quỷ dị, có rất nhiều lực lượng cổ xưa, cho dù là quy hư gặp phải cũng phải đau đầu. Cho nên dần dà, mọi người liền lấy hai chữ Thủ Mạc để gọi bộ tộc này. Nhưng trên thực tế, trong tộc quần bọn họ tự xưng là Thủ Phong. Thủ hộ không phải Đại Mạc, mà là gió trong Đại Mạc này. Sở dĩ ngăn cản phá hoại hoàn cảnh sa mạc, cũng là bởi vì hoàn cảnh thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến gió đến. Vì thế mỗi khi gió xanh đổi sắc, bão cát trắng đầy trời tràn ngập, thân ảnh của bộ tộc này đều xuất hiện, giống như nghênh đón, cũng giống như là truy tìm quỹ tích của gió. Về phần nhân quả, đã tiêu tán ở trong lịch sử, ngoại nhân cơ hồ cũng không biết, cho nên Thủ Phong nhất tộc, tại toàn bộ Thanh Sa Đại Mạc bên trong, liền biến rất là đặc thù. Mà bọn họ lúc trước đối với Hứa Thanh truy nã, gây ra chấn động không nhỏ, tộc này hứa hẹn, phàm là cung cấp manh mối người, đều sẽ thu được bọn họ bộ tộc lệnh bài. Cầm lệnh bài này, khi Bạch Phong đến, sẽ được miễn tử vong. Phần thưởng này, đủ để cho rất nhiều kỳ nhân động tâm. Mà Hứa Thanh ngày đó mặc dù ẩn nấp xuất thủ, nhưng thế gian này kỳ nhân không ít, đúng là vẫn có người lợi dụng một ít phương pháp không biết, suy đoán ra dấu vết để lại. Vì thế lần này Thủ Phong nhất tộc xuất động. Vì thể hiện uy nghiêm của tộc quần bản thân tộc này, tự nhiên không muốn bí mật xuất kích, bọn họ lựa chọn gióng trống khua chiêng, khí thế như cầu vồng. Đây hết thảy, liền dẫn đến Khổ Sinh Sơn Mạch bên trong không ít thế lực, đều có phát hiện, nhất là Thổ Thành bốn phía khắp nơi tông môn, càng là cảm thụ khắc sâu hoặc là tản ra thần thức, hoặc là chính là tới gần Thổ Thành. Lúc này bọn họ nhìn thân ảnh bão cát mơ hồ biến trắng giữa thiên địa, nhao nhao hít vào. Thanh phong bởi vì bóng trắng mà đổi sắc, đây là tộc quần thần bí xuất hiện tại Bạch Phong sa mạc bên trong. Ta nghe nói qua tộc này, trước đó bọn họ từng phát ra truy nã. Hình như là có người ăn cắp thánh vật của bộ tộc bọn họ. Xem ra, kẻ trộm đang ẩn náu trong Thổ Thành. Từng đạo tu sĩ thân ảnh, tại Thổ Thành bốn phía xuất hiện, từng cái ngưng thần chú ý, thần sắc có hoảng sợ, có cười lạnh, còn có thì là dâng lên những tâm tư khác. Tên đạo tặc này chết chắc a, làm gì không tốt, lại nhất định phải đi trêu chọc Thủ Phong bộ tộc. Ta ở một ít điển tịch nhìn thấy đối với tộc này miêu tả, nghe nói bọn họ một đám đều cực kỳ hung tàn, và lại hành sự vô cùng bá đạo. Nghe nói bọn họ rất giàu có. Tại cái này đông đảo thân ảnh cùng với thần thức chú ý bên trong, Thổ Thành trong đêm khuya này một mảnh tĩnh mịch, đến từ bầu trời cao uy áp cùng với kia thanh bạch chi phong, không ngừng mà gào thét, hình thành sinh mệnh bản năng áp lực, bao phủ ở Mộc đạo tử cùng với này giả dạng thành cư dân bên dưới. Những tu sĩ đê giai này run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích trong phòng. Chỉ có hiệu thuốc ở Thổ Thành, trong đêm tối này sáng đèn, trở thành nơi ấm áp duy nhất trong Thổ Thành. Trước mắt ở trong tiệm thuốc, Ninh Viêm buồn chán lau bụi đất, Lý Hữu Phỉ ngẩng đầu nhìn ngoại giới, không có bất kỳ để ý gì, ra tay hỗ trợ Ninh Viêm. Mà Ngô Kiếm Vu ngửa mặt hất cẳng ở xa xa, hai mắt khép lại, đang cân nhắc thi từ mới khai trương ngày mai. Linh Nhi cúi đầu ở quầy, tại tập trung tính toán tiền lời ngày hôm nay, khi thì dừng ghi chép lại, nhìn vẻ mặt hiện ra sự thích thú. Đội trưởng đứng ở bên cạnh cửa, tựa như môn thần, hắn đồng dạng nhận thấy được tình huống bên ngoài, nhưng so sánh với cái này, nhìn chằm chằm U Tinh công tác, mới là hắn giờ phút này lạc thú chỗ, vì thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm nấu nước U Tinh. U Tinh bị nhìn đến lông tóc, quay đầu căm tức nhìn Trần Nhị Ngưu. Cố gắng làm việc, nếu không ta sẽ gọi tướng công ngươi ra. Đội trưởng trừng mắt, U Tinh cả người chấn động, nghĩ đến chính mình lúc trước cùng như vậy ghê tởm chi vật triền miên, nàng liền trong lòng bốc lên đến cực hạn. Giờ phút này sát khí trong mắt tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Ngưu, ở trong lòng nàng, trình độ đáng giận của Trần Nhị Ngưu đã vượt qua tất cả mọi người, so sánh với nhau, nàng đã không còn cừu hận gì với Hứa Thanh, toàn bộ tập trung ở trên người Trần Nhị Ngưu. Nhìn cái gì nhìn, càng ngày càng lười biếng, nước đều đổ ra, còn không đi cho ra ra pha trà. U Tinh nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không thu hồi ánh mắt cầm lấy ấm trà, đi về phía Thế Tử ngồi cách đó không xa đang quan sát Tiểu Miêu. Lúc tới gần, nàng theo bản năng đè xuống hết thảy cảm xúc, trở nên nhu thuận, bước nhẹ đến, bắt đầu pha trà. Đội trưởng mắt thấy một màn này, đáy lòng ngạo nghễ cười, đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, cửa tiệm thuốc truyền đến tiếng vỗ tay. Ngô Kiếm Vu nhíu mày, thanh âm này cắt đứt suy nghĩ của hắn, vì thế phất tay mở cửa tiệm thuốc, không kiên nhẫn nhìn qua. Đại sư, theo cửa tiệm thuốc mở ra, Trần Phàm Trác thân ảnh cấp tốc vọt tới, hắn vẻ mặt kinh hoàng, trước mắt lo lắng, tiến vào một khắc nhanh chóng hướng về bốn phía bái kiến, sau đó nhìn về phía sau phòng, hô to một tiếng. Đại sư, đại sự không tốt, Thủ Phong bộ tộc. Lời nói còn chưa kịp nói xong, thiên địa bên ngoài chợt nổ vang, tiếng gió thổi mạnh, nhấc lên vô số bão cát thổi ở trong thổ thành, thổi ở trên khắp phòng xá, càng là đem bụi đất trên mặt đất cuốn lên, hình thành bụi mù, trải tán bát phương. Từng đạo thân ảnh màu trắng, cực kỳ đột ngột từ trong gió đi ra, rơi vào trong thổ thành. Có xuất hiện ở đầu đường, có xuất hiện ở nóc nhà, có phiêu phù ở giữa không trung, số lượng nhiều, lít nhà lít nhít ít nhất mấy ngàn, bên trong cường giả đông đảo, khí thế của bọn họ mượn gió dung hợp cùng một chỗ, hình thành uy áp ngập trời, khóa chặt tiệm thuốc. Ở đây đông đảo thân ảnh bên trong, có bốn đạo thân ảnh trực tiếp liền hàng lâm ở tiệm thuốc chỗ đầu đường, khoảng cách tiệm thuốc không đến trăm trượng. Bốn vị này trên người áo bào trắng, khảm tơ vàng, mặc dù nhìn không thấy cụ thể hình dạng, nhưng từ quần áo đi xem, rõ ràng cùng những tộc nhân khác bất đồng, tu vi càng là như thế. Mỗi một cái, đều vượt qua dưỡng đạo cảnh, bước vào linh tàng phạm trù. Nhưng so sánh với bốn người bọn họ, lúc này sau khi mọi người xuất hiện, vô thanh vô tức hiển lộ thân ảnh áo bào vàng bên ngoài tiệm thuốc 10 trượng, càng thêm chú ý. Người này khác với những tộc nhân Thủ Phong khác, trường bào của hắn cũng không che đầu, cho nên rõ ràng có thể thấy được một đầu tóc bạc, còn có thân hình lưng còng cùng với vẻ mặt không giận tự uy kia. Theo sự xuất hiện của hắn, vô luận là bốn cái linh tàng kia, hay là mấy ngàn tộc nhân áo bào trắng chung quanh, toàn bộ đều cúi đầu. Lão tổ, người áo vàng này chính là lão tổ của bọn họ. Hắn đứng ở nơi đó, một thân linh tàng đại viên mãn dao động không ngừng bốc lên, mơ hồ trong bốn phía còn có từng cái sợi tơ hiện ra, những cái kia đều là đạo ngân. Khi hắn có thể làm được đem hết thảy mang vào trong mắt lúc, hắn liền có thể đột phá linh tàng, bước vào quy hư. Mà bây giờ, chỉ kém nửa bước. Giờ khắc này, gió càng lớn hơn, tiếng gào thét giống như tiếng giống giận của mãnh thú, lay động tâm thần mọi người bát phương. Thổ thành bên ngoài người chú ý, từng cái đều ngừng thở, ánh mắt bản năng nhìn về phía tiệm thuốc trước kim bào lão giả. Lão giả hai mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn phía trước tiệm thuốc, trên người khí thế bốc lên, mơ hồ biến ảo ra thần long chi ảnh tại bát phương rít gào, khí thế kinh thiên, tựa như ở trước mặt hắn, hết thảy hạo kiếp đều đem ngưng hẳn, hết thảy ngăn cản đều đem bẻ khô nghiền nát. Loại này đại nhân vật phong thái, ở trên người hắn cực kỳ rõ ràng, mà ở lâu địa vị cao mang đến uy áp, cũng đồng dạng sẽ làm cho người ta xem nhẹ hắn lưng còng chi thân. Giờ phút này ánh mắt của hắn đảo qua tiệm thuốc, không nói một lời, cất bước đi về phía trước. Bước xuống, đại địa chấn động, bát phương phong vân đảo quyển, trời cao cuồn cuộn, càng tác động tâm thần của tất cả người quan sát, tựa như đạp ở trên mạch đập của bọn họ, làm cho tất cả mọi người tim đập một trận. Duy chỉ có lão tổ Thủ Phong nhất tộc thần sắc như thường, từng bước đi tới. Hắn không nói gì, cũng không có chút dao động tâm thần nào, tựa hồ đối với hắn mà nói, mọi người trong tiệm thuốc này đều không đáng để hắn mở miệng nói chuyện. Hắn tới đây, chỉ cần giơ tay liền có thể lấy về thánh vật, đi vào, liền có thể dẫm lên hết thảy. Dù sao, tu vi là căn bản của hết thảy. Vì thế, hắn chắp tay sau lưng, một bước không đi tới tiệm thuốc trước, ở chỗ này không có bất kỳ dừng lại, nhấc chân bước đến tiệm thuốc bên trong, mà tại thân ảnh của hắn tiến vào tiệm thuốc một khắc, cửa tiệm thuốc phanh một tiếng, đóng lại. Cái này đột ngột đóng cửa, không có để cho đáy lòng người dâng lên cái gì dự cảm không tốt, vô luận là nơi đây mấy ngàn thủ phong bộ tộc, hay là thổ thành bên ngoài xem náo nhiệt mọi người, bọn họ đều không cho rằng chuyện này sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao, song phương chênh lệch quá lớn, giống như cự thú cùng con thỏ nhỏ. Cho dù thỏ có lăn qua lăn lại như thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi vận mệnh trêu đùa. Giờ phút này tất cả tộc nhân bên ngoài, phần lớn đều cho rằng như vậy, trong lòng mỗi người ngạo nghễ, mà gió cũng cảm giác được tâm tình của bọn họ, ở trong đất trời thổ thành này, thổi càng ngày càng mãnh liệt. Tiếng nức nở cũng bởi vậy mà vang vọng bén nhọn hơn. Thổ thành bên ngoài chú ý một màn này mọi người, tâm thần nhao nhao chấn động, lúc này đây thủ phong nhất tộc xuất động, bày ra đầy đủ nội tình, để cho bọn họ cũng đều kinh hãi. Đây là muốn lập uy, cảnh cáo tất cả mọi người, tiểu tặc trong tiệm thuốc này, không có bất kỳ đường sống nào. Trộm cái gì không tốt, nhất định phải đi trộm thánh vật tộc quần sa mạc. Nếu tiểu tặc này thức thời, chủ động giao ra thánh vật cùng ác linh, nói không chừng còn có thể chết thống khoái, nếu không, sẽ phải chịu tội. Bọn họ có thở dài, có vui sướng khi người gặp họa, mà vui vẻ nhất chính là mấy cái áo bào trắng giao thủ với Hứa Thanh ngày đó. Giờ phút này lúc trước đám người áo bào trắng đứng đầu, hắn đứng ở đầu đường nhìn tiệm thuốc khóe miệng lộ ra nụ cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn có thể tưởng tượng rất nhanh khi lão tổ đi ra, trong tay nhất định sẽ mang theo cái kia vạn ác mà cản rỡ tiểu tặc. Tiểu tặc, ngày đó ngươi mưu lợi trộm đi thánh vật tộc ta, làm hại ta bị tộc lão trách phạt, hôm nay cho ngươi biết được đắc tội tộc ta kết cục. Không chỉ có ngươi, còn có ngươi chăn nuôi cái kia ác linh, cùng với cái kia chỉ biết truyền tống con vẹt, đều phải thê lương mà chết, đây chính là trêu chọc tộc ta kết cục. Muốn trách thì trách ngươi không có bản lĩnh, còn muốn đi đắc tội cường giả. Mà hôm nay về sau, theo tộc ta uy nghiêm tái hiện, cái này Thanh Xa Đại Mạc tu sĩ, cũng đem lần nữa nhớ lại trong lịch sử tộc ta chi danh. Thanh niên áo bào trắng thần sắc sừng sững cao ngất, cười lạnh, lòng tràn đầy chờ mong. Chương 888, lão tổ lễ phép. Giờ phút này, bên ngoài tiệm thuốc, gió vẫn giữ tợn gào thét, truyền ra âm thanh bén nhọn, lộ ra cảm giác khủng bố, mà toàn bộ khí tức thổ thành, cũng ở trong lãnh ngạo của mấy ngàn tu sĩ thủ phong nhất tộc, càng ngày càng ngưng trọng cùng băng hàn. Tiểu tặc kia bây giờ sợ là đang quỳ gối trước mặt lão tổ cầu xin tha thứ. Hừ, cầu xin tha thứ nếu như hữu dụng, như vậy thiên hạ liền triệt để thái bình. Trộm đi thánh vật tộc ta, dựa theo thói quen của lão tổ, người này sẽ bị lột ra, chế tác thành một cái đèn gió, lấy dầu thi đốt lửa, linh hồn bên trong không ngừng thiêu đốt. Tộc nhân thủ phong nhất tộc, từng người cười lạnh, nhất là mấy người áo bào trắng giao thủ với Hứa Thanh, giờ phút này trong lòng ai nấy đều hưng phấn chờ mong. Tiểu tặc kia ngày đó có bao nhiêu kiêu ngạo, hôm nay liền có bấy nhiêu thê thảm. Cướp đi thánh vật của chúng ta, lại tránh được truy sát của chúng ta, người này đích xác có chút bản lĩnh, nhưng vô dụng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn nhất định chỉ có thể khổ sở. Nếu lão tổ thắp đèn, ta nhất định sẽ đem nó mượn tới, đặt ở trong động phủ thưởng của ta thức một phen. Còn có cái kia đồng dạng con vẹt và ác linh. Mấy người áo bào trắng ngày đó cùng Hứa Thanh giao thủ tụ cùng một chỗ, cười khẽ nghị luận, trong mắt đều lộ ra chờ mong, thỉnh thoảng nhìn về phía hiệu thuốc. Mặc dù thời gian lão tổ đi vào có chút lâu, nhưng bọn họ không có bất kỳ lo lắng gì, liền xem như cái kia 4 cái linh tảng tộc lão, cũng cho là như vậy. Bọn họ nhìn tiệm thuốc đóng cửa, không có ở bên trong cảm nhận được bất kỳ dao động nào, đây là bình thường, lấy tu vi lão tổ đi vào sau, nhìn thấy người căn bản cũng không có năng lực đánh trả. Chỉ cần liếc mắt một cái, tâm thần người bên trong liền sụp đổ. Nghe nói lão tổ năm xưa ở bên ngoài du lịch, thích đem đối thủ chế tác thành từng cái đồ chơi nhỏ, nghĩ đến ở bên trong có ý nghĩ mới. Có chút ý tứ. 4 cái này linh tàng lẫn nhau nói đùa thời điểm, thổ thành bên ngoài đến từ 4 phương thế lực chú ý nơi đây tu sĩ, cũng đều từng cái cảm khái. Bọn họ biết, lúc này đây thủ phong nhất tộc xuất động, chỉ sợ không phải diệt đi một cái tiệm thuốc đơn giản như vậy. Thổ thành này, sắp trở thành tử ngục A. Thậm chí dựa theo thói quen của tộc này, nói không chừng còn có thể ở chỗ này nổi lên một hồi gió quanh năm không tan, đến báo cho thế nhân biết bọn họ cường hãn cùng khủng bố. Bất quá, các ngươi có cảm thấy hay không, vị kia thủ phong nhất tộc lão tổ, đi vào thời gian, có chút quá dài. Thời gian, ở thổ thành bên ngoài tu sĩ thấp giọng đàm luận cùng với thổ thành bên trong thủ phong, nhất tộc chờ đợi bên trong, chậm rãi trôi qua, cho đến đi qua một canh giờ. Đến lúc này, đã có người cảm giác có chút không thích hợp. Vô luận là thổ thành bên ngoài hay là thổ thành bên trong, nơi này tu sĩ nhìn về phía tiệm thuốc số lần, càng ngày càng nhiều. Cho đến thủ phong nhất mạch cái kia 4 cái linh tàng, cũng đều cảm thấy thời gian quá lâu lúc, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, đang muốn tới gần, mà đúng lúc này, bị vạn chúng chú mục tiệm thuốc, cửa lớn kéo kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra. Khoảnh khắc mở ra, vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ qua, những ánh mắt này mang theo chờ mong, mang theo hưng phấn, mang theo chú ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ánh mắt đều đọng lại một chút, Bên trong cửa lớn của hiệu thuốc, lão tổ Thủ Phong nhất tộc, trên mặt mang theo cung kính, chậm rãi rời khỏi, một bên lui, trong miệng còn một bên truyền ra lời nói. Quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, là ta không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Lão tổ cúi đầu khom lưng, thần sắc mang theo cung kính trước nay chưa từng có. Sau khi rời khỏi đại môn, hắn thậm chí còn ôm quyền, hướng về trong tiệm thuốc khom lưng bái lạy. Còn lại thánh vật, ta lập tức liền để cho người đưa tới, chúng nó là một bộ, tách ra lời nói không thích hợp, lưu lại chỗ của ta càng là không an toàn. Sau này các vị có chuyện gì, bóp một cái ngọc bội kia là được, ta vô luận tại đang làm chuyện gì, đều sẽ trước tiên chạy tới. Lần này thật sự làm phiền, vô cùng xin lỗi. Lão tổ thân thể run rẩy, lần nữa cúi đầu, sau đó cửa tiệm thuốc đụng một tiếng đóng lại. Gió lạnh từ bốn phía thổi tới, rơi vào thổ thành, rơi vào đầu đường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tộc nhân Thủ Phong nhất tộc, toàn bộ ngây dại, một đám mờ mịt, mà chúng tu bên ngoài thành trì, đồng dạng đầu óc trống rỗng, bọn họ thấy được lão tổ khách khí, gió cũng đem lời này thổi ra, khiến mọi người nghe được, nhưng cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau, đó chính là không chân thật, lời nói và hành động của lão tổ, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trong nhận thức của bọn họ, đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, xuất hiện. Trong gió lạnh, đứng ở hiệu thuốc bên ngoài lão tổ, cảm thấy thân thể còn đang run rẩy, lãnh ý tràn ngập toàn thân cùng lúc trước tim đập nhanh giao hòa cùng một chỗ, hóa thành mãnh liệt nghĩ mà sợ. Hắn cảm thấy thân thể lạnh lẽo, từ khi tu vi đến trình độ nhất định về sau, hắn đã thật lâu không có cảm nhận qua loại này, vẫn là phàm tục thời điểm lạnh như băng, nhưng hôm nay, cảm thụ này vô cùng mãnh liệt, mà hắn cũng không dám nghĩ nhiều, lại càng không dám dừng lại, lúc này run rẩy xoay người. Bốn cái linh tàng trong tộc kia, cũng đều kinh nghi bất định nhìn hắn. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ lắc đầu, trong mắt mang theo sợ hãi không thể đè xuống, trầm thấp truyền ra lời nói. Đừng hỏi, đừng nói, chúng ta đi mau. Tâm thần bốn cái linh tàng chấn động, vây quanh lão tổ, nhanh chóng rời đi, mà trước khi rời khỏi thổ thành này, người áo bào trắng đã tiếp xúc với Hứa Thanh. Hắn hiện giờ mê mang vô tận, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Lão tổ, tiểu tặc kia... Hắn lời nói không đợi nói xong, lão tổ đột nhiên quay đầu, vung tay lên, oanh một tiếng, cái kia áo bào trắng người phun ra máu tươi, trực tiếp bị quạt ra thật xa, rơi xuống đất ngất đi. Đó là đại sư, ta xem ai dám kêu loạn. Lão tổ cả giận nói. Tộc nhân Thủ Phong nhất tộc bốn phía, từng người run lẩy bẩy, đáy lòng kinh nghi bất định, lão tổ bay lên không đi xa, rất nhanh bộ tộc bọn họ mấy ngàn đạo thân ảnh, liền vội vã rời xa thổ thành, dung nhập trong gió, nhanh chóng trở về. Một màn này để cho bên ngoài thành trì những cái kia chú ý việc này khắp nơi thế lực, cũng không khỏi hít vào một hơi, đáy lòng nhấc lên kinh thiên chi lãng, một đám không khỏi một lần nữa nhìn về phía tiệm thuốc nhỏ. Tình huống gì a? Ta có phải hay không nhìn lầm, hay là xuất hiện ảo giác, ta như thế nào cảm thấy cái kia Thủ Phong lão tổ, lúc đi ra thân thể đang run rẩy. Tại sao lão tổ Thủ Phong nhất tộc lúc đi vào lại ngạo nghễ, lúc đi ra lại như vậy? Tiệm thuốc này, không đúng. Tiếng hít thở ở ngoài thổ thành thường xuyên truyền ra. Vô số ánh mắt mang theo kiêng kỵ, từ trên hiệu thuốc thu hồi, không dám nhìn nhiều. Chuyện hôm nay làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà loại thần bí không thể tin này mang đến, hóa thành hoảng sợ mãnh liệt, tiến tới tò mò đối với hiệu thuốc này, cũng đến cực hạn. Bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lòng run sợ, không dám dừng lại, nhao nhao nhanh chóng rời đi. Mà giờ phút này trong tiệm thuốc, hết thảy như thường. Bất quá nhiều hơn 10 cái túi trữ vật, Linh Nhi đang hưng phấn kiểm kê, những người khác cũng đều vây quanh, tò mò xem xét. U Tinh cười lạnh, tiếp tục nấu nước. Ninh Viêm thở dài, đem mặt đất bị dẫm qua địa phương một lần nữa lau chùi. Hắn mấy ngày nay không ngừng làm vệ sinh công tác, đã có sạch sẽ thói quen. Mỗi lần nhìn thấy bẩn thỉu địa phương, liền cả người không được tự nhiên, phải lập tức cầm khăn lau đi lau sạch sẽ, mới có thể thoải mái. Thế Tử thì cười ha hả, thưởng thức hai hạt châu trong tay. Một người trong đó, vẫn là Hắc Đồng thượng nhân, mà người thứ hai nhiều hơn. Bên trong cũng có khuôn mặt, chính là Thủ Phong lão tổ kia. Chẳng qua không phải toàn bộ, mà là một tia mệnh hồn. Về phần Hứa Thanh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xuất hiện qua, một mực ở phòng sau chữa thương. Mà Trần Phàm Trác, giờ phút này vô cùng cung kính, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh an mọi người, lúc này mới cáo lui ra ngoài, bất quá trước khi đi, Linh Nhi từ trong túi trữ vật lấy ra một ít bảo bối, đưa cho Trần Phàm Trác. Trần Phàm Trác kích động, liên tục cảm tạ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Thủ Phong lão tổ vì biểu đạt quấy giày áy náy đưa vào trong túi trữ vật, thứ tốt không ít, vô luận là linh thạch hay là đan dược, hay hoặc là pháp khí, đều rất không tầm thường. Trong lúc mọi người phân phối, Thế Tử đi vào phòng sau nơi Hứa Thanh đả tọa. Hứa Thanh ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy bái kiến. Thế tử khoát tay lấy ra một cái bình đan, ném cho Hứa Thanh. Đây là thần hồn đan được vừa mới tới đây tiểu bằng hữu hiếu kính, tổng cộng 10 viên. Sau khi ngươi ăn một viên, thương thế sẽ không cần lâu như vậy khôi phục. Còn lại 9 viên, cũng rất thích hợp ngươi kế tiếp chữa thương. Hứa Thanh nghe vậy yên lặng tiếp nhận, sau khi mở ra liếc mắt nhìn, lấy trình độ đan đạo của hắn, lập tức liền phân biệt ra đan này không tầm thường, dược hiệu là chuyên môn nhằm vào thương thế linh hồn. Loại đan dược này, giá trị xa xỉ mà hiếm thấy. Hứa Thanh không có chần chờ, lấy ra một viên bỏ vào trong miệng, theo đan dược hòa tan, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp ở trong miệng hắn bộc phát, cũng không khuếch tán toàn thân, mà là thẳng đến thức hải. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn thức hải nổ vang, phảng phất xuất hiện núi lửa phun trào, chạm đến linh hồn, từng trận lửa nóng tràn ngập, linh hồn của hắn từ nguyên bản ảm đạm, nhanh chóng rõ ràng, cho đến một lát sau, chẳng những thương thế khỏi hẳn, càng là có chỗ tăng trưởng. Hứa Thanh động dung, mở hai mắt ra, Thế tử bình tĩnh mở miệng, nếu đã khôi phục, như vậy hiện tại liền bắt đầu tiếp tục rèn đúc ngươi. Hứa Thanh, năng lực trên người ngươi hỗn loạn, ngươi căn bản cũng không có đem mỗi một cái tầng đi sâu đào móc cùng lý giải, nhưng trên thực tế ngươi nếu có thể làm được đem độ sâu cảm ngộ, như vậy chiến lực của ngươi đem đột nhiên tăng mạnh. Thế tử trong mắt có thâm ý, truyền ra lời nói trầm thấp. Tiếp tục như vậy, lấy từng bước phương thức, ngươi trưởng thành quá chậm, cho nên ngươi muốn đem chính mình bước đến cực hạn, chỉ có ở sinh tử trong lúc đó, ngươi mới có thể biết mình có bao nhiêu tiềm lực. Lúc này đây, ta không mang ngươi đi Hồng Nguyệt Thần Điện, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, ngươi đem Kim Ô Nguyên Anh của ngươi dung nhập vào trong hạt châu này, cùng tiểu gia hỏa bên trong đấu một trận. Thế tử nói xong, đem hạt châu phong ấn hắc đồng thượng nhân đưa cho Hứa Thanh. Ngươi chỉ dùng Kim Ô Nguyên Anh, ở trong sinh tử đi đào móc biến hóa tầng sâu hơn của nó. Ngươi có 9 lần tử vong cơ hội, bị thương sau có thể dùng đan dược chữa thương, nhưng chỉ có 9 lần. Lão phu đáp ứng tiểu gia hỏa bên trong, cho phép hắn có thể lần thứ 10 bắt đầu, có thể đi trực tiếp nuốt ngươi Kim Ô Nguyên Anh, một khi hắn làm được, ta liền thả hắn tự do. Cho ngoặc nên, ngươi hoặc là cảm ngộ ra Kim Ô Nguyên Anh của ngươi tầng sâu biến hóa, tạo ra đòn sát thủ của mình, hoặc là, ngươi liền vĩnh viễn mất đi Kim Ô Nguyên Anh. Hết thảy, phải xem tạo hóa của ngươi. Ánh mắt Thế tử thâm thúy, nói xong xoay người rời đi. Hứa Thanh yên lặng ngồi ở chỗ đó, cầm hạt châu trong tay, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng. Kim Ô. Trong nháy mắt, hắc quang trên đỉnh đầu lóng lánh, Kim Ô từ bên trong sông ra, hỏa diễm chảy xuôi, tản mắt ra cảm giác thần thánh, ở dưới tâm thần Hứa Thanh dung nhập, hai mắt Kim Ô này lộ ra linh động thẳng đến hạt châu mà đi. Chương 889, truy ngược nguồn gốc bắt đầu. Hứa Thanh khoanh chân đả tọa, tâm thần của hắn giờ phút này đã dung nhập vào Kim Ô Nguyên Anh. Bắt đầu từ giờ phút này, hắn chính là Kim Ô, theo sông vào trong hạt châu, một không gian kỳ dị xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thanh. Nơi này bốn phía mơ hồ, tràn ngập sương mù, đang không ngừng quay cuồng, càng có từng trận lôi âm quanh quẩn, nổ vang bát phương thời điểm, phía trước sương mù đột nhiên tản ra, một gương mặt thật lớn, hướng về hắn cấp tốc tới gần. Trong nháy mắt, gương mặt này xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh, chính là Hắc Đồng Thượng Nhân. Hắn hai mặt đỏ ngầu, trong mắt mang theo điên cuồng. Từ khi bị phong ở chỗ này về sau, hắn mỗi ngày chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết, vốn tưởng rằng cả đời này chính là như vậy, cũng không nghĩ tới cái kia khủng bố uẩn thần, lại tự nói với mình chỉ cần tại lần thứ 10 nuốt vào Kim Ô, liền có thể thoát khốn. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh sau, hắn không có bất kỳ chần chờ, trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát, một tòa hoàn chỉnh bí tàng, trực tiếp ngay tại bát phương huyễn hóa, phủ xuống. Nhanh chết đi, nhanh đến lần thứ 10. Hắc Đồng Thượng Nhân gầm nhẹ một tiếng, há to miệng cắn nuốt Hứa Thanh. Hứa Thanh cấp tốc lui về phía sau, thân Kim Ô lóng lánh tản ra vô tận thiên hỏa, nhưng ở trước mặt tu sĩ linh tàng có đầy đủ bí tàng, những thiên hỏa này căn bản là không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, theo Hắc Đồng Thượng Nhân thở ra, Kim Ô tản ra hỏa diễm cư nhiên cuốn ngược, mà Hắc Đồng Thượng Nhân biến thành khuôn mặt vô hạn tăng vọt, cuối cùng thay thế không gian này. Chán chống trời, cằm chống đất, ở giữa há to miệng vô tận, như hố đen hướng về phía Hứa Thanh nuốt vào. Xa xa nhìn lại giờ khắc này Hứa Thanh biến thành Kim Ô, tựa như một con phàm tục chi điểu, căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kháng, theo trước mắt hắn tối sầm, từng trận đau nhức từ linh hồn truyền ra. Kim Ô sụp đổ, ý thức Hứa Thanh mơ hồ nghe được dư âm quanh quẩn bên tai. Còn 9 lần nữa, hiện thực tiệm thuốc bên trong, khoanh chân đả tọa Hứa Thanh, mãnh liệt mở hai mắt, hô hấp dồn dập, chỉ là một cái chớp mắt. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, Kim Ô của hắn vẫn còn, cũng không có bị chân chính thôn phệ, bất quá vừa mới khôi phục linh hồn chi thương, giờ phút này cảm giác xé rách cực kỳ mãnh liệt. Hứa Thanh giơ tay lấy ra một quả trị thương đan, nuốt vào, nhắm mắt đả tọa, một canh giờ sau thương thế của hắn khôi phục, cúi đầu nhìn hạt châu trong tay, đáy lòng đối với cường giả linh tàng có cảm thụ trực quan hơn. Tiếp tục như vậy không được. Như vậy kim ô của ta, rốt cuộc nên như thế nào biến hóa, mới có thể tránh được cái miệng to kia thôn phệ. Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy tư, một lát sau hắn nhắm mắt tâm thần chìm vào trong kim ô Nguyên Anh, tiếp tục lĩnh hội kim ô này của mình. Kim ô, có thể luyện vạn linh, có thể hóa mặt trời, cái trước bây giờ còn chưa đủ, nhưng cái sau, Hứa Thanh trong đầu hiện lên chính mình chỗ nhìn mặt trời. Phong Hải quận Chiêu Hà Châu bên trong, là ta lần đầu tiên cự ly gần nhìn thấy mặt trời, tuy là hài cốt, sau đó, tại Tế Nguyệt Đại Vực này bên trong, ta nhìn thấy 4 cái nhân tạo mặt trời, tiểu viên tử là cái thứ nhất, vĩnh hằng chi lực là cái thứ hai, vòng tròn là giá trị thứ ba, viễn cổ chi cầu là cái thứ tư. Hứa Thanh vẻ mặt trầm ngâm, sau một lúc lâu tinh quang trong mắt hắn chợt lóe. Còn có một cái, là ta cảm ngộ kim ô lúc, nhìn thấy long liễn đồ đằng thiếu niên kia. Nếu ta thay đổi hình dạng của kim ô, biến nó thành mặt trời, tiếp cận nguồn gốc của nó. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dưới áp lực cực lớn này, hắn không thể không cẩn thận cân nhắc phương pháp sử dụng kim ô. Đêm đã qua, sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài sắc trời mặc dù hôn ám, nhưng so với ban đêm vẫn là hơi tốt một chút. Theo cửa hàng khai trương, Hứa Thanh cũng mở ra chính mình lần thứ hai nếm thử. Kim ô thân, xông về phía hạt châu. Trong chớp mắt tiếp theo, vẫn là cái kia kỳ dị không gian, Hứa Thanh tại xuất hiện một sát, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Phía trước sương mù mãnh liệt bốc lên, hắc đồng thượng nhân biến thành khuôn mặt, trong nháy mắt lao ra. Cùng lần trước bình thường nhanh chóng biến lớn, cho đến chiếm cứ toàn bộ không gian, khí thế ngập trời, mang theo diệt tuyệt chi lực, miệng lớn mở ra, hướng về Hứa Thanh mãnh liệt nuốt một cái. Nhưng lúc này đây, ngay tại khoảnh khắc hắn nuốt Hứa Thanh biến thành kim ô truyền ra một tiếng tê minh xuyên kim liệt thạch, thân thể nổ tung trước, chia 5/7 sau hóa thành 4 phần. Một phần vặn vẹo, hình thành một cái khung cửa bộ dáng, bên trong huyễn hóa lò xo trên dưới nổ vang, hình thành ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt, hóa thành mặt trời. Phần thứ hai vần quanh trở thành hình tròn, bánh răng hội tụ bên trong cấp tốc xoay tròn, phần huyết nhục thứ ba hội tụ cùng một chỗ, hóa thành quả cầu thịt, đồng đạn thiêu đốt. Ba hình thái mặt trời này chính là ba cái thái dương hình dáng mà Hứa Thanh nhìn thấy ở Tự Âm Trường Hà. Giờ phút này xuất hiện sau, chúng nó thẳng đến hắc đồng thượng nhân miệng lớn, phóng thích ra lửa nóng của mình, bộc phát ra tự thân nổ vang, toàn bộ không gian chấn động bên trong, cái này ba cái mặt trời toàn bộ tự bạo. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp bát phương, khuôn mặt của hắc đồng thượng nhân kia rốt cục dừng lại một chút, có thể nhìn thấy khuôn mặt có một ít vị trí xuất hiện ý đốt cháy, nhưng trong chớp mắt tiếp theo liền khôi phục như thường. Nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này Hứa Thanh, hắn cuối cùng là tránh được trong nháy mắt đã bị thôn phệ cục diện. Về phần cuối cùng một phần huyết nhục, tại đây cấp tốc lui về phía sau chung nhúc nhích, tạo thành một cái thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên mặt quan như ngọc, thân mặc đế bào, mang theo đế miện, tự thân bên ngoài tán thiên hỏa, ở dưới thân hình thành long liễn. Khí thế phi phàm, đang muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt không gian này ầm ầm sụp đổ, trên dưới nhanh chóng đè ép giống như bầu trời thành mơ hồ. Mặt đất cũng vậy, giờ phút này im lặng, oanh một tiếng, một mảnh đen kịt. Trong tiệm thuốc, Hứa Thanh mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi, bên tai quanh quẩn dư âm. Còn có 8 lần. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, một bên nuốt vào đan dược, một bên nhớ lại chính mình lúc trước thất bại. Một cái Nguyên Anh tam kiếp, căn bản là không thể chiến thắng linh tàng, cho dù đối phương bị phong ấn trong hạt châu có hạn chế, nhưng chênh lệch giữa hai bên thật lớn, không thể vượt qua. Bất quá Thế Tử nói không sai. Ta đích thật là không có hào hào tầng sâu nghiên cứu Nguyên Anh của ta, như cái này kim ô, ta đem nó biến ảo thành mặt trời sau, uy lực của nó rõ ràng so với trước đề cao không ít. Hứa Thanh hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được phương hướng của mình hẳn là không sai. Làm thế nào ta có thể đào sâu hơn? Kim ô, rốt cuộc là tạo thành cái gì? Còn có hoàng cấp công pháp, bản chất của nó là gì? Hứa Thanh trầm ngâm, tâm thần chìm vào trong kim ô, đang muốn tiếp tục quan sát, Linh Nhi kích động từ bên ngoài chạy tới, nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngày tuyên bố đan dược chính là hôm nay. Hứa Thanh nghe vậy mở mắt ra, hắn đã quên chuyện này, thật sự là Thế Tử tồn tại, khiến cho hắn lập tức từ trong trạng thái an bình thay đổi, tiết tấu thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Bất quá đan dược ở mấy ngày trước cũng đã bị hắn luyện xong, và lại hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn, hạ thấp nguyền rủa càng nhiều. Vì thế Hứa Thanh hướng về Linh Nhi gật gật đầu, lấy ra gương, mang theo Linh Nhi cùng nhau, tiến vào Nghịch Nguyệt Điện. Lúc này Nghịch Nguyệt Điện tiếng người ồn ào. Trải qua 10 ngày xôn xao, Đan Cửu Đại Sư muốn tuyên bố giải chú đan, đã truyền khắp toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện, nhất là Thánh Lạc Đại Sư lại đem đan dược cũng đặt ở cùng một ngày tuyên bố, cái này triệt để đốt lên tâm tình của mọi người trong Nghịch Nguyệt Điện. Trước mắt, mấy vạn tượng thần sừng sững ở giữa không trung Nghịch Nguyệt Điện, đều đang chờ đợi Hứa Thanh cùng Thánh Lạc Đại Sư đến. Bọn họ tạo hình không đồng nhất, nhưng hoa quang trên người nồng đậm, từ xa nhìn lại, tựa như thần ma, khí thế rộng lớn. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ồn ào huyên náo. Không nghĩ tới hôm nay náo nhiệt như thế, cũng không biết cuối cùng song phương như thế nào. Cũng là mọi người đối với Giải Nan Đan cùng với cái kia Giải Chú Đan chờ mong quá cao, cái này cũng không có gì đáng trách, nhưng tổng thể mà nói, ta là không tin Đan Cửu. Trong vô số nghị luận, còn xen lẫn một ít người ủng hộ hai bên giận dữ mắng mỏ lẫn nhau. Thánh Lạc Đại Sư đức cao vọng trọng, nhận này ân huệ người đông đảo, đan đạo càng là không người có thể sánh bằng. Há là Đan Cửu loại này đột nhiên xuất hiện đan sư có thể lay động, đức cao vọng trọng. Thánh Lạc đan dược mỗi một viên đều cực kỳ đắt đỏ, lão tử năm đó vì một viên, toàn tông tài nguyên đều hao phí. Nếu ngươi không có viên đan dược kia, hiện tại ngươi đã là hài cốt, còn có thể ở chỗ này nói ẩu nói tả. Không sai, Thánh Lạc Đại Sư chính là ân công của ta, ai dám nói hắn một chữ không, chính là địch của ta. Thanh âm ồn ào, tranh chấp không ngừng, nhưng tổng thể mà nói cơ hồ 8 phần đều nghiêng về Thánh Lạc Đại Sư, ngôn luận bảo vệ Đan Cửu thường thường bị nhấn chìm trong sóng âm. Bất quá, trong đó cũng có hai tùy tùng của Đan Cửu Đại Sư, thanh âm cực lớn, khí thế 10 phần. Một người trong đó, chính là đại hán hàng xóm của Hứa Thanh, hắn căm tức nhìn mọi người, thanh âm vang dội. Thánh Lạc Đại Sư mặc dù có thể cứu người một mạng, nhưng lại để cho người táng ra bại sản, chúng ta đều là số khổ người, giãy giụa sống vốn là không dễ, còn muốn bị người một nhà như thế bóc lột. Lại nhìn Đan Cửu Đại Sư, trách trời thương dân, trong lòng từ thiện, hắn Giải Nan Đan chỉ cần 100 giọt thần bộc huyết, chẳng lẽ hắn không biết Giải Nan Đan giá trị sao? Hắn biết, nhưng lão nhân gia không đành lòng nhìn chúng ta như thế, cho nên mới lấy cái giá cơ hồ là đưa như vậy, để giải thoát cho chúng ta thống khổ. Này hàng xóm đại hán trong thanh âm mang theo nồng đậm cảm ơn chỉ, quanh quẩn bát phương, đồng thời, cách đó không xa còn có một cái tượng thần, phát ra bén nhọn thanh âm. Các ngươi đám này đại ngốc tử, bị Thánh Lạc tiểu nhi hố táng ra bại sản, còn ở chỗ này nâng hắn thối chân, cái kia Thánh Lạc tiểu nhi phú lưu du, các ngươi đám người này, đều là hiếu tử. Nói chuyện thần tượng là cái cầm trong tay bảo bình, sắc mặt đen kịt, mọc ra 6 con mắt khô gầy pho tượng, hắn 6 con mắt, giờ phút này đều lộ ra ý châm chọc. Nhất là câu hiếu tử kia, càng làm cho người bốn phía nghe được, đều căm tức mà đi, thật sự là những lời này của hắn, quá mức âm tổn, ý trào phúng đã đến cực hạn. Mắt thấy mọi người đều có chút tức giận, 6 ánh mắt này tựa hồ càng đắc ý, tiếp tục mở miệng. Các hiếu tử, các ngươi đang nói cái gì, lớn tiếng một chút, già không nghe thấy, các ngươi đám này có miệng không não tiểu u. Lời nói của hắn, khiến cho bốn phía mọi người càng mãnh liệt căm tức, mặc dù không biết tiểu u là có ý gì, nhưng vừa nghe liền không phải là lời hay. Vì thế dẫn tới giận dữ lớn hơn. Một ít Đan Cửu Đại Sư tùy tùng cùng người thờ phụng, giờ phút này tựa như tìm được người tâm phúc, nhao nhao hướng 6 mắt pho tượng dựa sát, kết thành một cái tiểu trận doanh. Ngay cả đại hán hàng xóm cũng nhìn hắn, trong mắt khâm phục. Hắn nhận thức đối phương, biết người này là, trong khoảng thời gian này mới liên tiếp xuất hiện ở đại sư miếu thờ bên trong, chỉ là không nghĩ tới đối phương ngày thường không nói một lời, hôm nay vừa mở miệng, cư nhiên như vậy sắc bén âm tổn. Vì thế trong lòng đại hán cân nhắc, người này nếu như cùng chung chí hướng, về sau nhất định phải hào hào kết giao một phen. Mà đúng lúc này đột nhiên, toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện chấn động mạnh, ngọn núi lay động, tất cả miếu thờ đều đang nổ vang, càng có uy áp kinh người từ trên trời giáng xuống. Mọi người giận dữ mắng mỏ tranh chấp, đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Chương 890, người kia có chút giống Nhị Ngưu. Lúc này trong Nghịch Nguyệt Điện, trên bầu trời, trong 9 tôn trí cao thần miếu, có một tòa lóng lánh chiếu rọi chư thiên hoa quang. Bên trong có một thân ảnh cao lớn như thần trích, mang theo vô thượng chi uy, đi ra. Thân ảnh này cao ngàn trượng, toàn thân màu vàng, có 3 đầu 6 tay, mỗi một tay đều nâng ngọn núi màu sắc khác nhau, phía sau còn có tầng tầng hào quang chồng lên nhau, hào quang như mặt trời, chiếu lên người, tản ra ánh sáng rực rỡ. Siêu phàm thoát tục, sự xuất hiện của hắn, dung chuyển núi lớn, bát phương bốc lên, mây mù tứ tán, càng có cảm giác áp bách bài sơn đảo hải lan tràn toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện, mỗi một góc. Tất cả mọi người đều chấn động, cúi đầu bái kiến Thiên Mạc thần miếu. Tứ điện chủ, cửu tôn trí cao thần miếu trên bầu trời Nghịch Nguyệt Điện, là tồn tại cao nhất của Nghịch Nguyệt Điện hiện giờ. Mặc dù chỉ có 5 tòa nhập chủ, còn có 4 tòa vẫn chưa nghênh đón người kế nhiệm, nhưng 5 vị này bất kỳ một người nào đều có quyền hạn cực lớn của Nghịch Nguyệt Điện, càng là chủ sự của Nghịch Nguyệt Điện. Toàn bộ Nghịch Nguyệt Điện, những năm gần đây chính là dưới sự dẫn dắt của 5 vị phó điện chủ bọn họ, không ngừng lớn mạnh, tham dự lần lượt âm thầm đối kháng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Mà thân phận chân chính của bọn họ, cũng là thần bí khó lường, dĩ vãng hàng lâm đều là tuyên cáo đại sự, giờ phút này mắt thấy một vị phó điện chủ hàng lâm, nơi này tất cả tượng thần, đều đáy lòng dâng lên kinh nghi, chờ đợi đại sự tuyên bố. Hôm nay bổn tọa đến, không phải có chuyện thông cáo, mà là được Thánh Lạc Đại Sư mời, tới đây xem lễ tuyên bố đan dược, chư vị cứ tự nhiên. Trên bầu trời, ngàn trượng thần chỉ khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng, thanh âm như hồng, mênh mông vô biên, hóa thành dư âm, quanh quẩn tâm thần. Nhưng lời nói của hắn, mang đến cho chúng tượng thần nghịch nguyệt điện lại là tiếng nổ vang cùng xôn xao, những tu sĩ ủng hộ Thánh Lạc Đại Sư kia nhất thời kích động, mà ủng hộ Đan Cửu, lại là nội tâm vang lên một tiếng. Thánh Lạc Đại Sư quả nhiên là thật sự nổi danh, được người tôn trọng, liền ngay cả tứ điện chủ cũng đều tự mình đến xem lễ, cũng không nhìn xem Thánh Lạc Đại Sư những năm này ân huệ bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu tu sĩ, cũng chỉ có Thánh Lạc Đại Sư mới có thể thỉnh động phó điện chủ. Trong lúc đó, sóng âm trong nghịch nguyệt điện bùng nổ, trong đó tuyệt đại đa số đều nghiêng về Thánh Lạc, về phần Đan Cửu bên này phần lớn đều trầm mặc, cho dù là đại hán hàng xóm cùng với tượng thần sáu mắt kia, cũng đều có chút dao động. Đúng lúc này, một tòa miếu thờ toàn thân bằng ngọc thạch được vô số tượng thần vây quanh, cửa lớn chậm rãi mở ra, hóa quang vô tận từ bên trong bắn nhanh ra, càng có từng trận tiếng chuông vang vọng. Đỉnh đồng thau trước miếu thờ này, cũng vào giờ khắc này hương khói tăng vọt, tràn đầy khói xanh bốc lên, trong đại môn đi ra một pho tượng thần. Tượng thần này bộ dáng như trợn mắt kim cương, dưới chân tường vân từng đóa, mi tâm có mắt, trong mắt tản ra nhiếp nhân hồn chi mang, nhất là đỉnh đầu còn trôi nổi một cái đang xoay tròn lò luyện đan, còn có dược hương tràn ngập bát phương. Giờ phút này theo đi ra, bốn phía chờ đợi đã lâu những thần tượng kia, đồng loạt nhìn qua, trong mắt bọn họ lộ ra phấn chấn, mang theo kính ngưỡng, là Thánh Lạc Đại Sư. Đại sư thân phận như vậy, lại còn đúng giờ như thế. Đây chính là Thánh Lạc Đại Sư, nghiêm túc là lão nhân gia hắn trước sau như một phong cách, nghiêm cẩn là lão nhân gia hắn luôn luôn tác phong. Trong lúc từng trận lời kính ngưỡng phập phồng này, Thánh Lạc Đại Sư đi ra miếu thờ, đi tới giữa không trung, toàn bộ nghịch nguyệt điện vào giờ khắc này, vô số ánh mắt hội tụ, vô số âm thanh bái kiến trùng điệp, hóa thành tiếng vang ầm ầm, rung động chín tầng trời. Bái kiến đại sư. Phóng mắt nhìn lại, vô số tượng thần cúi đầu bái. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Lạc Đại Sư giữa không trung này, vạn chúng chú mục, khí thế như cầu vồng. Thánh Lạc đáy lòng hài lòng, nhìn bốn phía, khẽ gật đầu. Chư vị đạo hữu, đợi lâu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tứ điện chủ, ôm quyền cúi đầu. Đa tạ tứ điện chủ đến xem lễ đan dược của lão hủ tuyên bố. Trên bầu trời, tứ điện chủ mỉm cười. Đan dược của đại sư, bổn tọa cũng chờ mong rất lâu. Thánh Lạc Văn Ngôn cười cười, vừa muốn mở miệng lần nữa, nhưng đúng lúc này, phía dưới ngọn núi nghịch nguyệt điện, cửa miếu nhỏ của Hứa Thanh chậm rãi mở ra, một tượng thần lưng đeo hồ lô từ bên trong đi ra, chính là Hứa Thanh. Sự xuất hiện của hắn không có gì rực rỡ hoa quang, cũng không có tràn đầy hương khói, thậm chí đi ra một khắc cũng không có bao nhiêu người chú ý tới thân ảnh của hắn, chỉ có những tùy tùng của hắn thời khắc chú ý mới ở trước tiên nhìn thấy Hứa Thanh. Trong nháy mắt phát hiện Hứa Thanh xuất hiện, những người đi theo này rõ ràng phấn chấn, nhao nhao tiến lên. Đan Cửu đại sư, bái kiến đại sư. Đại hán hàng xóm nhanh chóng tới gần, thần sắc mang theo kích động, hô to một tiếng. Đại sư, ngài rốt cục đã tới. Ở phía sau hắn, sáu ánh mắt giống như cũng nhanh chóng tới gần, sáu tròng mắt to tựa như lệ nóng doanh tròng, không chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy sụp sôi, thanh âm càng lớn, truyền khắp bốn phương. Đan Cửu đại sư, đức cao cửu thiên, đan phục thập hải, tạo phúc bách giới, thiên thu vạn tái. Lục nhãn thần tượng này lời nói vừa ra, khí thế nhất thời phi phàm, vượt xa người khác quá nhiều, dẫn tới bốn phía mặt khác tùy tùng bản năng ghé mắt, lục tục hô lên lời nói giống nhau. Sóng âm quanh quẩn, truyền về bát phương, phụ cận chú ý Thánh Lạc Đại Sư nghịch nguyệt điện tu sĩ, cũng đều quay đầu nhìn qua. Đây chính là Đan Cửu cái kia. Thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ khí thế nào. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn hôm nay xuất ra cái gì đan, nếu thật chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, vậy thì nói rõ hắn lúc trước những kia tiện nghi giả nan đan, lai lịch có vấn đề. Dưới sự quan sát của mọi người, Hứa Thanh nhìn bốn phía nhiều tượng thần như vậy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay hắn chuyên chú chữa thương, không đến nữa, không biết Thánh Lạc lựa chọn cùng hắn cùng một ngày tuyên bố đan dược sự tình. Nhưng Hứa Thanh cũng không để ý, giờ phút này ngẩng đầu nhìn thương khung phó điện chủ, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền bái. Phó điện chủ cũng nhìn về phía Hứa Thanh, hắn đối với đan sư trước mắt này gần đây gây ra không ít dao động, mà đầy đủ tranh luận tất cả chú ý, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vì thế gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn chúng thần tượng bên ngoài, hắn không có ý định đi ra sân miếu thờ của mình. Giờ phút này đáy lòng còn đang suy nghĩ chuyện Kim Ô, vì thế tay phải nâng lên, chuẩn bị lấy ra đan dược mình muốn tuyên bố dựa theo phương pháp thường ngày đưa vào, trong quang đoàn, để cho người ta tự do xem xét. Nhưng không đợi Hứa Thanh lấy ra, trên bầu trời, những tín đồ của Thánh Lạc Đại Sư truyền ra tiếng nhạo báng. Đan Cửu, ngươi thật sự xuất hiện. Chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không dám tới. Vậy ngươi liền sai rồi, Đan Cửu thân là đại sư, há có thể bỏ qua cái này oánh oánh chi hỏa cọ nhật nguyệt chi quang cơ hội. Cũng chính là Thánh Lạc Đại Sư tâm trí cao xa, không màng danh lợi, không muốn cùng người này bình thường so đo mà thôi, lại lựa chọn cùng Thánh Lạc Đại Sư tại cùng một ngày tuyên bố đan dược, này nội tâm xấu xa trí, người qua đường có thể thấy được. Những lời này ẩn chứa ác ý, cực kỳ khó nghe. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn những thần tượng nói chuyện kia, nhớ kỹ bộ dáng của bọn họ. Cùng lúc đó, tùy tùng Hứa Thanh cũng đều căm tức nhìn qua. Hàng xóm đại hán giống giận đồng thời, một bên lục nhãn thần tượng bén nhọn thanh âm, cũng xé gió mà ra. Nói cho ta biết, các ngươi thu Thánh Lạc bao nhiêu linh thạch, lại đổi trắng thay đen như vậy, nếu cho nhiều, tính ta một cái có được hay không? Song phương ngôn từ kịch liệt, mặc dù Đan Cửu nơi này tùy tùng so với Thánh Lạc bên kia ít hơn quá nhiều, nhưng một cái sáu mắt liền địch ngàn người. Hắn lời nói xảo quyệt, thường thường một câu, liền có thể đem hướng gió dẫn dắt. Cảnh tượng một người chiến quần tượng kia, những người đứng xem bốn phía đều kinh hãi, ấn tượng đối với lục nhãn cũng cực kỳ sâu sắc. Mắt thấy một mảnh hỗn loạn, Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn ở chỗ này cùng người quá nhiều tranh chấp lãng phí thời gian, vì thế xoay người đang muốn rời đi tiếp tục nghiên cứu Kim Ô, nhưng đúng lúc này, giữa không trung vị kia Thánh Lạc Đại Sư, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Ồn ào! Hắn vừa nói ra bốn phía tín đồ nhao nhao im lặng, mà ánh mắt Thánh Lạc cũng rơi vào chỗ Hứa Thanh, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Đan Cửu, ngươi đi sai đường rồi. Hứa Thanh dừng bước, xoay người, nhìn về phía Thánh Lạc Đại Sư giữa không trung. Ý gì? Bốn phía giờ phút này an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở chỗ Hứa Thanh cùng Thánh Lạc, tứ điện chủ trên bầu trời cũng là như vậy, dưới sự chú ý của vạn chúng, Thánh Lạc Đại Sư lắc đầu. Có người đem đan của ngươi tặng cho lão phu một viên. Lão phu vốn đầy cõi lòng mừng rỡ đi đánh giá, nhưng cuối cùng vô cùng thất vọng. Ngươi tự cho là khôn vặt, đan dược lấy máu thịt Bạch Phong làm dẫn, nhưng trên thực tế đầu cơ trục lợi, thật giả lẫn lộn. Ngươi có biết 7.000 năm trước đã có người đi làm như vậy, tai họa cực lớn, tất cả người ăn qua đan dược này, đều trong vòng mấy năm chết bất đắc dĩ mà chết. Đan Cửu, ngươi tâm tư bất chính. Thánh Lạc Đại Sư lời nói vừa ra, lập tức đưa tới vô số tiếng hít thở, nhất là những người đã ăn qua Hứa Thanh đan dược chi tu. Sắc mặt càng là đại biến, tâm thần dao động. Hứa Thanh nhìn Thánh Lạc, quay đầu vẫy vẫy tay với đại hán hàng xóm cách đó không xa. Đại hán hàng xóm kia đáy lòng cũng có chần chờ, nhưng bản năng nhanh chóng đến. Mấy ngày nay, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Đại hán hàng xóm đè xuống lo lắng trong lòng, một năm một mười nói rõ duyên do. Hứa Thanh nghe xong ánh mắt lạnh lùng, trong đầu cũng chuyển đến thanh âm Linh Nhi tức giận. Hứa Thanh ca ca, rõ ràng là chúng ta định trước thời gian, bọn họ khinh người quá đáng. Hơn nữa há mồm chính là nói xấu, còn nói chúng ta tâm tư bất chính, ta xem hắn mới là kỳ tâm khả chu. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt càng lạnh hơn, từ bỏ ý định rời đi, đi ra miếu thờ, đi về giữa không trung. Bốn phía tùy tùng của hắn mặc dù đáy lòng chần chờ, nhưng vẫn là vây quanh mà đến hàng xóm đại hán hộ vệ ở bên trái Hứa Thanh, mà vị trí bên phải, không có thần tượng nào có thể đoạt được sáu mắt, hắn nhanh chóng đến, hộ vệ bên phải, còn hướng về phía Hứa Thanh lộ ra nụ cười lấy lòng. Hứa Thanh dừng bước, nhìn trái nhìn phải, trọng điểm nhìn về phía bên phải sáu mắt. Đối phương ánh mắt này, hắn có chút quen thuộc, nhớ rõ đội trưởng nhìn Thế Tử lúc, chính là ánh mắt này. Hứa Thanh đáy lòng cổ quái, thanh âm Linh Nhi quanh quẩn trong đầu hắn. Hứa Thanh ca ca, ánh mắt người này có chút quen mắt, giống như Nhị Ngưu sư huynh. Hứa Thanh không nói gì, làm bộ như không nhận ra, tiếp tục đi tới, một đường đến giữa không trung, đứng ở Thánh Lạc Đại Sư phía trước, hướng hắn nhìn lại, bình tĩnh mở miệng. Sau một trận. Chương 891, Đan Tinh Thăng Tế Nguyệt. Nghịch Nguyệt Điện bên trong, tượng thần mấy vạn, Hứa Thanh đi ra, mặc dù không có cái gì khí thế gia trì, nhưng hắn nói ra lời nói, tựa như gió lốc, tại bát phương gào thét. Chúng thần tượng xung quanh lập tức chú ý. Thánh Lạc Đại Sư nhìn Hứa Thanh một cái, thản nhiên mở miệng. So thì thôi, lão phu cho ngươi một bài học tốt rồi, hy vọng sau khi ngươi trải qua hôm nay, có thể bình tĩnh lại, chớ nên nghiên cứu tà môn tà đạo. Nói xong, Thánh Lạc Đại Sư không nhìn Hứa Thanh. Tay phải khi nâng lên, lò luyện đan trên đỉnh đầu bay xuống trong lòng bàn tay, theo vung lên, một viên đan dược từ trong lò luyện đan bắn nhanh ra, trôi nổi giữa không trung. Đan này tựa như thủy tinh, ở giữa không trung tự mình xoay tròn, tản ra từng trận sợi quang mang, không ngừng vờn quanh, thể hiện ra cực hạn mỹ lệ, nhất là trong suốt long lanh tầng ngoài, khiến đan này như báu vật. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong xương thuốc lượn lờ, tựa như đem tiên cảnh ẩn chứa bên trong, cực kỳ không tầm thường. Lấy trình độ của Hứa Thanh đối với đan đạo, giờ phút này liếc mắt nhìn lại, cũng cảm nhận được đan dược này siêu phàm, đồng thời đối với đan đạo của vị Thánh Lạc Đại Sư này, có nhận thức, đích xác có đại tài. Hứa Thanh đáy lòng thì thào lúc, bốn phía mọi người cũng ở nhìn thấy đan dược này sau, truyền ra tiếng kinh hô. Đây đâu còn là đan dược, đây rõ ràng là đan bảo. Không nghĩ tới Thánh Lạc Đại Sư đan đạo tạo nghệ, lại càng tiến thêm một bước, đạt tới trình độ như thế. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, thật sự là viên đan dược này vẻn vẹn là từ phẩm tướng đi xem, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm thụ này chỗ kinh người, mà Thánh Lạc bên người một vị tùy tùng, giờ phút này đi ra, trong mắt lộ ra kính ngưỡng, lớn tiếng mở miệng. Chư vị đạo hữu chắc hẳn cũng đều biết, thượng phẩm chi đan, hết thảy đều chú ý chính là hoàn mỹ, và lại càng là tinh luyện lại càng chân quý, đến cực hạn về sau, vọng cổ thiên đạo sẽ ban cho hào quang, mà Thánh Lạc đại sư viên đan dược này đã dẫn động hào quang. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía kinh hô cùng xôn xao thanh âm càng lớn, hướng về đan này từng đạo ánh mắt ẩn chứa khát vọng, trong khoảng thời gian ngắn khen ngợi lời nói tại bát phương bốc lên. Ngay cả những người đi theo bên cạnh Hứa Thanh giờ phút này cũng chột dạ, từng người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn tràn đầy lòng tin đối với Đan Cửu đại sư, nhưng theo Thánh Lạc mở miệng Bạch Phong làm dẫn mấy năm chết bất đắc kỳ tử, điều này làm cho trong lòng bọn họ dao động. Hôm nay lại chứng kiến loại dược gần như đan bảo này, cho dù bọn họ có lòng tin với Đan Cửu, cũng vẫn xuất hiện càng nhiều chần chờ. Mà ở trong đám người này kinh hô, trên bầu trời tứ điện chủ cũng là có chút động dung, gật gật đầu. Đích thật là một bảo đan, Thánh Lạc đại sư, đan này có thể sản xuất lượng lớn hay không? Đối mặt với lời khen ngợi của mọi người cùng với tứ điện chủ, Thánh Lạc trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía tứ điện chủ cúi đầu. Tứ điện chủ, đan này tự nhiên có thể sản xuất lượng lớn. Thiện. Tứ điện chủ mỉm cười, Thánh Lạc đại sư trong lòng hài lòng, quay đầu nhìn Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, thản nhiên mở miệng. Đây chính là ta cho ngươi lên bài học đầu tiên, nhớ kỹ, chúng ta đan tu, nghiên cứu dược đạo mới là tự thân chấp nhất chỗ, thu hồi ngươi khôn vặt, thu hồi ngươi bất chính chi tâm, nếu không, trong lòng không ánh sáng, luyện chế chi đan cũng không có khả năng có hào quang chi nhật. Thánh Lạc đại sư lời nói mang theo răn dạy, bốn phía mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc khác nhau, có lắc đầu, có xem thường, có cảm khái, có phẫn nộ. Hứa Thanh không nói gì, chỉ lấy giải chú đan từ trên người ra, phất tay khiến nó bay lơ lửng. Đan dược này thoạt nhìn đen như mực, không có bất kỳ chỗ nào thần kỳ, trong mọi người có người nhịn không được nở nụ cười. Đây là thổ cầu hay là đan dược? Tựu là cái này. Ngay khi một tiếng nhạo báng này truyền ra, Hứa Thanh bấm quyết một cái, lập tức đan dược này truyền đến tiếng rắc rắc, trên đó lại xuất hiện vỡ vụn. Trong chớp mắt tiếp theo, theo từng khối bề mặt hắc phiến thoát ly, vô tận hào quang thình lình từ bên trong bài sơn đảo hải giống như hướng về bát phương bộc phát ra, quang mang vạn trượng, vô cùng vô tận, giống như ánh dạng đông phủ xuống, vì thế giới mở ra một mảnh hy vọng. Mỗi một đạo ánh sáng bên trong đều giống như cầu vồng, rực rỡ muôn vẻ, chiếu rọi bầu trời, làm cho bầu trời tràn đầy hòa bình, rơi xuống mặt đất, khiến ngọn núi trở thành điểm lành. Từ xa nhìn lại, phảng phất lấy đan dược này làm trung tâm, hình thành quang hải, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, cuối cùng hóa thành rực rỡ. Trong lúc đó, tất cả các tu sĩ chú ý trong Nghịch Nguyệt Điện đều thất thần, mà hai viên đan dược giữa không trung, giờ phút này phàm là người có mắt, đều có thể nhìn ra chênh lệch cực lớn giữa hai bên. Hứa Thanh đan dược, hào quang vạn trượng, mà Thánh Lạc đại sư đan dược, nguyên bản cũng là có chút hào quang, nhưng hôm nay bị hoàn toàn bao phủ, ở nơi đó bình thản không có gì lạ, nếu không nhìn kỹ, sợ là đều sẽ mất đi tồn tại ý nghĩa. Cho đến nửa ngày sau, mới có tiếng hít thở quanh quẩn, tiếp theo càng ngày càng nhiều, liên tiếp, cuối cùng từng đạo thất thanh kinh hô, ở trong đám người sôi trào mà lên. Thiên đạo ban cho hào quang vô tận. Hào quang như vậy, đây không phải là vô thượng chi đan mà Thánh Lạc đại sư từng nói sao? Ta có thể rõ ràng nhớ rõ, chỉ có ẩn chứa khí vận cùng với chúng sinh hy vọng hội tụ ra đan dược, mới có thể được thiên đạo đồng ý giao cho như vậy hào quang. Trong tiếng kinh hô và không thể tin được của mọi người, Thánh Lạc đại sư đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn đan dược của Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Cùng lúc đó, giữa không trung tứ điện chủ biến thành ngàn trượng thần chỉ, mạnh mẽ đứng lên, nhìn thẳng phía dưới đan dược, thần sắc động dung cho đến ngực cũng đều có chỗ phập phồng. Đan Cửu đại sư, đan này, chính là giải chú đan. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Hứa Thanh nói chuyện, cũng là lần đầu tiên thêm vào đại sư hai chữ, mà từ trong miệng hắn nói ra, ý nghĩa không giống nhau. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu. Cùng lúc đó, nơi đây kích động nhất là Hứa Thanh những cái kia tùy tùng, vô luận là hàng xóm Đại Hán hay là Lục Nhãn, hoặc là những người khác, nội tâm bọn họ vô cùng kích động, tâm thần dao động lúc trước của bọn họ, suy nghĩ chần chờ, đều vào giờ khắc này bị kiên định cùng phấn chấn, hoàn toàn thay thế. Nhất là Lục Nhãn, giờ phút này ra sức hô to. Đan Cửu đại sư, đức cao cửu thiên, đan phục thập hải, tạo phúc bách giới, thiên thu vạn tái. Lời này truyền ra, khiến cho bốn phía Hứa Thanh tùy tùng, nội tâm kích động cũng đều hiện ra, toàn bộ đều tại hô lớn. Mắt thấy như thế, Thánh Lạc đại sư bên người mấy vị tùy tùng, có chút chột dạ mở miệng. Đan dược bề mặt mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao cũng là vật ăn vào, cho nên dược hiệu mới là trọng yếu nhất. Không sai, Thánh Lạc Đại Sư giải nan đan, hiệu quả là nguyên bản giải nan đan gấp đôi, mà tác dụng phụ cực thấp. Loại đan dược này mới là để cho chúng ta giảm bớt nguyền rủa đau đớn lương đan. Lời nói của bọn họ quanh quẩn, Thánh Lạc Đại Sư giờ phút này cũng hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, hắn phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có, trầm giọng mở miệng, lão phu giải nan đan, ăn xuống một viên, có thể để nguyền rủa thống khổ chỉ hoãn ít nhất một giáp tuế nguyệt, 60 năm. Nói xong, hắn nhìn về phía Hứa Thanh, như lâm đại địch. Mọi người Nghịch Nguyệt Điện nghe vậy, cũng đều nhao nhao từ lúc trước Hứa Thanh đan dược hào quang khiếp sợ trong thanh tỉnh, dù sao đan dược đích thật là vật ăn vào, dược hiệu mới là trọng điểm, hôm nay nghe được giới thiệu, đều tự mắt lộ kỳ mang. Hứa Thanh không để ý ánh mắt Thánh Lạc, hắn nhìn giải chú đan của mình, bình tĩnh mở miệng. Vĩnh viễn hạ thấp nguyền rủa một thành. Thanh âm Hứa Thanh không cao, nhưng lại như sấm sét, nổ tung trong tâm thần mọi người Nghịch Nguyệt Điện. Trong nháy mắt Nghịch Nguyệt Điện lặng ngắt như tờ. Mọi người tâm thần cực kỳ rung chuyển, bọn họ cho dù lúc trước đối với giải chú đan này có suy đoán, nhưng vẫn là sau khi nghe được lời nói của Hứa Thanh, dâng lên ý không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy tất cả những thứ này vô cùng không chân thật. Mà Thánh Lạc Đại Sư nơi đó nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh đan dược, trong lòng cũng tại giờ khắc này sóng lớn ngập trời, nhưng nhiều năm nhận thức, để cho hắn trong đầu nhanh chóng phán đoán, sau đó trầm thấp mở miệng, không có khả năng, trừ phi là ẩn chứa to lớn tác dụng phụ, làm cho người ta ăn vào sau không dùng được mấy ngày, liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hứa Thanh nhìn về phía Thánh Lạc, thản nhiên mở miệng, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tâm thần mọi người rung động thân thể Thánh Lạc, nhưng trong mắt vẫn mang theo nghi vấn mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Nói hưu nói vượn, ngươi chẳng lẽ là Hồng Nguyệt thần tử? Thần tử đều làm không được điểm này, ngươi chẳng lẽ vẫn là thần linh hay sao? Thử một lần liền biết. Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, giờ phút này truyền ra lời nói sau, hắn nhìn về phía bốn phía mọi người. Các ngươi ai tới? Trong lòng mọi người đều do dự, mà Thánh Lạc Đại Sư cười lạnh. Sau khi ăn, tai họa ngầm cực lớn. Hắn lời nói vừa ra, mọi người càng chần chờ, mà ngay cả hàng xóm đại hán cũng không dám tùy tiện đi ra. Nhưng đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm, quanh quẩn tứ phương. Ta tới. Mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một vòng cố định sáu mắt thần tượng, ngạo nghễ từ trong đám người đi ra, trực tiếp đến trước mặt Hứa Thanh, cung kính cúi đầu, lớn tiếng mở miệng. Các ngươi đối với đại sư đan dược nghi ngờ, rõ ràng là không thành kính, nhưng ta bất đồng, ta tin tưởng vững chắc đại sư, viên đan dược này, ta tới ăn. Hứa Thanh đáy lòng cổ quái, nhìn đội trưởng, không nói gì. Mà giờ phút này ánh mắt của mọi người, toàn bộ hội tụ đến đội trưởng trên người, ngay sau đó hàng xóm đại hán nơi đó, cũng mãnh liệt lao ra, lớn tiếng mở miệng. Đại sư, ta nguyện thử đan. Ta lúc trước nghe ngài lão nhân ra 2 tháng vô thượng đạo âm, đây là duyên phận, sau đó lại là ta cái thứ nhất mua ngài đan dược, cái thứ nhất ăn vào, mỗi lần ta đều là cái thứ nhất, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Xin đại sư thành toàn. Đại hán hàng xóm ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc thành khẩn, hắn thật sự tín nhiệm. Lục Nhãn vừa nhìn, có chút bất mãn. Hứa Thanh trầm ngâm, giơ tay vung lên, nhất thời đan dược thẳng đến đại hán hàng xóm mà đi, hắn không đưa cho đội trưởng, bởi vì trên người đội trưởng loạn thất bát tao quá nhiều thứ, Hứa Thanh lo lắng xuất hiện một ít phản ứng không tốt. Hàng xóm đại hán một phen tiếp được, cầm đan dược, hắn hít sâu một hơi, trong mắt kiên định, cuối cùng tại vạn chúng chú ý dưới, tại Thánh Lạc Đại Sư cùng với Thương Khung Tứ Điện chủ cũng đều toàn thần chú ý dưới, hắn đem đan dược đặt ở bên miệng, một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, Thương Khung Thượng Tứ Điện chủ giơ tay cách không một chảo, lập tức hàng xóm đại hán thân thể bay ra, đến giữa không trung, bị Tứ Điện chủ lực lượng bao phủ, đã là vì hắn gia trì, cũng có thể để cho mọi người cảm giác càng rõ ràng. Chỉ thấy thân thể đại hán này đầu tiên là run rẩy, trán đổ mồ hôi, thần sắc thống khổ, nhưng trong nháy mắt toàn thân hắn lóng lánh hào quang, từng trận chất lỏng màu đen từ thân pho tượng của hắn thẩm thấu ra. Chất lỏng này tản ra thối giữa mùi hôi thối, tràn ngập bát phương lúc, đại hán thân thể mãnh liệt chấn động, con mắt mở ra, lộ ra không cách nào tin cùng rung động, thì thào nói nhỏ: "Nguyền rủa của ta, giảm đi một phần." Hắn vừa nói ra, bên tai mọi người Nghịch Nguyệt Điện nổ vang, trong mắt run rẩy lộ ra điên cuồng, nhưng vẫn mang theo nghi ngờ, nhao nhao nhìn về phía Tứ Điện chủ. Tứ Điện chủ nhắm mắt lại, trong lúc mọi người khẩn trương thấp thỏm chờ đợi, Tứ Điện chủ mở hai mắt, từng bước một từ bầu trời đi xuống, cho đến khi đi tới trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt hắn thâm thúy, ngóng nhìn Hứa Thanh. Một lát sau, Tứ Điện chủ ôm quyền, lấy thân phận tôn quý bái Hứa Thanh. Đại sư minh đức trí thiện, công đức vô lượng. Lời vừa nói ra, như lôi đình cắt ngang thiên địa, giải quyết dứt khoát. Tất cả tượng thần trong Nghịch Nguyệt Điện, từng cái kịch liệt rung động, trong lòng hết thảy trần chờ tại cái chớp mắt này tan thành mây khói. Lúc trước có bao nhiêu nghi ngờ, giờ phút này liền có bao nhiêu cuồng nhiệt. Vô tận chờ mong cùng kích động, tràn ngập tâm thần của bọn họ, hóa thành vô số tiếng hô, ở Nghịch Nguyệt Điện bên trong sôi trào mà lên. Giờ khắc này, Hứa Thanh trở thành ngôi sao lấp lánh nhất nơi đây. Chương 891, ta và ngươi vẫn như cũ cùng người qua đường. Trong đám người, Thánh Lạc Đại Sư ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghe bốn phía mọi người hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Thật sự có thể, hạ thấp nguyền rủa. Thánh Lạc thì thào, đáy lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Cho dù đến bây giờ, cho dù tứ điện chủ đã đối với hắn nghiệm chứng, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là có chút không tin. Bởi vì từ xưa đến nay, không ai có thể làm được điều đó. Về phần hắn có thể đem giải nan đan cải tiến, cái này bản thân đã là chuyện cực khó, hao phí hắn nửa đời tâm huyết, càng là nghiên cứu đại lượng cổ nhân lưu lại nguyền rủa văn hiến cổ tịch, lúc này mới làm được. Mà càng hiểu rõ nguyền rủa, hắn lại càng hiểu rõ, muốn vĩnh viễn giảm xuống, chỉ có thần tích mới có thể. Ngay tại Thánh Lạc nơi này tâm thần cuồn cuộn, hai mắt mơ hồ có chút đỏ thẫm, Hứa Thanh đứng cách đó không xa, nhìn hắn một cái, tay phải vung lên, một quả giải chú đan thẳng đến Thánh Lạc. Thánh Lạc sửng sốt, bản năng tiếp được, nhìn về phía Hứa Thanh. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn lại, tâm tư khác nhau, nhất là Thánh Lạc Đại Sư những thứ kia tùy tùng. Giờ phút này đáy lòng chua xót, bọn họ hiểu được, kế tiếp nhục nhã chi ngôn, sợ là sẽ không ít. Nhưng Hứa Thanh thì không. Hắn bình tĩnh nhìn Thánh Lạc, nhẹ giọng mở miệng. Thánh Lạc Đại Sư, ta và ngươi đều là đan đạo chi tu, cho nên lẫn nhau càng có thể hiểu được ở Tế Nguyệt Đại Vực này, chúng ta chủ tu đan đạo người, trong lòng đều có mộng tưởng. Người khác tu hành thời điểm, chúng ta tại nghiên cứu nguyền rủa, người khác hưởng lạc thời điểm, chúng ta tại nghiên cứu văn hiến, bởi vì, chúng ta muốn giải khai nguyền rủa, dù là giải không ra, cũng muốn đem chính mình nghiên cứu ghi chép lại, lưu lại cho hậu nhân, đem hy vọng đặt ở hậu thế. Đây là sứ mệnh của đan tu trong Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thanh ánh mắt trong suốt, hắn kỳ thật lý giải Thánh Lạc, trong lời nói không có bất kỳ châm chọc nào. Thánh Lạc thân thể chấn động, nhìn Hứa Thanh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Tâm thần của hắn tại hôm nay nhiều lần dao động, ngay từ đầu là kiêu ngạo, tiếp theo là rung động, sau đó là mãnh liệt nghi ngờ cùng không cam lòng, nhưng hôm nay, những loại cảm xúc này giao hòa cùng một chỗ, hóa thành đồng đậm phức tạp. Bởi vì lời nói của Hứa Thanh, nói ra tiếng lòng của hắn. Hắn đích xác thích danh lợi, nhưng ở cái thích này đằng sau, hắn cũng có giấc mộng của mình. Thánh Lạc Đại Sư, viên đan dược này tặng ngươi, hóa giải nguyền rủa con đường, một mình ta khó có thể đi đến cuối cùng, chúng ta cùng cố gắng. Hứa Thanh ôm quyền, khom lưng cúi đầu. Thánh Lạc có thể cảm nhận được Hứa Thanh chân thành này để cho đáy lòng hắn ngũ vị tạp trần, suy nghĩ cuồn cuộn, dâng lên xấu hổ, mà bốn phía hắn tùy tùng, toàn bộ động dung, một đám trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tứ điện chủ trên bầu trời cũng nhìn Hứa Thanh vài lần, trong thần sắc lộ ra tôn kính. Hắn tự nhiên có thể thấy được vị đan cửu đại sư này, lời nói cũng không phải giả dối, là thật ý nghĩ như vậy. Mà Thánh Lạc hít sâu một hơi, giờ phút này thần sắc nghiêm nghị đi ra vài bước, nhìn Hứa Thanh, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đan cửu đại sư, lúc trước là lão phu. Thánh Lạc lắc đầu, lần nữa bái. Hứa Thanh gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía miếu thờ của mình. Hắn kỳ thật không quá thích loại cục diện quá mức nhiệt tình này, nếu không phải lúc trước Thánh Lạc cố ý tìm việc, hắn cũng sẽ không cao điệu như vậy. Trước mắt nhoáng lên một cái, Hứa Thanh về tới miếu thờ. Giống như thường ngày, hắn lấy ra 10 viên giải chú đan, đặt ở trong quang đoàn trong miếu thờ, lựa chọn trở về. Trước khi đi, hắn cũng hoàn thành hứa hẹn, cho những tùy tùng của mình mỗi người một viên giải chú đan. Hắn rời đi, cũng không có để cho nội tâm mọi người Nghịch Nguyệt Điện kích động giảm bớt, thật sự là nguyền rủa giảm xuống sự tình, tại toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực trong lịch sử, chưa từng xuất hiện qua. Mà cuộc đối thoại cuối cùng giữa Đan Cửu và Thánh Lạc Đại Sư, kết cấu lộ ra bên trong, càng làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Cho nên rất nhanh, Nghịch Nguyệt Điện mọi người mang theo nội tâm kính ý, đi vào Hứa Thanh miếu thờ, xem xét giải chú đan giá cả cái giá tiền này, khiến cho sự tôn kính trong lòng mọi người càng thêm nồng đậm. Cùng lúc trước giải nan đan giá bán, không có quá nhiều khác biệt, cần đều là một ít dược thảo cùng với văn hiến tư liệu. Đây, mới là đại sư, không biết là ai, sau khi xem xong giá cả, than nhẹ một tiếng, quanh quẩn trong lòng tất cả chúng tu Nghịch Nguyệt Điện nơi đây. Tên Đan Cửu bắt đầu từ giờ khắc này, trong Nghịch Nguyệt Điện càng ăn sâu vào lòng người. Có thể tưởng tượng theo Hứa Thanh tương lai lục tục xuất ra đan dược, khi ăn hắn đan dược người càng ngày càng nhiều về sau, loại này lòng người xâm nhập, đem khắc vào linh hồn. Hứa Thanh đối với việc này có dự đoán, bất quá cũng không quá chú ý, hắn trở về tiệm thuốc, đem trọng tâm đặt ở nghiên cứu đối với Kim Ô. Hắn một mực suy nghĩ, hoàng cấp công pháp bản chất là cái gì, Kim Ô làm sao có thể càng sâu trình độ đào móc, nhưng đầu mối có chút xa vời. Quá trình không phải rất thuận lợi, bất quá Hứa Thanh có thể cảm nhận được, Theo chính mình nghiên cứu, theo kim ô biến hóa càng nhiều, hắn ở hạt châu bên trong kiên trì thời gian rõ ràng tăng trưởng một ít. Từ lúc bắt đầu trong nháy mắt liền tử vong, cho đến tại lần thứ 7 sau, hắn đã có thể kiên trì vượt qua 6 tức. Nhưng, chỉ còn lại 2 lần. Mấy ngày sau, sáng sớm, khoanh chân ngồi ở hiệu thuốc bên trong Hứa Thanh, mở mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi, lấy ra đan dược nuốt vào sau, trong lòng hắn không thể khống chế dâng lên một ít phiền não. Cảm xúc này ở trên người hắn không thấy nhiều, thật sự là lần lượt thất bại không tính là gì, nhưng một khi tiếp theo 2 lần vẫn không có đạt tới trình độ mình hài lòng, lần thứ 10, hắn sẽ mất kim ô. Hắn có thể cảm nhận được, hạt châu bên trong hắc đồng thượng nhân, đối với mình ác ý cùng với tham lam, càng phát ra mãnh liệt. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể dừng lại ở lần thứ 9. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra hậu phòng, đi tới tiệm thuốc đại sảnh. Hắn muốn giải sầu. Mới vừa đi ra, Hứa Thanh đã nhìn thấy Linh Nhi ở nơi đó tính sổ. Tựa hồ đối với Linh Nhi mà nói, có sổ sách tính không hết. Hứa Thanh đối với chuyện này chú ý qua, phát hiện lạc thú của Linh Nhi, hơn phân nửa đều là ở trong tính sổ lặp đi lặp lại. Ninh Viêm đang lau bụi đất, Lý Hữu Phỉ đang sửa sang lại đan dược, đội trưởng đang thủ vệ, còn Ngô Kiếm Vu thì đứng ở bên cạnh Thế Tử, đang ngâm thơ cho Thế Tử. Gia Gia mở mắt sáng ngời, đàn bà hộ vệ chớ càn rỡ. Thế Tử đang uống trà, nghe vậy nhìn Ngô Kiếm Vu một cái, cười cười. Ngô Kiếm Vu vội vàng cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt, sau đó liếc mắt nhìn về phía đội trưởng cùng với U Tinh nấu nước, trong mắt lộ ra ngạo nghễ. Trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục tìm được phương pháp lấy lòng lão Gia Gia, đó chính là mỗi sáng sớm ngâm thơ cho lão Gia Gia. Ngày qua ngày, dưới sự nỗ lực của hắn, hắn cảm thấy hiệu quả nổi bật. Giờ phút này nói xong, hắn nhanh chóng chạy đến cửa, ở trong bão cát tiếp tục ngâm thơ. Hứa Thanh đã thành thói quen tiệm thuốc hàng ngày, hướng về Linh Nhi gật gật đầu sau, hắn ngồi ở Thế Tử bên người. Có đầu mối sao? Thế Tử nhìn về phía Hứa Thanh, con vẹt trên vai hắn, cũng ngạo nghễ nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu. Tiền bối, rốt cuộc cái gì là hoàng cấp công pháp? Hứa Thanh hỏi một câu, đây là những ngày gần đây, hắn lần đầu tiên hỏi Thế Tử. Thế Tử không nói chuyện, ánh mắt từ trên người Hứa Thanh rời đi, rơi vào chỗ Trần Nhị Ngưu, Hứa Thanh cũng theo đó nhìn lại. Đội trưởng ôm kiếm, không để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh và Thế Tử, hắn quét mắt nhìn Ngô Kiếm Vu bên ngoài, đáy lòng thầm nghĩ hiếu tử, cũng lười so đo hành vi âm dương của mình, giờ phút này nhìn chằm chằm U Tinh, quát tháo. Mỗi ngày nấu nước, ngươi cũng không có đốt ra kinh nghiệm a, như thế nào chậm như vậy, ngươi dùng miệng thổi một cái a. U Tinh thân thể run rẩy, nàng đối với Trần Nhị Ngưu ẩn nhẫn đã đến cực hạn, có tâm bộc phát, nhưng ngại Thế Tử, vì thế chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng. Trong đầu không ngừng ảo tưởng đem cái kia Trần Nhị Ngưu, chết tiệt như thế nào thiên đao vạn kích. Một ngày nào đó, ta muốn đem hắn xé thành hai nửa, một nửa để đem đi nấu nước, một nửa nặn thành thịt viên, sau đó đặt ở trong miệng hung hăng nhai nuốt, một bên cắn, còn muốn cho cẩu này một bên kêu, cuối cùng nước sôi, lại đem nó nấu một chút, ta đi ăn canh. Đây chính là U Tinh mỗi ngày suy nghĩ, mà mỗi lần nghĩ như vậy, đáy lòng nàng đều vô cùng thoải mái. Giờ phút này đang tiếp tục mặc sức tưởng tượng thì đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Run cái gì, mỗi ngày đều biết run rẩy, không thấy nước đều mở sao, còn không đi pha trà cho lão Gia Gia. Ngươi nói ngươi mỗi ngày như vậy cái mông lớn, cùng cái quả đào tựa như, ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, hấp dẫn ai đâu. Đội trưởng lời nói vừa ra, U Tinh mãnh liệt đứng lên, tu vi liền muốn bộc phát, trong mắt đỏ ngầu lúc, Ninh Viêm ngồi xổm trên mặt đất lau qua, không kiên nhẫn mở miệng. Tránh ra. U Tinh thân thể lần nữa run rẩy, nhưng cuối cùng không thể không lần nữa nhịn xuống, mang theo bình nước đi về phía Thế Tử, vì hắn pha trà sau, tức giận đứng ở bên cạnh. Hứa Thanh. Thế Tử đem trà nóng trước mặt, đẩy tới trước mặt Hứa Thanh, ngón tay ở phía trên điểm điểm. Người nói cho ta biết, nước là cái gì, vì sao lại biến nóng, trà lại là cái gì, vì sao bị nước xông vào sau, màu sắc sẽ thay đổi. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn về phía chén trà trước mặt. Đó là bởi vì, cái này không quan trọng. Thế Tử cắt ngang, ánh mắt thâm thúy, tay phải nâng lên đặt ở trên bàn tiểu thảo một cái. Tiểu thảo trong chập chờn nhu thuận rơi xuống một mảnh lá cây, sau khi được Thế Tử tiếp được, đặt ở trong chén trà của Hứa Thanh. Chiếc lá nho nhỏ kia trôi nổi trong nước trà, hơi lay động. Ngươi hiểu chưa? Hứa Thanh trầm mặc, nhắm mắt suy tư, sát đất Ninh Viêm cũng là dừng lại, đáy lòng đồng dạng suy tư. Hắn cảm thấy uẩn thần chỉ điểm, cực kỳ hiếm thấy, cho nên không muốn buông tha. Đội trưởng cũng là như vậy, trong mắt lộ ra trầm ngâm, còn có Lý Hữu Phỉ càng là như thế. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên chấn động, mở mắt nhìn lá cây trong chén trà, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên đứng dậy. Tiền bối, ta hiểu rồi. Hứa Thanh ôm quyền cúi đầu, hô hấp có chút dồn dập, hắn biết vấn đề của mình ở chỗ, cũng hiểu được đáp án, giờ phút này xoay người thẳng đến hậu phòng. Thế Tử mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy ngộ tính của Hứa Thanh cũng không tệ lắm, hiểu được chỉ điểm của mình. Đội trưởng mắt thấy một màn này, cũng thở dài, một bộ chính mình cũng đã hiểu bộ dáng. Ninh Viêm bên kia trừng mắt mấy cái, đồng dạng thần sắc lộ ra hoảng hốt hiểu ra. Duy chỉ có Anh Vũ trên vai Thế Tử, giờ phút này sừng sốt, nhìn nước trà một chút, lại quét lá cây phía trên, cuối cùng nhìn mọi người, trong mắt lộ ra mờ mịt, thấp giọng mở miệng. Ra ra, hắn hiểu được cái gì? Lão nhân gia ngài cùng hắn nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu? Thế Tử cầm lấy chén trà, thưởng thức, thản nhiên mở miệng. Ta đang nói cho hắn biết, muốn học được cùng tồn tại, như trà cùng nước giao hòa cùng một chỗ cũng là tốt, lại như mầm non rơi xuống lá cây, đây cũng là một loại buông tha cùng lấy hay bỏ. Anh Vũ hiểu ra, Ninh Viêm gật đầu, đội trưởng rất đồng ý, nhưng ở trong phòng sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hắn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, trong mắt lộ ra tinh mang, trong đầu bị đáp án mình cảm ngộ ra nổ vang, thì thào nói nhỏ. Nước trà trộn lẫn cùng một chỗ, đây là đại đạo quy nhất biểu hiện, nhưng chúng sinh đều có thể phản pháp quy chân, vạn vật đều có bổn nguyên tồn tại, cho nên Thế Tử chỉ điểm ta bọn họ kỳ thật có thể tách ra, như lá cây của tiểu thảo, chính là như vậy, sau khi rơi xuống vẫn là một bộ phận của bổn nguyên, đây là đang nói cho ta biết, bọn họ vẫn là một thể. Lão nhân gia hắn đây là để cho ta càng sâu tầng đi nghiên cứu, đi phóng đại, đi đem kim ô giải bào, lần lượt phân cách, lần lượt đem tách ra, đi tìm kim ô bổn nguyên. Ta đã hiểu, đây chính là bổn nguyên của hoàng cấp công pháp, cũng là bản chất. Ta lúc trước nghiên cứu sai rồi, ta không nên vĩ mô hướng ra phía ngoài nhìn, đi biến hóa, ta hẳn là hướng bên trong, đi nhập vi. Hứa Thanh động dung, ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, trong lòng càng thêm tôn kính Thế Tử. Mà trong đại sảnh, Thế Tử từ từ nâng chén trà lên, sau khi cảm giác Hứa Thanh thì thào, dừng một chút, vẻ mặt rõ ràng sửng sốt. Hắn cảm ngộ được thứ đồ gì? Chương 893, bí ẩn của công pháp hoàng cấp. Hứa Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kỳ mang, ở trung tâm khoanh chân này lập tức chìm vào trong kim ô của mình. Lúc này đây, hắn không có đi truy tìm biến hóa của kim ô, cũng không có đi suy tư lai lịch của kim ô cùng với mặt trời trong trí nhớ, đây hết thảy đều bị hắn tách ra khỏi suy nghĩ. Ở trong cảm giác của hắn, giờ phút này bốn phía cùng với bản thân hết thảy đều không tồn tại, chỉ có kim ô, ở trong mắt của hắn long lanh ánh lửa. Màu đen thân thể, hoa mỹ hỏa diễm, trở thành hắn duy nhất. Nhập vi mà nói, ngọn lửa này cũng là hư ảo, không có ý nghĩa. Theo suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh dâng lên, nhất thời kim ô trong cảm giác của hắn, ngọn lửa bề ngoài trong nháy mắt ảm đạm, đột nhiên trực tiếp dập tắt, không còn tồn tại. Mà theo hỏa diễm ra tiêu tán, thân thể Hứa Thanh run lên, kim ô dập lửa, loại chuyện này trước đây hắn chưa bao giờ tiến hành qua, giờ phút này toàn thân phục hiện đau âm ỉ, đó là biểu hiện của kim ô bị thương tổn từ đó lan đến Nguyên Anh. Nếu thay đổi trước đó, Hứa Thanh đến một bước này, cũng sẽ không tiếp tục nếm thử, bởi vì hắn cảm nhận được chính mình hành động này nguy hiểm. Nhưng hiện tại có Thế Tử chỉ điểm, Hứa Thanh sau khi trầm ngâm đè xuống thân thể khó chịu, hắn ngóng nhìn kim ô đen kịt như quạ đen trước mặt. Kim ô run rẩy, cũng đang nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn, nhíu mày, hắn cảm thấy kim ô như vậy, cũng có chút dư thừa. Vì thế tâm niệm khẽ động, nhất thời kim ô nơi đó cả người run lên, tất cả lông vũ trong khoảnh khắc biến mất, chỉ còn lại có thân thể trụi lủi. Mà một bước này mang đến cắn trả, cũng rõ ràng lớn hơn. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, mạnh mẽ nhịn xuống, trực giác của hắn nói cho mình, lúc này đây phương hướng không sai, vì thế hung hăng cắn răng, đáy lòng hạ quyết. Trong chớp mắt tiếp theo, kim ô nổ vang, trực tiếp nổ tung trước mặt Hứa Thanh, hóa thành vô số hư ảo huyết nhục tứ tán, Hứa Thanh phun ra máu tươi, nhưng thần thức tại thời khắc này trước nay chưa từng hội tụ, hướng về đoàn máu thịt kia, trực tiếp bao phủ. Ở trong cảm giác của hắn, huyết nhục này là do các loại màu sắc sợi tơ giao hòa cùng một chỗ hình thành, tựa như một cái loạn ma bình thường, quấn quanh cùng một chỗ, hình thành hết thảy hình tượng. Trong đó mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa một ít linh tính dao động, Hứa Thanh ở bên trong cảm nhận được chính mình Nguyên Anh, cùng với thiên hỏa hải hỏa diễm, còn có mấy trăm hơn 1000 chúng sinh linh hồn. Đây đều là kim ô trưởng thành đến bây giờ, bị nó thôn phệ cùng với hấp thu tích lũy. Đây là nước trà. Hứa Thanh lẩm bẩm. Như vậy kế tiếp, chính là muốn đem bên trong tất cả vật chất, đều tách ra. Hứa Thanh ý chí khẽ động, huyết nhục nhanh chóng giảm bớt, từng sợi tơ bị tách ra, ném ở một bên, mà kim ô đau đớn kêu rên cũng theo đó quanh quẩn. Hứa Thanh phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt chấp nhất, cắn răng tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, cả người hắn tựa như nhập ma, đã quên hết thảy ngoại giới, trong ánh mắt chỉ có không ngừng giảm bớt kim ô, cho đến mấy ngày trôi qua, hắn tạo thành kim ô hỗn loạn sợi tơ đã ít đi 9 thành nhiều. Tồn tại, chỉ có 3 cái. Một cái là màu đen, một cái là màu đỏ, một cái là màu tím. Nước trà, sắp hoàn toàn tách rời. Hứa Thanh đáy lòng bốc lên, hắn cảm nhận được màu tím là nguyên anh của mình, màu đỏ đại biểu hỏa diễm, về phần màu đen thì là bản mệnh của Kim Ô, cũng chính là bản chất của công pháp hoàng cấp biến thành. Thế tử chỉ điểm ta, lá cây dù là thoát ly, nhưng bản nguyên giống nhau, vẫn như cũ vẫn là một thể, cho nên vô luận như thế nào tách ra, kỳ thật đều có thể khôi phục. Điểm này, tuy là thế tử chỉ điểm, nhưng Hứa Thanh ở trong quá trình tách ra cũng có cảm thụ, hắn cảm giác được những sợi tơ bị mình tách ra kia, không có biến mất, chúng nó vẫn còn. Bởi vì cùng chính mình thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên có thể tại hắn tâm niệm vừa động dưới, nhanh chóng trở về. Điều này càng chứng minh tính chân thực sự chỉ điểm của thế tử. Cái kia, trước tiên tước đoạt lửa. Hứa Thanh cắn răng, thần thức hội tụ, đem sợi tơ màu đỏ kia, từng chút tách ra, quá trình này mang đến cho Hứa Thanh thống khổ cực lớn, mỗi một tấc đều làm cho hắn cả người run rẩy. Nhưng Hứa Thanh không từ bỏ, vẫn tiếp tục. Mấy ngày trôi qua, hắn thủy chung đắm chìm trong tu hành, không biết hiệu thuốc trong 7-8 ngày này, theo tu hành của hắn, đã có dao động không nhỏ. Hắn chỗ ở phía sau phòng, tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm linh lực ba động, hóa thành từng cái vô hình sợi tơ, hướng về bát phương không ngừng vung vẩy, chỗ đi qua, truyền đến liên tiếp nổ tung chi âm. Thân thể của hắn, tất cả đều là máu tươi. Quần áo đã thiêu đốt, kim ô đồ đằng trên thân thể đang kêu rên, này đồ đằng nét bút, mỗi một đạo đều đang chảy máu. Những thứ này còn không tính là gì, khí tức của hắn ở trong mấy ngày này, càng khoa trương, khi thì đột nhiên bộc phát dao động khủng bố, khi thì trong nháy mắt sinh cơ biến mất. Trong lúc mơ hồ, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng vô cùng kinh người, đang thức tỉnh. Lực lượng này phảng phất là bị thiên đạo không cho phép, bị vọng cổ đại lục này không cho phép. Vì thế ở bên ngoài tiệm thuốc, trên bầu trời khổ sinh sơn mạch, trong 7-8 ngày này thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng lôi đình như gào thét, liên tục quanh quẩn. Toàn bộ khổ sinh sơn mạch chúng tu, đều chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà thiên không lôi đình, nghe giống như là đang truyền ra loại nào đó ngoại nhân chỗ không hiểu lời nói. Có thể nghe hiểu hầu như không có, nhưng thế tử có thể nghe hiểu, cũng chính là cái này nghe hiểu, khiến cho hắn đối với Hứa Thanh nơi này, càng phát ra giật mình. Trong hiệu thuốc, Linh Nhi khẩn trương, thấp thỏm vô cùng. Đội trưởng kinh hãi, có chút chấn động. Ninh Viêm hoảng sợ, lòng tràn đầy sợ hãi. Ngô Kiếm Vu mờ mịt, không biết làm sao. Thế tử, đã đến hậu phòng, khoanh chân ngồi ở phía trước Hứa Thanh, nhìn không chớp mắt. Thần sắc hắn nhiều lần phức tạp, tay phải mấy lần nâng lên muốn cắt đứt cảm ngộ của Hứa Thanh, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế. Tiểu tử này, hắn đang cảm ngộ cấm kỵ vọng cổ không thể nói. CVT, không thể nói ở trước là bất khả ngôn còn ở sau là bất khả thuyết, thế tử có chút chần chờ, cẩn thận nhớ lại sau đó thở dài. Hắn lần đầu tiên cảm giác tiểu tử trước mắt này, có chút quái lạ. Giờ phút này ngoại giới thiên lôi cuồn cuộn, rơi vào trong tai thế tử, đó là vọng cổ thiên đạo uy hiếp cùng mãnh liệt cảnh cáo. Mỗi một cái đồng dạng hoàng cấp công pháp, kỳ thật đều ẩn chứa vọng cổ thiên đạo phong ấn. Nhưng ta ngày đó rõ ràng chỉ điểm chính là cùng tồn tại cùng từ bỏ. Thế tử thở dài, vất tay phong ấn tất cả khí tức của Hứa Thanh, tự mình hộ pháp cho hắn. Mà giờ phút này Hứa Thanh, vẫn đắm chìm trong cảm giác của mình, dưới sự cố gắng và chấp nhất của hắn, sợi tơ màu đỏ rốt cục từng chút bị hắn triệt để rút ra. Giờ phút này, bộ dáng kim ô trước mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hai sợi tơ quấn lấy nhau, một đen một tím. Kế tiếp, là màu tím của ta. Hứa Thanh không chần chờ, lập tức rút sợi tơ tím của mình. Quá trình này mang đến thống khổ giống như đang rút gân của mình. Hứa Thanh cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Nhưng trực giác của hắn rất mãnh liệt, đáp án. Sau khi rút sợi tơ màu tím ra, sẽ hiện ra trước mặt mình. Ra cho ta. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên gợn sóng, toàn lực ứng phó. Không biết qua bao lâu, hắn đem sợi tơ màu tím triệt để rút ra, mà ở trong nháy mắt màu tím rời đi, kim ô trước mặt hắn, chỉ còn lại có một sợi tơ màu đen. Sợi tơ rung động tản mát ra một cỗ chấn động khiến Hứa Thanh cảm thấy vô cùng khủng bố. Đây là, linh hồn Hứa Thanh chấn động, cảm giác hội tụ, đem sợi tơ màu đen này trong mắt không ngừng phóng đại, cho đến cuối cùng, hắc tuyến này bị phóng đại đến vô tận, tựa như một cái thế giới ánh vào Hứa Thanh cảm giác thời điểm, Hứa Thanh nội tâm nháy mắt nổ vang lên, hắn nhìn thấy, sợi tơ màu đen kia, cũng không phải liền một chỗ. Nó là do vô số mảnh vỡ màu đen tạo thành, vô số khối vụn lít nhít hội tụ cùng một chỗ, mà mỗi mảnh vỡ ở giữa, đều tồn tại tia chớp hình cung. Những tia chớp này, giống như dây thừng, xuyên qua mảnh vụn màu đen vô cùng vô tận này, khiến chúng sau khi thu nhỏ lại vô số, thoạt nhìn là một đường đen. Mà hình dạng của những mảnh vỡ này, đều là bất quy tắc, nếu là đem ghép lại với nhau. Đó rõ ràng là một thanh trường thương màu đen. Hắn chỉ là cảm thụ một chút, trong đầu tự động hiện ra một cái nhận thức. Cấm kỵ chi binh. Binh này, có thể toái thiên, có thể băng địa, có thể diệt đạo, có thể đổ thần. Một màn này phá vỡ Hứa Thanh suy nghĩ, nổ vang linh hồn của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại Kim Ô bản nguyên bên trong, cư nhiên tồn tại một thanh khủng bố chi binh vỡ nát vô số khối. Đây là bản chất của hoàng cấp công pháp, đây là bản nguyên của Kim Ô. Như vậy có phải hay không mỗi một cái hoàng cấp công pháp, trên thực tế đều như vậy, đều phong ấn loại này khủng bố chi binh. Lại là ai phong ấn? Thiên đạo sao? Vì sao phong ấn? Những cấm kỵ chi binh này, chủ nhân là ai? Đã như thế, vì sao lại để cho người tu hành hoàng cấp công pháp? Chẳng lẽ nói, hoàng cấp công pháp, bản chất chính là để cho người ta từng bước một chữa trị cấm kỵ chi binh, cho đến cuối cùng đem nó khống chế. Vọng cổ đại lục rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Hứa Thanh thân thể cuồng chấn, ý thức mãnh liệt mà cuốn trở về, theo hắn cảm giác thu hồi, màu tím sợi tơ trong nháy mắt dung nhập, tiếp theo là màu đỏ hỏa tuyến, sau đó là mặt khác bị hắn lục tục chia lìa tơ. Trong nháy mắt loạn xộn tái hiện, đem hết thảy bí ẩn bao phủ bên trong, máu thịt Kim Ô hình thành, sau đó biến ảo thành hình dáng Kim Ô, lông vũ sống lại, hỏa diễm bộc phát. Sóng nhiệt đập vào mặt, Hứa Thanh bản năng thân thể ngửa về phía sau, hai mắt bỗng nhiên mở ra, phun ra máu tươi. Hô hấp của hắn trước nay chưa từng dồn dập, ánh mắt mở ra một cái chớp mắt, hắn thứ nhất nhìn thấy chính là trước người không biết lúc nào xuất hiện Thế Tử. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, Thế Tử bỗng nhiên truyền ra lời nói. Đừng nói, đừng hỏi. Hứa Thanh tim đập nhanh, trong mắt chớp động, sau một lúc lâu hắn bình ổn một chút, nhìn về bốn phía, cảm nhận được nơi này ba động, cũng cảm nhận được ngoại giới nổ vang. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thế Tử, gật gật đầu, lấy ra hắc đồng thượng nhân hạt châu, đưa qua. Tiền bối, vật ấy ta không cần, ta đánh không lại hắc đồng, cũng không muốn Kim Ô bị nuốt, quan trọng nhất là, ta đã tìm được Kim Ô đạo. Người đích xác không cần. Thế Tử yên lặng tiếp nhận, phức tạp nhìn Hứa Thanh. Hắn giờ phút này, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Hứa Thanh Kim Ô, nhiều hơn một vòng dĩ vãng chưa bao giờ có sắc bén chi ý, mơ hồ bên trong, hình thái giống như đang thay đổi, phảng phất hóa thành một thanh trường thương. Đây chính là đòn sát thủ của Hứa Thanh Kim Ô Nguyên Anh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, để cho ta hiểu ra nhập vi. Hứa Thanh hít sâu, miễn cưỡng đứng lên, hướng về Thế Tử cúi đầu. Hắn rất cảm kích, nếu không có Thế Tử khi đó lời nói, hắn không có khả năng minh ngộ sâu sắc như vậy. Thế Tử đột nhiên mở miệng. Sư tôn ngươi trước kia cũng chỉ điểm ngươi như vậy sao? Đúng vậy. Hứa Thanh kinh ngạc, không biết đối phương vì sao nói như vậy, vì thế, gật đầu. Thế Tử trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài. Sư tôn ngươi, không dễ dàng a. Chương 894, Thế Tử bố cục. Thế Tử thổn thức, rời khỏi hậu phòng, hắn cần một ít thời gian, đi thích ứng Hứa Thanh này không thể tưởng tượng ngộ tính. Theo Hứa Thanh thức tỉnh, Khổ Sinh sơn mạch bên ngoài hôn ám thiên địa, lôi đình tiêu tán, cái loại này áp lực cảm giác cũng dần dần tản đi. Chuyện này, đưa tới Khổ Sinh sơn mạch dao động không nhỏ, vô số suy đoán cũng theo đó mà lên, nhưng ngoại trừ mọi người trong tiệm thuốc, không ai biết được tất cả những thứ này ngọn nguồn, đến từ Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng là sau đó mới biết được trong lúc này phát sinh chuyện gì, đáy lòng dâng lên sợ hãi đồng thời, đối với Thế Tử nơi đó tôn kính càng sâu. Chỉ là một câu chỉ điểm, liền để cho ta hiểu ra những thứ này, uẩn thần quả nhiên là uẩn thần. Hứa Thanh đáy lòng cảm khái rất nhiều, trong sinh hoạt bình thường sau đó một bên khôi phục thương thế của bản thân, một bên cũng nhiều lần ra ngoài thích ứng với đòn sát thủ Kim Ô. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua. Buổi trưa hôm nay, ở bên ngoài thổ thành của hiệu thuốc, trong một hẻm núi, thân ảnh Hứa Thanh trong nháy mắt đã đến từ xa. Sau khi đi vào hẻm núi, hắn theo bản năng đánh giá mọi nơi, xác định không ngại, khe núi này cách thổ thành không xa. Những ngày này Hứa Thanh thường xuyên kiểm tra chính mình Kim Ô đòn sát thủ, mỗi lần địa phương đều không giống nhau, lúc này đây lựa chọn chính là nơi này. Kim Ô đòn sát thủ của hắn, uy lực quá mức kinh người, thời điểm triển khai khí thế ngập trời, vả lại một con ngựa hoang khống chế không tốt sẽ như thoát dây cương, một cỗ bộc phát liên quan đến Kim Ô ảm đạm. Thậm chí có một lần, Kim Ô thiếu chút nữa trực tiếp héo rũ sụp đổ. Vì thế Hứa Thanh không thể không lần lượt điều chỉnh rất nhỏ, thử triển khai đòn sát thủ này, khóa chặt trong phạm chủ nhất định, để uy lực cố định ở biên giới mà Kim Ô có thể thừa nhận. Điều chỉnh mấy chục lần, lần này hẳn là có thể. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cởi quần áo của mình cất kỹ, chỉ để lại một cái quần đùi. Nhìn thân thể trụi lủi, thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mỗi lần đều như vậy, về sau phải nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, nhắm mắt suy tư một lát, sau khi trong đầu nhiều lần xác minh, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, lộ ra tinh mang, tay phải nâng lên bấm quyết, nhất thời một cỗ khí tức kinh người, từ trên người hắn ầm ầm bộc phát, sau lưng hắn đột nhiên lộ ra đồ đằng màu vàng, không ngừng chạy, lan tràn nửa người trên của Hứa Thanh. Kim Ô bên trong đồ đằng linh động, lúc này khuếch tán, từng trận khí tức khủng bố liên tục dâng lên. khí tức này hóa thành hỏa diễm bão táp, quét ngang bốn phương, khiến cho mặt đất trong nháy mắt khô héo một mảnh, núi đá đều đang hòa tan, lan đến phạm vi đạt tới ngàn trượng. Trong ngàn trượng, mặt đất dâng lên biển lửa, ngay cả gió bốn phía cũng đều không thể làm gì được biển lửa này, giống như sự tồn tại của ngọn lửa độc lập với quy luật của thiên địa. Mà biển lửa trung tâm, đứng ở nơi đó Hứa Thanh, giờ phút này thân thể khẽ run rẩy, hắn hết sức chăm chú, khống chế chính mình Kim Ô Nguyên Anh biến thành đồ đằng, thay đổi hình thái. Đây là hắn trong khoảng thời gian này nắm giữ phương pháp, nếu như hình thái là ở bên ngoài thay đổi, như vậy uy lực không thể khống chế, nếu là ở trên thân thể của mình biến hóa, đây hết thảy có thể tốt hơn không ít. Vì thế dưới sự khống chế của hắn, đồ đằng trên người hắn chạy càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ không thấy rõ hình thái, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng trường thương màu đen đang nhanh chóng hình thành. Mặc dù vẫn là mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng tại cái này màu đen trường thương chi ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, so với lúc trước còn muốn kinh khủng kinh người khí tức, tại Hứa Thanh trên người ngập trời mà lên. Giờ khắc này Hứa Thanh không có vận dụng cái khác ngoài Kim Ô lực lượng, hết thảy đều là Kim Ô Nguyên Anh hình thành có thể bày ra đáng sợ chi ý, rõ ràng so với Hứa Thanh lúc trước 13 Nguyên Anh toàn lực ứng phó còn khủng bố hơn. Có thể nói, một thương này liền có thể làm cho dưỡng đạo khiếp sợ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Kim Ô Nguyên Anh đòn sát thủ vô cùng kinh thiên. Nhưng những thứ này vẫn chỉ là Kim Ô bên trong cấm kỵ một tia lực bị Hứa Thanh bên ngoài dò dỉ mà thôi, đương nhiên cũng là giờ phút này hắn cực hạn, nhưng có thể tưởng tượng, theo Hứa Thanh tu vi tăng lên, tiếp tục thăm dò, tương lai nhất định có thể phóng thích ra càng nhiều. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, tay phải nâng lên đặt ở ngực, vị trí kia chính là chỗ chuôi trường thương màu đen biến ảo ra, hư nắm, một chảo, thanh trường thương màu đen mơ hồ, trực tiếp đã bị Hứa Thanh từ trong đồ đằng trên người chộp ra. Một khắc xuất hiện, thiên địa biến sắc, lôi đình nổ vang, rít gào quanh quẩn. Hứa Thanh không nhìn, tay phải vung lên bóng thương màu đen như một con rồng đen diệt thế, ở trên người hắn bộc phát ra, quét ngang từng vòng bốn phía. Mặt đất rung động, núi đá sụp đổ, khe núi lay động, trường thương màu đen phóng lên cao. Nhìn như trường thương, lại giống như Kim Ô, bốn phía hỏa diễm từ mặt đất bốc lên đi theo, càng là tại kia mũi thương địa phương, còn có đạo mũi nhọn thứ hai. Đó là đế kiếm. Đế kiếm bị Kim Ô nuốt vào. Cũng ở trong điều chỉnh của Hứa Thanh, ẩn chứa trong đòn sát thủ này. Thương khung nổ vang, nhấc lên cực lớn hình tròn ba động, hướng về bốn phía không ngừng bộc phát mà Hứa Thanh giờ phút này hô hấp dồn dập, hơi lảo đảo, nhưng tinh thần rất tốt. Hắn kiểm tra một phen, xác định Kim Ô có thể thừa nhận, hao tổn của mình cũng có thể tiếp nhận, trong mắt lộ ra phấn chấn, đang muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến thanh âm bình tĩnh. Không tệ. Theo lời nói quanh quẩn, Thế Tử thân ảnh tại thương khung bị hắc sắc trường thương oanh khai trong dao động xuất hiện, không nhìn hết thảy, cất bước đi tới. Theo tới gần, nơi này hết thảy ba động đều tiêu tán ra, không ai có thể chú ý tới nơi đây biến hóa. Tiền bối. Hứa Thanh thần sắc tôn kính, lập tức bái kiến. Đối với Thế Tử dạy dỗ, Hứa Thanh bây giờ toàn tâm thành phục, vô luận là ngay từ đầu trước nay chưa từng có tam kiếp, hay là sau đó trong thần điện sinh tử chém giết sau linh hồn lực tăng trưởng, hoặc là Kim Ô hoàng cấp công pháp bản chất. Đây hết thảy đều nói rõ Thế Tử đối với hắn rèn luyện, cực kỳ hữu hiệu. Có thể nói trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Hứa Thanh đã có dấu hiệu thoát thai hoán cốt, chiến lực so với lúc trước cường hãn hơn nhiều. Ta xem thương thế của ngươi cũng gần như hoàn toàn khôi phục, như vậy hiện tại, chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Thế Tử đi tới trước mặt Hứa Thanh, đánh giá một phen, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại thưởng thức, tiểu tử trước mắt này, là một trong những vị ngộ tính cao nhất mà hắn từng thấy trong đời. Loại ngọc thô này, hắn rèn lên, hứng thú cũng rất lớn. Bất quá nghĩ đến một câu nói trước đó của mình gây ra vấn đề, Thế Tử cảm thấy sau khi mình nói chuyện, vẫn phải chú ý nhiều một chút mới đúng. Nhưng trong lòng hắn trong khoảng thời gian này theo tiêu hóa rung động trước đó, cũng có kiêu ngạo dâng lên. Tiểu tử này sư tôn, nhất định mỗi lần chỉ điểm đều vô cùng đau đầu. Nhưng đây là hắn tầng thứ quyết định, ta không giống. Loại đệ tử này, cũng chỉ có ta có thể đi dạy, hắn sư tôn không được. Thế Tử nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng truyền ra lời nói. Hứa Thanh, ngươi lúc trước rất tốt lĩnh ngộ ta chỉ điểm, lựa chọn không buông hay bỏ, cái này rất tốt. Tu sĩ chúng ta, muốn chính là loại này chịu khó mà lên, muốn chính là loại này chưa từng có từ trước đến nay, như thế mới có thể tu hành một cỗ khí phách, hình thành một cỗ dám chiến thiên địa khí thế. Như vậy hiện tại, Kim Ô Nguyên Anh của ngươi đã có đòn sát thủ, kế tiếp ngươi phải nghiên cứu sâu một chút độc cấm Nguyên Anh của ngươi. Thế Tử nói tới đây, Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang. Kỳ thật không cần Thế Tử đi yêu cầu, sau khi nếm được ngon ngọt Kim Ô, Hứa Thanh trong khoảng thời gian này cũng đang cân nhắc Nguyên Anh khác của mình. Đáng tiếc, Nguyên Anh của hắn mỗi một cái đều là tồn tại độc lập, đều là không giống người thường, kinh nghiệm của Kim Ô khó có thể dùng ở trên Nguyên Anh khác, đây cũng là chỗ Hứa Thanh suy tư. Lúc này nghe Thế Tử nói, Hứa Thanh lập tức cung kính mở miệng. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, nhìn Thế Tử. Nhìn ánh mắt Hứa Thanh, Thế Tử cười cười. Hứa Thanh, độc của ngươi, ta có thể cảm nhận được đó là một loại thần linh chi lực. Hứa Thanh gật đầu. Độc này kinh người, tiềm lực to lớn vô cùng, nhưng không phải tồn tại ở thời đại kia của ta, hẳn là xuất hiện trong những năm tháng ta bị phong ấn, cho nên ta chưa từng thấy qua. Ánh mắt Thế Tử thâm thúy, nhìn Hứa Thanh. Nhưng, ta đã thấy độc cấm mạnh hơn ngươi, thậm chí có thể nói, ta đã thấy độc mạnh nhất trong vọng cổ đại lục. Có lẽ, ngươi cũng đã gặp qua. Lời nói của Thế Tử ẩn chứa thâm ý. Hứa Thanh nghe đến đó, thân thể chấn động, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn có chút mơ hồ, giống như đáp án ở trước mắt, nhưng lại bị sương mù che đậy, bắt không được. Cảm nhận được suy nghĩ của Hứa Thanh, Thế Tử đáy lòng kiêu ngạo, thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ngẩng đầu, nhìn bầu trời, ngươi đi xem cái kia hôn ám bầu trời bên ngoài, như vĩnh hằng giống nhau treo cao ở nơi đó, thần linh tàn diện. Trong đầu Hứa Thanh trong nháy mắt nổ vang, bản năng ngẩng đầu, nhìn màn trời xa xa. Màn trời Tế Nguyệt Đại Vực mặc dù đen kịt, không giống ngoại vực như vậy rõ ràng có thể thấy được, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy, ở trong màn trời kia thần linh tàn diện cực lớn hình dáng. Ngươi xem cái kia tàn diện, vì sao nó mỗi một lần mở mắt ra ánh mắt sở vọng, chúng sinh liền muốn kêu rên, chỗ nhìn chi địa liền muốn biến thành cấm khu, bởi vì, hắn ánh mắt có độc. Vậy sao ngươi không bắt trước? Ngươi độc cấm, vì cái gì chỉ đơn giản tản ra, còn muốn mượn gió, còn muốn mượn thủ đoạn, những thứ này đều là người hành vi, cũng không phải là thần linh. Ngươi lấy người tư duy, đi triển khai thần độc, tự nhiên không được. Ngươi muốn học vào, đem độc của ngươi, dung nhập vào trong ánh mắt của ngươi. Nếu ngươi có thể làm được, dù cho chỉ là làm được một tia, như vậy độc cấm chi lực của ngươi, đem cùng Kim Ô bình thường, xuất hiện long trời lệch đất cực lớn thăng hoa. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, Thế Tử lời nói quá mức kinh người, chẳng khác nào là mở ra hắn nhận thức, giờ phút này như lôi đình xẹt qua trong đầu của hắn, xé rách hết thảy cố hữu tư duy. Đúng vậy, tàn diện mở ra, chỗ nhìn dị chất nồng đậm, cái này cùng độc của ta, theo bản chất mà nói, là giống nhau. Nếu ta cũng có thể, Hứa Thanh tim đập gia tốc, chỉ cảm thấy suy nghĩ tại thời khắc này không ngừng mở rộng, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Thế Tử, trong mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt kính ngưỡng. Kết cấu của đối phương, tâm trạng của đối phương đối với sự vật, quyết định nhận thức. Đây là Hứa Thanh lúc trước không cách nào chuẩn bị, dù là hắn được thất gia tăng lên qua, cũng vẫn là không có đạt tới như thế độ cao. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh động dung, khom lưng cúi đầu. Nhìn biểu tình của Hứa Thanh, cảm thụ nỗi lòng của Hứa Thanh, Thế Tử nở nụ cười, ngạo nghễ trong lòng lại nổi lên, thầm nghĩ sư tôn của tiểu tử này, cũng cứ như vậy đi, muốn giáo dục viên ngọc thô bực này, đích thật là chỉ có mình mới được. Như vậy, ngươi kế tiếp, liền hảo hảo đi cảm ngộ điểm này đi, nơi đây coi như thích hợp, ngươi ở chỗ này cảm ngộ 3 ngày, nếu vẫn là không được, lại trở về tìm ta. Thế Tử nói xong, ở chỗ này bố trí 3 ngày cấm chế, sau đó chắp tay sau lưng, thản nhiên tự đắc rời đi. Hứa Thanh đứng tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt suy tư. Như thế nào, để cho ánh mắt ẩn chứa độc cấm chi lực, Hứa Thanh lẩm bẩm, độc cấm chi lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát, tràn vào hai mắt. Chương 895, mục tiêu, thần linh ánh mắt. Hứa Thanh cả đời này, gặp qua rất nhiều khó khăn, có giải quyết, có không cách nào giải quyết. Nhưng đối với tu hành, ở Hứa Thanh trong trí nhớ, chính mình rất ít sẽ bị kẹt lại, nhất là ở lĩnh ngộ này một cái phương diện thì càng là như thế. Vô luận là lúc trước Hải Sơn Quyết, hay là sau đó một loạt công pháp, hắn đều rất thuận lợi tu hành đi ra. Cho dù là cảm ngộ Quỷ Đế Sơn, cũng là như thế, thậm chí sau đó đem nó biến ảo, cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Còn có chính là lúc trước Kim Ô, mặc dù hơi khó khăn một chút, nhưng suy nghĩ thông thuận, khiến cho hắn cũng rất nhanh đem nó hiểu ra. Đương nhiên điều này có quan hệ rất lớn với chỉ điểm của người bên ngoài, nhưng căn bản mà nói, là ngộ tính của Hứa Thanh. Ngộ tính của hắn, cho tới nay đều rất kinh người. Nhưng lúc này đây, hắn không có phương hướng, cũng không có đầu mối. Như thế nào đem độc cấm hóa thành trong ánh mắt, việc này nói tiếp dễ dàng, nhưng chân chính làm được, quá mức hư vô mờ mịt. Hứa Thanh tại trong 3 ngày này không ngừng mà nếm thử, thủy chung không cách nào hoàn thành. Hắn có thể đem độc cấm dung nhập vào trong mắt, bởi vì độc cấm cùng hắn giao hòa cùng một chỗ, cho nên Hứa Thanh có thể không nhìn độc cấm thương tổn, mặc dù là thời gian lâu, cũng có màu tím thủy tinh đi khôi phục. Cho nên ở một mức độ nào đó, hắn kỳ thật có thể vẫn có độc trong mắt, nhưng cũng chỉ là trong mắt có độc, không cách nào thông qua ánh mắt tản ra. Ánh mắt, Hứa Thanh trầm mặc, hắn có chút không hiểu, ánh mắt là ánh sáng gì, làm sao có thể đem độc dung nhập vào, khiến cho tất cả những gì nhìn thấy, đều trong nháy mắt trúng độc. Thần linh, làm sao làm được? Hứa Thanh thần sắc mỏi mệt, cảm thụ bốn phía đến từ thế tử cấm chế tiêu tán, hắn đứng lên, yên lặng hướng về tiệm thuốc đi đến, cho đến sắp bước vào thổ thành lúc, Hứa Thanh trong lòng khẽ động. Có lẽ là ta quá mức chấp nhất hai mắt. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ, nhưng hết thảy như thường, mí mắt che lại tựa hồ cũng không thể mang đến cho hắn nhiều lý giải hơn. Bởi vì trước mắt màu đen, là ánh mắt bị che đậy sau đó hình thành, cũng là nhìn thấy, nếu không có mắt thì sao? Hắn vốn là một cái đối với mình tàn nhẫn người, giờ phút này không có bất kỳ chần chờ giơ tay lên, trực tiếp đặt ở trên hai mắt, dùng sức đâm một cái. Đau đớn mãnh liệt bộc phát, máu tươi theo hốc mắt chảy xuôi xuống, ánh mắt của hắn mù. Loại đau đớn kịch liệt này, từng đợt tràn vào Hứa Thanh cảm giác, nhưng so với hắn dĩ vãng trải qua đau đớn, cái này không tính là gì. Mắt bị mù, cũng sẽ ở dưới lực lượng của tử sắc thủy tinh, chậm rãi khôi phục. Bất quá Hứa Thanh áp chế lực khôi phục của thủy tinh màu tím, hắn muốn cảm thụ nhiều hơn một phen. Mà trước mắt đen kịt, cùng lúc trước nhắm mắt đen, không giống nhau. Thân thể Hứa Thanh chấn động. Đây là lúc trước hắn không chú ý điểm, hắn cũng không nghĩ tới, mắt mù cùng nhắm mắt trong lúc đó, vậy mà bất đồng. Lúc trước nhắm mắt, ánh mắt bị ngăn cản, nhìn là đen kịt. Mà lúc này đây là không có ánh mắt, cũng sẽ không có màu đen cái khái niệm này. Không phải màu đen. Hứa Thanh thì thào, hắn có chút nói không rõ đây là loại cảm giác gì, giống như người bình thường nhắm một con mắt lại, ánh mắt trở nên hẹp, giống như thiếu một khối. Mà khối thiếu hụt kia, không phải màu đen, nó không có màu sắc, cũng không có bất kỳ phản hồi thông tin thị giác nào, giống như bị xóa đi. Hư vô, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Trong đầu của hắn, hiện ra từ ngữ này, đây chính là hắn mắt mù sau, cảm nhận được một màn. Điều này làm cho Hứa Thanh có chút không thích ứng. Hồi lâu, Hứa Thanh tản ra thần thức của mình dần dần, thế giới ở trong đầu của hắn, một lần nữa hiện ra. Hết thảy, đều không phải thông qua ánh mắt, mà là khí tức, mà là gió xúc cảm, mà là linh hồn cộng minh, còn có thần niệm bao trùm. Thần niệm, liền giống như một chương không nhìn thấy lưới, do vô số gợn sóng tạo thành, lấy hắn làm trung tâm tản ra, đụng chạm bất cứ vật gì, đều sẽ hình thành một ít phản hồi, khiến cho lưới này liên tục dao động. Tiến tới, tại hắn trong đầu, hình thành một cái ý thức. Ý thức không phải hình ảnh. Hình ảnh là có thể nhìn thấy, có thể phản ứng trực quan, mà ý thức là một loại cảm giác, một loại cảm giác. Một số thời điểm, đối với tu sĩ mà nói, bởi vì thần thức tồn tại, cho nên hình ảnh cùng ý thức là rất khó phân biệt, sẽ làm cho bọn họ bản năng cho rằng thần thức chính là một loại kéo dài ánh mắt. Nhưng trên thực tế, giờ khắc này Hứa Thanh hiểu được, nó không phải. Trong cảm giác của Hứa Thanh, giờ phút này tất cả bốn phía hiện lên trong đầu mình, đều là mình thông qua loại cảm thụ đối với ngoại giới này, mình đi tạo thành. Thổ thành cũng tốt, bầu trời cũng được, còn có đại địa, còn có bốn phía hết thảy nhà cửa, còn có đầu đường người đi đường, còn có xa xa ngọn núi. Hắn đều có thể cảm nhận được, đều có thể nhìn được. Chỉ là, có người có màu sắc, có người không có bất kỳ màu sắc nào, chỉ là một đường nét. Hồi lâu, Hứa Thanh yên lặng cất bước, đi vào thổ thành, đi vào tiệm thuốc. Một đường, hắn đều tại cảm thụ hết thảy trong trạng thái này, cảm thụ ánh mắt không phải ánh mắt này. Hữu duyên ngàn dặm đến mua đan, vô duyên cũng phải xem một chút. Xa xa, thanh âm Ngô Kiếm Vu truyền vào trong tai Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong cảm giác của hắn, thân ảnh Ngô Kiếm Vu hiện ra, hắn có màu sắc, quần áo, sợi tóc, còn có biểu tình cũng là như thế. Ngươi làm sao vậy? Ngô Kiếm Vu hai mắt mở to, hắn nhìn Hứa Thanh đi tới, nhìn Hứa Thanh nhắm mắt lại, nhìn máu tươi chảy xuôi, trong tâm thần chấn động thanh âm của hắn cũng khiến cho người bên ngoài chú ý. Rất nhanh đội trưởng cùng với Lý Hữu Phỉ, còn có Linh Nhi, đều chú ý tới Hứa Thanh đang đi tới. Linh Nhi nóng nảy, nhanh chóng chạy ra, ôm lấy Hứa Thanh. Hứa Thanh sờ sờ đầu Linh Nhi, cười một cái, Linh Nhi cũng có sắc thái. Không sao, ta đang tu luyện. Nhưng, tu hành cái gì mà phải móc mắt mình ra à? Linh Nhi khóc. Hứa Thanh trấn an một phen, đi vào hiệu thuốc, trước mắt hắn hiện ra hình ảnh, đội trưởng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Lý Hữu Phỉ vẻ mặt khiếp sợ, Ninh Viêm lại là mở to hai mắt. U Tinh tiếp tục nấu nước, Thế Tử ngồi cách đó không xa, nhìn về phía mình. Hứa Thanh vỗ vỗ lưng Linh Nhi, cất bước đi tới trước mặt Thế Tử, ngồi ở một bên, suy tư một phen. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ta vẫn là làm không được, coi như là móc xuống con mắt, nhưng ta như trước không thể để cho độc tản ra ở trong ánh mắt của ta, dù là cảm giác thế giới, cũng vẫn là không cách nào để cho độc theo thần niệm của ta xâm nhập. Thế Tử nâng chén trà lên, uống một ngụm. Đang muốn tiếp tục như lúc trước như vậy dùng huyền diệu phương thức chỉ điểm, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhìn một chút Hứa Thanh mù quáng hai mắt, quyết định lúc này đây trực tiếp một ít. Ngươi mù hai mắt là đúng, ngươi phải nghĩ biện pháp, cảm thụ thần linh ánh mắt, đi xem chân thật thế giới. Ánh mắt của thần linh, thế giới chân thật. Hứa Thanh lẩm bẩm. Đúng vậy. Thế tử ý vị thâm trường. Hứa Thanh trầm mặc, một lát sau hắn đứng dậy cúi đầu. Trong lúc Linh Nhi khẩn trương lo lắng, Hứa Thanh về tới hậu phòng quen thuộc, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng trầm ngâm. Vì sao, ta cảm giác thế giới bên trong, có màu sắc, có không có màu sắc. Hứa Thanh suy tư, hắn cảm thấy đây có thể là một điểm mấu chốt. Đêm đã qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong lòng hắn mơ hồ có một đáp án cố định, vì thế cảm giác bốn phía đều có màu sắc. Một lát sau, Hứa Thanh bỗng nhiên truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi có vật phẩm gì mà ta chưa từng thấy qua sao? Đang ở trong đại sảnh nhìn chằm chằm đội trưởng U Tinh, nghe vậy lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra ý cười như không, cất bước đi về phía phòng sau. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, tay phải hắn nâng lên một phen, móc ra một vật phẩm. Hứa Thanh thần thức đảo qua, chóp mũi nghe thấy, đó là một viên đan dược, Giải Chú Đan. Đổi cái khác, đội trưởng mắt lộ kỳ mang, rất có thâm ý nở nụ cười. Sau đó suy nghĩ một chút, lại móc ra một loại vật phẩm. Cái này thì sao? Hứa Thanh nhìn thấy, đó là một cái yếm, vì thế trầm mặc lắc đầu. Đội trưởng hứng thú, không ngừng lấy ra, Hứa Thanh nhìn những thứ lộn xộn kia, có chút im lặng, cho đến một lát sau, hắn cảm nhận được đội trưởng tựa hồ lấy ra vật phẩm gì đó. Nhưng vật này, trong nhận thức của hắn, là không có màu sắc. Hứa Thanh ngẩng đầu lên. Cái này là, đội trưởng ánh mắt rơi vào chính mình trên bàn tay, nơi đó có một cái màu lam pho tượng nhỏ, vật này là hắn năm xưa đạt được, là một cái tiểu tộc cúng bái vật, không có gì thần kỳ. Bị hắn đặt ở chữ vật túi nhiều năm, chính mình đều không quan tâm. Đây là một pho tượng. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, trong cảm giác của hắn, trong tay đội trưởng đích thật là hình dáng một pho tượng. Màu gì? Hứa Thanh hỏi. Màu đỏ. Ánh mắt đội trưởng thâm ý, cười mở miệng. CVT, ở đây Hán Việt là hồng sắc, bên Trung nhiều lúc xem là màu đỏ trong nháy mắt. Hứa Thanh trong cảm giác, bàn tay đội trưởng pho tượng trở thành màu đỏ. Hứa Thanh gật đầu, vừa muốn nói, đội trưởng bỗng nhiên lại nói. Ồ, ta nhìn lầm tiểu Á Thanh, đây là màu trắng. Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng cười cười, đặt pho tượng màu lam trước mặt Hứa Thanh, nhẹ giọng nói nhỏ. Tiểu Á Thanh, trở ngại một ít nguyên nhân, ta không thể chỉ điểm ngươi, nhưng pho tượng này tặng ngươi, ngươi khôi phục mắt sau, đi xem, nó đến cùng màu sắc gì. Nói xong, đội trưởng rời đi. Hứa Thanh đáy lòng bốc lên, rất nhiều suy nghĩ tràn ngập trong lúc. Hắn buông ra màu tím thủy tinh khôi phục lực lượng, khiến cho tràn vào hai mắt, yên lặng chờ đợi. Mấy ngày sau, Hứa Thanh mở mắt, nhìn về phía pho tượng màu lam trước mặt. Trong nháy mắt nhìn thấy pho tượng này, trong đầu Hứa Thanh nổ vang. Hắn nhận thức màu đỏ cùng màu trắng, giờ phút này sụp đổ, trở thành màu lam. Quá trình này, mang đến cho hắn chấn động, vô cùng to lớn. Màu sắc có thể đánh lừa. Vậy những gì ta đang nhìn vào lúc này, liệu có thật hay không? Trạng thái trước đây của ta, sở dĩ vạn vật trên thế giới có màu sắc. Có cái không có màu sắc, là bởi vì có màu sắc, đều là những thứ ta đã từng thấy hoặc tồn tại trong nhận thức của ta, cho nên ta có thể tự mình tạo thành hình ảnh của nó. Mà ta chưa từng thấy qua, ta không cách nào tạo thành hình ảnh, chỉ có đường nét, không có màu sắc. Về phần đội trưởng lời nói, khiến cho ta trong cảm bên giác xuất hiện màu sắc thay đổi sự tình. Điều này nói rõ, quyết định ánh mắt chỗ nhìn cùng với thế giới cấu thành ngọn nguồn, không phải con mắt. Đối với phàm tục mà nói, là đại não quyết định hắn nhìn thấy cái gì. Đối với tu sĩ mà nói, là linh hồn làm chủ đạo, quyết định sở nhìn sở cảm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hiểu ra. Con mắt, chỉ là một cái cửa sổ. Con đường lúc trước của ta không đúng, ta coi như là đem độc cấm dung nhập vào trong cửa sổ này, cũng chỉ là trồng chất ở nơi đó mà thôi. Muốn độc cấm chi lực dung nhập ánh mắt, ta cần đem độc dung nhập vào trong linh hồn của ta. Linh hồn có độc, mượn cửa sổ tản ra, như vậy nhìn vạn vật, đều có thể bị ánh mắt của ta xâm nhập. Không biết lúc đó, ta nhìn thế giới này, có phải hay không chính là thế tử theo như lời nói chân thật thế giới. Chương 896, Linh hồn độ dày. Hứa Thanh rất rõ ràng chỗ bất đồng giữa mình và tu sĩ bình thường. Đó chính là thân thể của mình. Thân thể này mặc dù thuộc về hắn, nhưng là ngón tay thần linh năm đó đắp nặn ra, nguyên bản là vì càng thích ứng tự thân dung nhập, cuối cùng bởi vì tử sắc thủy tinh duyên cớ, vì Hứa Thanh làm áo cưới. Đây là một cỗ thần linh nhục thân. Tuy rằng cũng có chút điểm bình thường, chỉ là tiên cấm thần linh không biết bao nhiêu phân thân bên trong một ngón tay. Có thể bảo vị cách vẫn như cũ là thần linh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, đáy lòng suy tư. Cho nên con mắt thân thể này của ta, trình độ nào đó cũng có thể nói là con mắt của thần linh. Như vậy trên lý thuyết, ta là có thể dùng thần linh tầm mắt đi nhìn thế giới này. Hứa Thanh giơ tay lên, sờ sờ mi tâm, ngưng thần cảm giác linh hồn của mình. Nhưng hắn đối với linh hồn lý giải, có chút thiếu thốn. Hắn chỉ là biết được, linh hồn đại biểu tinh thần của mình, đại biểu thần thức của mình, là một loại tự thân hư vô tụ tập, tinh thần lực bao nhiêu, quyết định linh hồn mạnh yếu. Về phần cụ thể, Hứa Thanh kỳ thật cũng không phải rất lý giải, đây không phải hắn tu vi tầng thứ này cần đi nghiên cứu chi vật. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh đã nhiều lần ý thức được tầm quan trọng của linh hồn, cũng thông qua một loạt phân tích trước đó, tổng kết ra đáp án. Để linh hồn thăng hoa, do đó đem độc dung nhập vào bên trong, như thế ta hẳn là có thể làm được ánh mắt nhìn tới, độc cấm tự khởi. Vậy linh hồn là gì? Câu hỏi này, câu trả lời của mỗi người đều khác nhau. Có người cho rằng là trên người khí tức hình thành, có người cho rằng là tinh thần hội tụ thể hiện, cũng có người cho rằng là một loại nhìn không thấy gợn sóng. Tóm lại, mọi thứ đều liên quan đến hư vô. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, trong cơ thể độc cấm chi ý tản ra, tràn ngập tự thân thức hải, tìm kiếm linh hồn của mình. Hắn có thể tìm được, bởi vì ở sâu trong thức hải, ở cuối tinh thần, nơi đó tồn tại quang hỏa chi đoàn do thần thức tạo thành. Có ánh sáng, cũng có lửa. Ánh sáng là ánh sáng của linh hồn chi quang, lửa là ngọn lửa của sự sống, sinh mệnh chi hỏa. Chúng hòa vào nhau, như thể là trung tâm của mọi thứ. Nơi này bị thay đổi, nhận thức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nơi này bị dập tắt, sinh mệnh cũng sẽ trở thành màu đen. Đây chính là linh hồn mà Hứa Thanh cho là lúc trước. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh chần chờ. Bởi vì hắn thử đem độc cấm của mình dung nhập vào trong quang hỏa này, hắn có thể rõ ràng cảm giác quang hỏa lay động, cũng có thể rõ ràng cảm thụ bên trong đích xác sau khi độc cấm của mình dung nhập, hóa thành một thể. Nhưng lại không đạt được hiệu quả hắn muốn, trong chớp mắt tiếp theo, lại tự mình tách ra. Giống như tất cả dung nhập, kỳ thật cũng chỉ là bề mặt mà thôi, giống như, ngọn lửa này thực ra chỉ là một hình chiếu. Có lẽ đó không phải là nguồn gốc của linh hồn. Hứa Thanh trầm mặc. Thời gian trôi qua từng chút một, trong lúc Hứa Thanh suy tư, đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh thân thể mắt thường có thể thấy được gầy gò xuống, liên tục tự hỏi, không gián đoạn thăm dò, không có mang đến cho hắn đáp án, chỉ mang đến tinh thần uể oải cùng với khí tức tiêu hao. Tu sĩ cùng phàm tục không giống nhau, tu sĩ có nguyên anh, có thần thức, thậm chí đến ta hiện tại cái cảnh giới này, có thể đi đoạt xá. Sau khi đoạt xá, ta vẫn là ta, như vậy linh hồn sẽ không có khả năng ở trong thân thể. Hứa Thanh nhíu mày nhớ lại lúc trước ngón tay thần linh đoạt xá với mình, khi đó hắn nhớ rõ mình cảm nhận được linh hồn đang bị tiêu hao, cảm nhận được ý thức đang tản đi. Muốn thí nghiệm một chút, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chấp nhất, hắn nhất định phải biết rõ linh hồn là cái gì, cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành bước tiếp theo độc dung nhập. Hứa Thanh hít sâu một hơi, vừa định truyền thần niệm cho cái bóng, nhưng dừng lại. Cái bóng mấy ngày nay một mực hoảng sợ, nó phát hiện Hứa Thanh theo bị Thế Tử chỉ điểm về sau, biến càng ngày càng khủng bố, khí tức biến hóa cũng là như thế. Vì thế mắt thấy Hứa Thanh giống như muốn hạ lệnh với mình, nó vội vàng lắng nghe, nhưng đợi một lúc lâu, cũng không thấy Hứa Thanh truyền lệnh. Lý Hữu Phỉ. Hứa Thanh nghĩ, truyền âm cho Lý Hữu Phỉ bên ngoài. Trong đại sảnh Lý Hữu Phỉ đang làm việc vặt, nghe vậy hướng về phía sau phòng Hứa Thanh bái lạy, xoay người nhoáng lên một cái, đi thẳng ra bên ngoài. Đêm hôm đó, Lý Hữu Phỉ trở về, mang theo một cái trung niên tu sĩ, đặt ở Hứa Thanh trước mặt. Chủ thượng, người này là Khổ Sinh Sơn Mạch hung đồ, gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm, bởi vì dựa vào Mặc Quy lão tổ, cho nên ngày thường không ai đối với hắn trừng phạt. Lý Hữu Phỉ cung kính mở miệng. Hứa Thanh cúi đầu nhìn, đây là một trung niên, tu vi kim đan, không phải nhân tộc. Trên mặt có một cái vết sẹo, thoạt nhìn rất là dữ tợn, trên người máu tanh rất nồng. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết Lý Hữu Phỉ trừ phi là chán sống, nếu không dám lừa gạt chính mình, vì thế phất tay để cho hắn rời đi, sau đó nhìn tu sĩ trung niên hôn mê trước mắt này, tay phải nâng lên ấn lên trán. Trong chớp mắt tiếp theo, thần thức của hắn tràn vào, tất cả khí tức và dao động của bản thân đều theo thần thức tiến vào trong cơ thể tu sĩ này, thậm chí nguyên anh của hắn cũng đều biến ảo đi ra, từng cái chui vào, bắt đầu đoạt xá. Nháy mắt tiếp theo, trong cảm giác của Hứa Thanh, mình đi tới một mảnh thức hải không tính là sáng sủa, nơi này có 6 tòa thiên cung lóng lánh ánh sáng bình thường, theo Hứa Thanh xuất hiện, 6 tòa thiên cung này run rẩy. Hứa Thanh không có bất kỳ cảm xúc dao động, thần thức khuếch tán, bao trùm toàn bộ thức hải, tìm kiếm đối phương linh hồn quang hỏa đoàn, rất nhanh tìm được, mãnh liệt nhào tới. Trong nháy mắt, quang đoàn chi hỏa này vặn vẹo, bên trong truyền ra thê lương kêu thảm thiết cùng kêu rên. Vô số ký ức tràn vào Hứa Thanh thần thức, hắn thấy được này tu sĩ cả đời. Từng màn hình ảnh hiện lên, từ khi sinh ra đến bây giờ, có mơ hồ, có rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt thôn phệ của Hứa Thanh, chúng nó đều đang biến mất, giống như bị Hứa Thanh cướp đi. Cho đến một lát, nằm ở nơi đó trung niên tu sĩ, con mắt mãnh liệt mở ra, mặt không chút thay đổi đứng lên, nhìn về khoanh chân bản thể, trong mắt lộ ra suy tư. Đây là đoạt xá. Trung niên tu sĩ thì thào, cảm giác toàn thân một cỗ khó chịu chi ý bao phủ trong lòng, giống như mặc một kiện quần áo cỡ nhỏ. Nhưng hắn đối với bộ quần áo này, trong tiềm thức lại rất quen thuộc, Nguyên do hình thành vết sẹo trên mặt cũng vô cùng rõ ràng, thậm chí Hứa Thanh nhắm mắt lại, tất cả quá khứ của thân thể này đều có thể chậm rãi hiện ra. Chẳng qua bé nhỏ không đáng kể, có thể tùy thời bị hắn xóa đi, thậm chí sau khi xóa đi, Hứa Thanh cảm thấy mình sẽ thoải mái hơn. Nhận thức này hiện lên, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên chấn động, ánh mắt mãnh liệt mở ra. Ký ức, ta giống như có nên chút minh bạch, nếu như nói linh hồn là sinh mệnh cùng với khí tức còn có tinh thần tổng hợp, như vậy đích thật là hư vô mờ mịt, cũng có thể nói là vô số không chân thật tạo thành chân thật thể. Mà sinh mệnh sinh ra một khắc, cảm giác tự thân cùng ngoại giới một cái chớp mắt, kỳ thật liền hình thành ký ức. Nếu linh hồn được so sánh với một tấm thẻ che trống rỗng, thì ký ức là những từ ngữ trên đó, chúng là một. Cho nên lúc đoạt xá, ta tuy rằng lo ngại tu vi không cảm nhận được thôn phệ linh hồn đối phương, nhưng rõ ràng cảm thụ thôn phệ ký ức đối phương. Đối với phàm tục mà nói, sau khi tử vong ký ức tiêu tán, giống như cắt đứt, cho nên linh hồn cho dù tiến vào minh phủ, cũng là đần độn. Đây là biểu hiện của vong hồn, ký ức của chúng là bị vỡ vụn, là tàn phá. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép lại, trong chớp mắt tiếp theo trong cơ thể hết thảy thần thức thoát ly, trở về bản thể. Bản thể hai mắt mở ra, lộ ra một tia hiểu ra. Linh hồn là cái gì, đáp án của ta có thể chưa chắc là đúng. Điều này cần ta sau khi tu hành không ngừng tìm tòi cùng xác minh. Ta bây giờ có thể xác định một điểm, ký ức là linh hồn độ dày, linh hồn khắc độ, linh hồn vật dẫn, linh hồn khí tức. Nói cách khác, muốn cho linh hồn của ta nội hàm độc cấm, do đó ánh mắt chỗ nhìn, độc cấm tự khởi, như vậy ta muốn làm, là ở trong trí nhớ của ta, đem độc cấm khắc sâu đến cực hạn. Ta muốn thay đổi trí nhớ của ta, để cho ta từ lúc sinh ra một khắc, liền sinh ra độc cấm cái khái niệm này, để cho nó ở trong trí nhớ của ta, xuyên suốt đến nay quán xuyên trí kim. Hứa Thanh lẩm bẩm. Mà giờ phút này Hứa Thanh cũng không biết, cùng đi một bên rèm cách nhau cái đại sảnh, bởi vì Thế Tử tồn tại, cho nên bị cắt thành một cái khác không gian. Trong không gian này, tiếng nỉ non của hắn đang được Anh Vũ thuật lại. Xuyên suốt đến nay, quán xuyên trí kim, Anh Vũ rõ ràng nhập vào trong tâm tình Hứa Thanh, giờ phút này thanh âm sụp sôi, mang theo phấn chấn, quanh quẩn ra. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, nhìn về phía phòng sau, nàng cảm thấy Hứa Thanh ca ca trong khoảng thời gian này, có chút giật mình. Ngô Kiếm Vu cũng hít sâu một hơi, nội tâm dâng lên ý nghĩ tương tự như Linh Nhi, hắn cho rằng Hứa Thanh điên rồi, người bình thường sẽ không đi suy tư cái gì linh hồn cái gì trí nhớ các loại vấn đề. Nhất là vấn đề này, cho dù hắn nghe Anh Vũ thuật lại, nhưng vẫn mơ hồ như cũ. Hứa Thanh nói mỗi một chữ ta đều biết, nhưng như thế nào liền cùng một chỗ về sau, ta liền nghe không hiểu. Ngô Kiếm Vu mờ mịt, hắn cảm thấy đây không phải là vấn đề của mình, vì thế nhìn về phía người bên ngoài, phát hiện Lý Hữu Phỉ cũng giống như mình, đều là vẻ mặt ngơ ngác. Bất đồng, là Lý Hữu Phỉ trong mộng sững sờ, còn nhiều hơn một chút hoảng sợ, hiển nhiên, hắn đang lo lắng Hứa Thanh, có một ngày sẽ ở trên người mình tiến hành loại thí nghiệm này. Mà Ninh Viêm lại hoảng sợ, đáy lòng nổi lên sóng lớn, bởi vì lời nói tương tự, hắn nghe cha mình nói qua, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh cư nhiên ở cảnh giới Nguyên Anh này, có thể nói ra lời tương tự. Hắn có thể cảm nhận được, những thứ này, thật sự là Hứa Thanh tự mình phân tích cảm ngộ ra. Ánh mắt đội trưởng thâm ý, nụ cười sáng lạ, đáy lòng khẽ ngâm. Tiểu A Thanh, đại sư huynh mang ngươi tới Tế Nguyệt Đại Vực này, cũng không chỉ là vì nuốt xích mẫu. Nơi này, chính là nơi ta và ngươi bay lên. Về phần U Tinh, hôm nay trầm mặc, nàng phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh chỗ ở phòng sau, đáy lòng dâng lên một ý niệm. Hứa Thanh này chẳng lẽ cũng giống như ta, là do phân hồn của một vị nào đó biến thành. Mọi người suy nghĩ khác nhau, nhưng trong lòng đều có gợn sóng thời điểm, Thế Tử nở nụ cười. Hắn lúc này đây không có đối với Hứa Thanh ngộ tính ngoài ý muốn, hết thảy đều ở hắn trong dự liệu. Hắn trước liền dự đoán qua, lấy Hứa Thanh ngộ tính, nhất định có thể hiểu được một bước này. Đây chính là sự khác biệt giữa ta và sư tôn tiểu tử này. Sư tôn hắn nhận thức có hạn, cho nên không dễ đi chỉ điểm. Cái này không trách hắn, ngọc thô như thế, nếu người người đều có thể điêu khắc, vậy cũng không phải ngọc thô. Thế Tử mỉm cười đứng dậy, hắn biết bước tiếp theo, đối phương sẽ nghĩ đến chính mình nơi này nhận thức thay đổi lực lượng, mà hắn cũng sẽ cho Hứa Thanh một lựa chọn. Ngoại nhân xuất thủ lấy nhận thức đi cải biến trí nhớ, phương pháp này cũng không hoàn mỹ, tiến vào không được tiềm thức, chỉ có thể lưu lại bề mặt, và lại sẽ có ta lạc ấn ở trong linh hồn hắn, mà chỗ tốt là, hắn có thể trong mắt có độc. Lấy tiểu tử này tâm tính, hắn hẳn là sẽ không đồng ý, như vậy, phương pháp thứ hai của ta, xác suất hắn đồng ý liền lớn. Thế Tử cất bước, vừa muốn đi tới, Anh Vũ bỗng nhiên mở miệng, thuật lại lời Hứa Thanh ở hậu phòng. Muốn làm được điểm này, chỉ có một phương pháp có thể, đó chính là ở trên thân thể của ta, lưu lại vô số chi độc lạc ấn, để cho ta mỗi một khối thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt đều ẩn chứa kịch độc. Ta làm không được đi thay đổi trí nhớ, nhưng tạo thành trí nhớ không chỉ là kinh nghiệm cùng nhận thức, còn có thân thể bản năng. Đem độc, lạc ấn thành thân thể ta bản năng, lấy bản năng đi ngược lại bao trùm trí nhớ. Còn có ta đôi mắt này, cũng muốn lại đi luyện một lần, cuối cùng dựa vào thân thể hết thảy phản ứng, hồi báo cho ký ức một cái vĩnh hằng tin tức. Ta có độc. Hứa Thanh ánh mắt lấp lánh tinh mang, tinh thần phấn chấn. Trong đại sảnh, mọi người há hốc mồm, Linh Nhi càng lo lắng. Ninh Viêm hít vào, đội trưởng động dung, bước chân Thế Tử dừng lại, yên lặng một lần nữa ngồi xuống. Không cần ta đi thay đổi nhận thức, tiểu tử này, hắn đang tự mình thay đổi nhận thức của mình. Chương 897, thương khung xích huyết, nhân gian tàn lụi. Hứa Thanh nói làm là làm. Có phương hướng về sau, hắn lập tức liền từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình những kia độc thảo cùng với độc đan, có trực tiếp nuốt vào, có bôi loạn toàn thân, có còn lại là bất cứ giá nào thân thể của mình, trực tiếp bỏ vào đi vào. Như vậy sẽ tốt hơn. Về phần hai mắt cũng là như vậy, hắn đem độc đan hóa thành chất lỏng, nhỏ vào trong mắt. Trong lúc này còn có độc cấm, xen lẫn ở mỗi một bao độc dược bên trong, tràn ngập toàn thân, đi dưỡng thân thể của mình ký ức, luyện thân thể của mình bản năng. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua. Ở cái này hơn 10 cái ngày đêm bên trong, Hứa Thanh đắm chìm ở bên trong, rất nhiều thời điểm nhìn đồ vật đều thành bóng ma, nhưng hắn không có buông tha. Hứa Thanh hiểu được, muốn làm được ký ức thân thể mình hy vọng, như vậy cần độc chẳng những số lượng nhiều, chủng loại càng phải đủ loại mới được. Mà hắn trữ vật trong túi độc dược mặc dù không ít, nhưng tương đối vẫn là không đủ, bất quá không sao, có Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh mỗi lần có nhu cầu mới, hắn đều bán giải chú đan trong Nghịch Nguyệt Điện. Giá cả là độc thảo và độc dược. Cứ như vậy, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện ăn giải chú đan, danh hiệu Đan Cửu Đại Sư ở trong Nghịch Nguyệt Điện càng ngày càng vang dội, người truy phủng càng nhiều, và người theo dõi cũng tăng mạnh mỗi ngày. Một ít đan đạo đại sư cũng đều bởi vì tiếng lòng của Hứa Thanh ngày đó, gia nhập vào phương diện này, nhất là Thánh Lạc, hắn nhiều lần ở trước mặt mọi người, đối với Hứa Thanh khen ngợi vô cùng, vẻ mặt cũng mang theo tôn kính. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Nghịch Nguyệt Điện hầu như không ai không biết tên Đan Cửu, dần dần khiến cho các phó điện chủ khác chú ý, càng truyền ra Nghịch Nguyệt Điện, trong quân phản kháng Tế Nguyệt Đại Vực, có chỗ lưu truyền. Đối với thân phận của hắn, có rất nhiều suy đoán. Có người nói, đây là một vị quy hư đại năng, cả đời nghiên cứu dược đạo. Cũng có người nói, hắn hẳn là đến từ ngoại vực, cho nên trước đó không có nửa điểm dấu hiệu lộ ra. Còn có người nói, có lẽ đây là Hồng Nguyệt Thần Điện ám tử, bất quá cách nói này, nhận thức người rất ít. Nhưng vô luận như thế nào, Đan Cửu thân phận thần bí, treo ở rất nhiều Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ trong lòng. Cho dù là phó điện chủ, cũng không cách nào biết được, không có quyền tra xét. Chỉ có Nghịch Nguyệt Điện điện chủ mới có tư cách nhìn ra thân phận tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Chỉ là Nghịch Nguyệt Điện từ xưa đến nay, vô số năm qua tòa thần miếu cao nhất cung điện chưa bao giờ mở ra. Mặc dù thỉnh thoảng có chút lấp lánh, nhưng thường thường cũng chỉ thời gian một năm, liền ảm đạm xuống. Sau đó, sẽ có thêm một vị phó điện chủ. Cụ thể vì sao, mặc dù có người biết, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đàm luận. Về phần Hứa Thanh nơi này, hắn đối với tự thân càng ngày càng tăng vọt danh vọng là biết được, nhưng hôm nay đắm chìm ở độc chính mình hắn, không có quá đi để ý, bởi vì hắn độc cấm tu hành, đúng là vẫn là dừng lại. Tế Nguyệt Đại Vực vật tư thưa thớt, dẫn đến thiếu hụt quá nhiều dược thảo, cho nên Hứa Thanh không cách nào dựa theo suy nghĩ đi dưỡng thành thân thể bản năng. Ta cần lượng lớn độc thảo, đồng thời còn cần tổ hợp thành vô số phối phương, mà không ngừng điều phối thử. Nếu là ở Phong Hải Quận có lẽ có thể, nhưng ở chỗ này, mặc dù là Nghịch Nguyệt Điện tu sĩ vì ta tìm kiếm, cũng vẫn là có chút không toàn diện. Nhất là có một ít độc thảo, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là tại dược điển bên trong xem qua ghi chép. Hứa Thanh trầm ngâm, trong đầu hiện lên mấy ngày hôm trước Thế Tử đi tới trước mặt hắn, báo cho biết có thể ra tay thay đổi nhận thức chuyện lợi và hại. Để lại lạc ấn trong tâm hồn ta, Hứa Thanh đè xuống lựa chọn này, hắn vẫn quyết định dựa vào chính mình, mặc dù thời gian sẽ chậm một chút, nhưng phương pháp này, Hứa Thanh cảm thấy thích hợp nhất với bản thân. Bất quá, Thế Tử còn nói qua một loại phương pháp khác cùng Tử Nguyệt có liên quan. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, trong lòng dâng lên suy đoán. Hắn nhớ lại Thế Tử đi tới Khổ Sinh Sơn Mạch một loạt đối với mình rèn luyện, lại liên tưởng đối phương nói cái này một loại phương pháp khác, luôn luôn có cái cảm giác, tựa hồ đối phương một mực dẫn dắt chính mình, đi tiến hành lựa chọn giá trị thứ hai này. Hứa Thanh trầm mặc, nhớ lại lời nói của Thế Tử mấy ngày trước. Tiểu tử, kỳ thật còn có một phương pháp cũng có thể cho ngươi cảm thụ thần linh tầm mắt, đi chứng kiến thế giới chân thật, tiến tới cho ngươi tại một khắc kia, trong mắt có thể uẩn độc. Phương pháp này có liên quan đến tử nguyệt của ngươi. Bất quá, phương pháp này vô cùng nguy hiểm, coi như là lão phu kỳ thật đáy lòng, cũng đang chần chờ có hay không nói cho ngươi biết. Nhưng lão phu có thể xác định, một khi thành công, ngươi nhìn thấy thế giới chính là bộ dáng chân chính, nhưng ta không xác định, khi đó, ngươi có còn là ngươi hay không? Bất quá, từ lúc ngươi thu được xích mẫu thần nguyên một khắc, có lẽ đây chính là ngươi nhất định phải đi đường, trừ phi ngươi nguyện ý buông tha tử nguyệt chi lực của ngươi. Cho nên ngươi có thể tự mình suy nghĩ, ta cho ngươi thời gian 7 ngày, nếu ngươi có quyết định, muốn tìm ta vào sáng sớm ngày thứ 8, cũng nhất định phải là cái này thời gian. Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết cụ thể, lời ấy liên quan đến thần linh, đầy đủ nhân quả, nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Những lời này, Hứa Thanh mấy ngày nay cũng đang suy tư, hắn đoán ra Kim Ô cùng độc cấm về sau, đây chính là chính mình Tử Nguyệt Nguyên Anh một hồi thăng hoa. Nhưng hắn không rõ, vì sao Thế Tử nói mình có quyết định về sau, muốn tại ngày thứ 8 sáng sớm đi nói cho. Lúc này Hứa Thanh có chút khó hiểu, mà hôm nay là ngày thứ 7 đêm khuya, khoảng cách Thế Tử theo như lời sáng sớm, còn có 2 canh giờ. Hứa Thanh cảm giác ngoại giới, chứng kiến Thế Tử cùng ngày xưa bất đồng, hắn cũng không phải là ngồi ở đại sảnh uống trà, mà là ở bên ngoài, ở trên nóc nhà, đang nhìn bầu trời. Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, biến mất ở phòng sau, xuất hiện lúc giống nhau ở nóc nhà. Thế Tử nhìn Hứa Thanh một cái, thản nhiên mở miệng, vẫn nhìn bầu trời như cũ. Hứa Thanh gật đầu, ngồi ở một bên, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời Tế Nguyệt Đại Vực, ban ngày tối tăm thiếu ánh sáng, ban đêm lại càng đen kịt, giống như một tấm màn đen che ở nơi đó, không có bất kỳ ngôi sao nào, giống như hư vô. Bốn phía gió gào thét mà đến, như tiếng còi giống nhau mang theo nức nở, ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, vào ngày này cũng trở nên yên tĩnh hơn trước không ít. Tất cả tu sĩ bản thổ, tựa hồ đều, ở một đêm này, có chút bất an. Hứa Thanh thần thức tản ra, phát hiện Lý Hữu Phỉ giờ phút này mặc dù ở phòng xá khoanh chân đả tọa, nhưng rõ ràng tim đập gia tốc, thần sắc cũng mang theo mê hoặc. Hứa Thanh có chút kỳ dị, lại cảm giác bát phương, toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, ngay cả tiếng chim thú cũng đều ít đi quá nhiều. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thời gian trôi qua, 1 canh giờ trôi qua, khoảng cách sáng sớm còn có 1 canh giờ lúc, đội trưởng đi ra tiệm thuốc, cũng đi tới nóc nhà, hướng về Thế Tử bái sau, hắn ngồi ở Hứa Thanh bên người, hướng về Hứa Thanh trừng mắt mấy cái. Đại sư huynh. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Xuyệt, đội trưởng giơ lên ngón trỏ lên, đặt ở trước miệng, lại chỉ bầu trời. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, yên lặng chờ đợi. Chậm rãi, nửa canh giờ trôi qua. Và trong khoảnh khắc đó, gió biến mất. Mọi âm thanh đều biến mất. Toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch hoàn toàn yên tĩnh. Thanh Xa Đại Mạc như thế, cái này một quận chi địa như vậy, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, vào giờ khắc này, đều là tĩnh mịch. Mà trời cao, xuất hiện ánh sáng. Đó là ánh sáng màu đỏ hồng sắc. Mặc dù rất nhạt, nhưng ở trong hư vô này đã trở thành màu sắc duy nhất, cho nên vẫn dễ thấy như trước, vẫn chói mắt như trước. Nó ngay từ đầu vẫn chỉ là một tia, nhưng rất nhanh liền vô số, giống như từng cây lưỡi dao sắc bén cắt qua bầu trời, giống như từng đạo tử vong thần chỉ, tuyên đọc hạo kiếp. Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, tử nguyệt lực trong cơ thể vào giờ khắc này dao động kịch liệt, phảng phất muốn mất khống chế. Mà chân trời xa xa, theo hào quang màu đỏ hiển lộ, dần dần càng ngày càng nhiều. Thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác sền sệt, giống như máu tươi, đang hướng toàn bộ bầu trời Tế Nguyệt Đại Vực lan tràn xâm nhập. Một cỗ mênh mông chi ý, tại một sát na này mang theo kinh thiên động địa khí thế, mang theo khủng bố đáng sợ ba động, mang theo vô thượng thần uy, theo màu đỏ tại bầu trời lan tràn, hàng lâm Tế Nguyệt Đại Vực, chính là thương khung xích huyết, đại địa cuồn cuộn, vạn vật khô bại, nhân gian cực khổ. Giờ khắc này, Khổ Sinh Sơn Mạch run rẩy, Thiên Hỏa Hải run rẩy. Thiên Ngưu Sơn Mạch run rẩy, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh đều đang run rẩy, trong mắt bọn họ lộ ra bất lực, trong lòng bọn họ dâng lên tuyệt vọng. Quấn quanh Tế Nguyệt Đại Vực tự âm trường hà, càng là nhấc lên ngập trời gợn sóng, không ngừng mà bốc lên, vô số hài cốt phập phồng, truyền ra vô tận tiếng khóc kêu rên. Trong chớp mắt này, chỉ có tu sĩ thần điện trong Tế Nguyệt Đại Vực, phấn chấn của bọn họ tăng vọt đến cực điểm. Bọn họ toàn bộ đi ra chỗ ở, trên mặt đất hướng về màu đỏ lan tràn mà đến chân trời. Quỳ lạy xuống, từng cái thành kính vô cùng, thần sắc mang theo cuồng nhiệt. Hồng Nguyệt Ngô Chủ, tiếp dẫn vọng cổ, đau khổ chúng sinh, an hưởng lạc thổ. Vô số thanh âm, từ bát phương truyền ra, quanh quẩn không ngừng. Hồng Nguyệt, tới. Hắn bản thể khoảng cách Tế Nguyệt Đại Vực mặc dù còn có chút xa xôi, nhưng là này bao nhiêu năm qua, trước nay chưa từng gần, vì thế quang xuất hiện trước, bao phủ đại vực. Không bao lâu sau, khi cả bầu trời đều biến thành máu tươi, toàn bộ mặt đất đều biến thành một mảnh đỏ thẫm. Ở chân trời sẽ xuất hiện một vầng trăng đỏ thật lớn. Lúc đó, chính là lúc xích mẫu thu hoạch sắp tới. Hứa Thanh tâm thần nổ vang, hắn rốt cục biết vì sao Thế Tử muốn đem ngày định tại một ngày sáng sớm. Ta hiểu tại sao đội trưởng lại xuất hiện. Không dùng đến quá lâu thời gian, xích mẫu sẽ đi vào nhân gian. Thế Tử nhìn chân trời, nhẹ giọng thì thào. Lúc đó, chúng sinh đều là thức ăn. Thế tử thu hồi ánh mắt nhìn lên bầu trời, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, nói cho ta biết quyết định của ngươi. Làm như thế nào? Hứa Thanh không chần chờ, chậm rãi mở miệng. Thế tử đứng lên, thanh âm quanh quẩn. Hứa Thanh, ta kỳ thật không hiểu Xích Mẫu, cũng không biết ngươi nên như thế nào vận dụng ngươi tử nguyệt lực lượng. Ta càng không biết Xích Mẫu làm thần linh cụ thể quyền lực, đây là thần linh bí mật. Trong mắt Thế tử lộ ra hồi ức, dưới bầu trời màu đỏ thẫm, thân ảnh của hắn lộ ra vẻ hiu quạnh. Nhưng ta đã thấy cha ta và Xích Mẫu giao chiến. Lúc đó Xích Mẫu cho ta cảm giác là đói khát vô hạn. Trong mắt Thế tử lộ ra một tia sợ hãi. Loại đói này đáng sợ tới mức không chỉ có thân thể, còn có linh hồn cùng với hết thảy, tựa hồ bao xuất hiện ở nơi đó, đói khát liền vô cùng vô tận. Ngươi không đủ đói, cho nên ngươi không cách nào thể hiện ngươi tử nguyệt chân chính lực lượng, ngươi phải nhận thức cái loại này cực hạn đói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là nhân tính cùng thần tính trùng điệp, cũng là một loại giao hòa cùng lấy hay bỏ. Chương 898, nhân tính, thú tính, thần tính 1. Khổ sinh sơn mạch, gió không thổi, cát không bay, vạn vật yên tĩnh, chúng sinh trầm mặc. Chỉ có bầu trời đỏ thẫm, như ánh sáng như máu, đang không ngừng bốc lên lan tràn, tựa như bầu trời có vết thương, máu nhuộm bát phương. Trên nóc nhà, Thế tử thanh âm quanh quẩn, tại đây tĩnh mịch trong thế giới, nói cùng thần linh tương quan nhân quả. Ta không phải thần linh, trong cơ thể cũng không có thần nguyên, nhưng ta cũng có quyền bính, chỉ là cùng thần linh không giống nhau, nó không phải đến từ thần hỏa đốt lên, mà là đến từ vọng cổ thiên đạo chúc phúc. Cho nên, làm sao khống chế tự thân thần nguyên, ta không cách nào giúp ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi một cái phương hướng, đó chính là đói. Thế tử nhìn Hứa Thanh, đói. Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau nhìn đội trưởng. Hắn trong trí nhớ đội trưởng mỗi lần nhìn thấy thần linh huyết nhục, tựa hồ đều là một bộ vô cùng đói khát dáng vẻ. Đội trưởng trừng mắt nhìn, không nói gì. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hứa Thanh, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Trên nóc nhà, ánh mắt Thế tử thu hồi, nhìn về phía chân trời lan tràn mà đến đỏ tươi, nhẹ giọng mở miệng, sau đó đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt sau, thân ảnh biến mất ở thiên địa, cùng biến mất còn có Hứa Thanh. Hai người rời đi, đội trưởng không có ngoài ý muốn, hắn duỗi cái lưng lười, mở ra túi trữ vật, ở bên trong lục lọi lên. Nửa ngày sau tìm được một cái hộp sắt. Thế tử quá nóng vội, đội trưởng đáy lòng nói thầm, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo vất tay đem những máu tươi này tiếp được, đặt ở trong hộp sắt. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng một cái này, bất quá lại nói lão đầu tử cái này liệu sự như thần sao, cư nhiên tại Phong Hải quận trước khi đi thời điểm, liền cho ta đồ chơi này. Lúc đó hắn nói, đây là mỏ neo của lão tứ, chỉ có thể lấy máu tươi của ta mở ra, để cho lão tứ tại lúc lạc lối, đưa đến trước mặt hắn. Đội trưởng mắt nhìn hộp sắt, có tâm sớm mở ra, nhưng biết được vật này trọng yếu, vì vậy đè xuống lòng hiếu kỳ. Cùng lúc đó, ở sâu trong đại mạc Thanh Sa, trong sa mạc vô tận này, bóng dáng Thế tử và Hứa Thanh từ hư vô lộ ra. Vừa mới giáng lâm, Hứa Thanh liền lập tức cảm giác bốn phía. Xa xa núi cát không nhúc nhích. Gió biến mất, khiến cho sa mạc trở nên yên tĩnh, cát sỏi màu xanh dưới chân cũng không biết vì sao, nổi lên màu xám trắng, cho người ta cảm giác chết. Nơi này Hứa Thanh đã từng tới, biết được là một mảnh hoang vu chi địa, cách Khổ Sinh Sơn Mạch khoảng cách mấy tháng lộ trình. Ở đây được rồi. Thế tử bình tĩnh mở miệng, nhìn về phía Hứa Thanh. Cuối cùng hiện hỏi ngươi một câu, ngươi xác định. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn chân trời đỏ thẫm, cảm thụ một chút lực lượng tử nguyệt dao động trong cơ thể. Đó là một loại kích động phảng phất muốn thoát ly thân thể mình, trở về màn trời. Hứa Thanh không muốn buông tha tử nguyệt, cho nên hắn biết mình kỳ thật không cần đi lựa chọn, vì thế nhìn Thế tử, gật gật đầu. Tốt. Ánh mắt Thế tử thâm thúy, tay phải giơ lên chộp về phía Hứa Thanh. Dưới một chảo này, không thấy bất kỳ khí tức tản ra, không thấy bất kỳ tu vi dao động, không thấy bất kỳ khí thế bộc phát, nhưng chính là một chảo vô cùng đơn giản như vậy, thân thể Hứa Thanh ầm ầm chấn động. Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của mình, trong nháy mắt ảm đạm xuống, sinh cơ chi lực trong cơ thể tựa như có đầy đủ tự thân ý chí, trở thành cá thể, hóa thành sương mù, theo bên ngoài cơ thể nhanh chóng tản ra ngoài. Sương mù màu trắng không ngừng chảy ra, từ lông tơ toàn thân Hứa Thanh, từ thất khiếu của hắn, từ tất cả vị trí của thân thể hắn, liên tục tản ra ngoài, thẳng đến tay phải của Thế tử. Ở trong quá trình này, Hứa Thanh thân thể bắt đầu héo rũ, tóc bắt đầu khô bại, từng trận suy yếu cảm giác tại toàn thân hắn hiện lên, càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến một lát sau, một cái màu trắng sương mù đoàn hội tụ ở Thế tử trên tay phải, hắn đem tay thả xuống. Hứa Thanh thân thể lảo đảo lùi lại vài bước, từng ngụm thở hổn hển. Giờ khắc này hắn từ bề ngoài nhìn lại, đã không còn là 20 tuổi bộ dáng, càng giống là một cái tàn niên lão giả. Tóc của hắn rụng đi hơn phân nửa, còn lại những kia cũng thành xám trắng, thân thể của hắn khô gầy như củi. ngay cả tu vi cũng đều yếu ớt lên, thậm chí hàm răng đều buông lỏng. Hai mắt hắn vô cùng ảm đạm, đó là sinh cơ bị rút ra 9 thành dẫn đến. Cảm giác trống rỗng hiện lên trong cảm giác của Hứa Thanh, hóa thành lạnh lẽo, tiến tới dâng lên cảm giác đói khát. Nhưng cảm giác này, Hứa Thanh cảm thấy còn chưa đủ. Vì thế hắn nhìn Thế Tử, khàn khàn mở miệng. Tiền bối, ta biết ngươi có tư tâm của mình, cũng hiểu được ngươi hy vọng tử nguyệt chi lực của ta có thể mạnh hơn, ta thậm chí có thể đoán được, cái này cùng giải cứu huynh đệ tỷ muội của ngài có liên quan. Thế Tử nghe vậy không có giấu giếm, truyền ra lời nói trầm thấp. Hứa Thanh, ta đích thật là có tư tâm, ta hy vọng tử nguyệt chi lực của ngươi có thể lại trưởng thành một ít, lại lớn mạnh một ít, bị ngươi chân chính nắm giữ. Như vậy, kính xin tiếp tục, bởi vì ta cũng muốn nắm giữ tử nguyệt lực lượng, ta càng muốn đi xem thế giới này chân chính bộ dáng. Hứa Thanh thanh âm suy yếu, cười mở miệng. Thế Tử trầm mặc, một lúc lâu sau tay trái bấm quyết, nhất thời một cỗ phong ấn ẩn thần, trong nháy mắt rơi vào trên người Hứa Thanh, tước đoạt sinh mệnh của ngươi, để cho sinh mệnh của ngươi thành trống rỗng. Tước đoạt tu vi của ngươi, để linh lực của ngươi thành khô héo. Tước đoạt khôi phục của ngươi, khiến ngươi không thể nghịch chuyển bản thân. Cuối cùng, lại tước đoạt khả năng sinh tồn của ngươi, khiến ngươi không thể di chuyển, không thể phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến. Hứa Thanh trong đầu nổ vang, giờ khắc này trống rỗng, hắn không biết lúc nào đứng không vững thân thể, nặng nề ngã xuống, nằm ở trong sa mạc. Thế Tử than nhẹ, thật sâu nhìn Hứa Thanh, xoay người hướng về bầu trời đi đến, từng bước, dần dần đi xa. Chỉ để lại sa mạc yên tĩnh này, để lại bóng dáng cô độc nằm ở nơi đó. Hứa Thanh thích yên tĩnh, bởi vì yên tĩnh có trợ giúp suy nghĩ, hắn thích suy nghĩ. Chỉ là giờ khắc này hắn, ở trong thiên địa yên tĩnh này, ngay cả năng lực suy nghĩ cũng đều có chút không có. Hắn cảm nhận được cực hạn suy yếu, ngón tay cũng không cách nào đi động một chút. Hắn càng cảm nhận được cái lạnh khiến hắn ghét nhất. Thật lâu, Hứa Thanh đáy lòng suy yếu thì thào. Hắn đã thật lâu không có thể nghiệm loại này khi còn bé lạnh băng. Thân thể rét lạnh, xâm nhập linh hồn, từ trong ra ngoài băng, để cho thân thể hắn không khống chế được run rẩy. Ý thức có chút mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thanh giống như nhìn thấy rất nhiều hình ảnh. Trong hình ảnh có một thiếu niên bẩn thỉu từ trong vô số tử thi bò ra, gian nan giãy giụa đi về phía trước, chỉ vì sống sót. Kỳ thật, cảm giác như bây giờ, ta khi còn bé, cũng đã có, mà không chỉ một lần. Hứa Thanh lẩm bẩm. Vô số lần đói sắp chết, vô số lần lạnh trong lòng tuyệt vọng. Hắn vì sống sót, trước kia cái gì đều ăn qua, vỏ cây đã là rất xa xỉ vật đói đến cực hạn, bùn đất cũng có thể đỡ đói. Cho nên, Thế Tử kỳ thật sai rồi, hắn hẳn là để cho ta có một ít khí lực, như vậy mới có thể sâu hơn tầng thứ cảm thụ đói. Hứa Thanh miễn cưỡng cười cười, run rẩy nâng cánh tay héo rũ của mình lên, cố gắng đặt ở trước mặt của mình, đặt ở bên miệng. Trong mắt của hắn chậm rãi lộ ra điên cuồng, nhãn cầu dần dần hiện lên tơ máu, gân xanh trên trán phồng lên, hội tụ toàn bộ khí lực hiện giờ, mạnh mẽ mở miệng lớn, dùng toàn lực cắn ở trên cánh tay của mình. Máu tươi theo bờ môi cùng hàm răng của Hứa Thanh tràn ra, từng sợi chảy xuôi, nhưng không đợi nhỏ xuống, đã bị Hứa Thanh hít vào một giọt không thừa nuốt xuống. Cùng bị hắn nuốt vào, còn có một khối máu thịt trên cánh tay hắn cắn xuống. Không cần nhai kỹ, cổ họng Hứa Thanh mấp máy, hung hăng nuốt xuống. Theo huyết nhục ở trong cổ họng trượt động, rơi vào dạ dày, đè ép vô cùng với dịch dạ dày, giống như mặt đất khô héo nghênh đón cam lộ, đồng loạt xông lên. Hứa Thanh miệng đầy máu tươi, cảm thụ dạ dày mình nhu động, cái này quen thuộc cảm giác, để cho hắn nở nụ cười. Lúc này mới đúng a, muốn đói, ít nhất còn cần có một ít khí lực mới được. Chỉ là nụ cười này, có chút kinh khủng, mà khi cười, ánh mắt Hứa Thanh càng đỏ thẫm, hô hấp của hắn dồn dập, theo khí lực khôi phục một chút, cái loại cảm giác đói khát băng hàn cùng hư không này, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 899, nhân tính, thú tính, thần tính 2. Hứa Thanh thân thể run rẩy, trong mắt huyết sắc càng nồng, hắn cảm thấy giờ khắc này, chính mình thật giống như trong cơ thể xuất hiện một cái vô cùng vô tận trống rỗng, bên trong tản ra hấp rút, để cho hắn trước mắt thế giới xuất hiện vặn vẹo. Tuy nhiên, Hứa Thanh có kinh nghiệm phong phú về việc này. Hắn nhìn bầu trời, bỗng nhiên nguyền rủa, cẩu nương dưỡng tàn diện chứ má. Lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần đói đến trình độ này, đều sẽ mắng như vậy, giờ phút này cũng là như vậy. Suy nghĩ mắng chửi Hứa Thanh chậm rãi trở về một ít, nội tâm điên cuồng rốt cục bị hắn khắc chế một chút. Loại đói có thể khắc chế này, hiện hiển nhiên còn chưa đủ. Đây là cơn đói của thân thể, không phải cơn đói của thần linh như Thế Tử nói. Mà cảm giác đói, ta còn có trải nghiệm khác. Hứa Thanh nghĩ tới lúc trước mình thôn phệ tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện, ngay lúc đó nội tâm hắn dâng lên xúc động mãnh liệt, phảng phất nghiện, muốn đi thôn phệ càng nhiều, cảm giác kia, hắn đến nay còn nhớ rõ. Khi đó ta, mặc dù cũng khắc chế được, nhưng nếu là tiếp tục thôn phệ đi xuống, có lẽ ta sẽ không cách nào khắc chế. còn có đại sư huynh đói, còn có cổ linh hoàng đói, còn có lúc trước trong tiên cấm chi địa, Xích Mẫu phân thân Trường Tỷ vận đói. Cái đói của bọn họ cũng không giống ta. Hứa Thanh lẩm bẩm. Như vậy, nếu như ta không đi khắc chế thì sao? Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu hắn buông thà khắc chế, bản năng cúi đầu, hô hấp dồn dập, cảm giác đói khát áp đảo lý trí, thay thế hết thảy. Hắn mạnh miệng há mồm, lại cắn ở trên cánh tay, phảng phất đó không phải máu thịt của chính hắn. Từng ngụm, dùng sức cắn xé, lý trí chậm rãi đánh mất, bản năng sinh mệnh dần dần thúc đẩy. Giờ khắc này, hắn giống như dã thú. Thậm chí máu tươi tràn ngập gian có một ít rơi vào trên cát sỏi, Hứa Thanh hội bản năng thân thể nằm sấp xuống, tham lam đem dính máu tươi cát sỏi cũng nuốt xuống. Nhưng cho dù là như vậy, loại cảm giác đói khát này vẫn không cách nào giảm bớt chút nào. Đói, đói, Hứa Thanh run rẩy, dùng sức bò về phía trước, hắn muốn ăn càng nhiều. Chỉ là bốn phía hoang vu này, hung thú cũng không có nửa con, bò mấy trượng sau Hứa Thanh nằm ở nơi đó, bị đen kịt thôn phệ, bị điên cuồng bao phủ. Suy yếu cùng tử vong, cũng càng phát ra mãnh liệt lan tràn toàn thân thời điểm, Hứa Thanh trong đầu có trong nháy mắt thanh tỉnh. Thế Tử nói, đó là nhân tính cùng thần tính chồng lên nhau, mà ta hiện tại, là thú tính. Còn có thể thanh tỉnh, nói rõ đây là nhân tính cùng thú tính giao hòa, cũng nói rõ phương pháp của ta, là không đúng. Như vậy, cái gì là nhân tính? Cái gì là thần tính? Hứa Thanh suy yếu nỉ non. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua. Khi Hứa Thanh ở Thanh Sa Đại Mạc cảm thụ loại đói khát này, bởi vì ánh trăng đỏ xuất hiện ở chân trời, toàn bộ tộc quần cùng chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực đều lâm vào tuyệt vọng, mà hỗn loạn là tuyệt vọng đồng bạn sinh vật. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bắt đầu náo động, điên cuồng trở thành chủ giai điệu. Nếu vận mệnh cuối cùng nhất định là tử vong, như vậy tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Đốt giết lăng nhục, gian dâm cướp đoạt, ở đại vực này bất cứ địa phương nào đều có thể nhìn thấy, chỗ nào cũng có. Ác trong bản tính sinh mệnh, vào giờ khắc này trình diễn vô cùng vô tận, bị tùy ý phát tiết, bị chủ động phóng thích. Tất cả sự kiềm chế đều không tồn tại, tất cả sự kiềm chế đều trở thành tro bụi. Tiếng kêu rên cùng thống khổ, hóa thành bão táp, quét ngang hết thảy, những chỗ đi qua, nhân tính, ngay tại đổ sụp. Thiện ý, ngay tại ảm diệt. Thú tính, ngay tại lan tràn. Điên cuồng, ngay tại bộc phát. Thanh Sa Đại Mạc tu sĩ, cũng là như vậy. Thanh Sa Đại Mạc, ngoại trừ đêm ánh trăng đỏ mới xuất hiện không có gió, vào ngày hôm sau, gió lại xuất hiện. Bắt đầu có chút yếu ớt, cho đến bây giờ 3 ngày trôi qua, gió màu xanh cuốn theo cát sỏi màu xanh, gào thét đầy trời, thúc đẩy núi cát không ngừng di động, đem sa mạc hóa thành biển cát. Tiếng nức nở, giống như hội tụ tiếng khóc của chúng sinh, liên tục truyền khắp thiên địa. Ở trong sa mạc này, hơn nửa thân thể Hứa Thanh đều bị bao phủ bên trong, chỉ lộ ra non nửa, không nhúc nhích, giống như tử thi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, cái gì là nhân tính, cái gì là thần tính? Vấn đề này thâm ảo, Hứa Thanh rất khó suy nghĩ thấu đáo, nhất là vấn đề sau. Hắn không phải thần linh, cũng không cách nào lấy thân phận người, đi hiểu rõ thần tính của thần linh. Nhưng Hứa Thanh cũng có ưu thế của mình. Hắn cái này ngắn ngủn 20 năm kinh nghiệm, gặp qua quá nhiều ác, gặp qua quá nhiều khổ, hắn gặp qua nhân tính vô cùng vô tận xấu xí. Cho nên, hiểu biết của hắn về nhân tính, là có. Mà trong 3 ngày này, hắn thủy chung đang nhớ lại quá khứ của mình, nhớ lại từ khi có ký ức tới nay, nhìn thấy một cái màn tre. Có tham lam, có điên cuồng, có ăn thịt người, có dữ tợn. Trong đó cũng có tốt đẹp, nhưng chung quy tan vỡ như tia lửa. Nhưng vô luận như thế nào, hắn nhớ rõ khoảnh khắc tia lửa xuất hiện kia, cảm giác của mình. Như khi còn bé vô song thành an bình, như cha mẹ cho hắn ấn tượng, như lôi đội mang đến cho hắn ấm áp, như Đoan Mộc Tằng ôm ấp tình cảm. Còn có chính là, thân ảnh khổng lượng tu của Chấp Kiếm Cung cung chủ. Rất nhiều. Nhân tính, có thiện và ác. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nhân tính, còn có đối với sự vật tình cảm, tiến tới sinh ra ràng buộc. Hứa Thanh nghĩ tới sư tôn, nghĩ tới đội trưởng, nghĩ tới Tử Huyền, nghĩ tới Linh Nhi, nghĩ tới chính mình một đường đi tới từng đạo thân ảnh quen biết. Có người hắn cừu hận, có người hắn cảm kích, có người hắn chán ghét, có người hắn thích. Ta từ lúc bắt đầu một người, cho đến bây giờ, bất chi bất giác, trong lòng vướng bận đã nhiều, ràng buộc cũng giống như vậy, đây hết thảy đều như từng sợi tơ, biên chế thành một cái lưới lớn. Mà nhân tính, chính là ngọn nguồn của tấm lưới này, nó dẫn đến hỉ nộ ái ố của ta. Hứa Thanh mở to mắt, nhìn bầu trời, cảm thụ được tiếng nức nở trong gió, kia tựa như chúng sinh khóc. Nhân tính, kỳ thật còn bao hàm đối với sống khát vọng cùng với đối với chết sợ hãi. Tỉ như ta từ nhỏ nguyện vọng, chính là sống sót. Thậm chí tất cả cảm xúc dao động cùng với phong cách hành sự, kỳ thật cũng đều là một loại thể hiện của nhân tính. Tỉ như lúc ta ở Vô Song Thành, trong lòng không có ý niệm giết chóc, ta sẽ không suy nghĩ tương lai như thế nào, sẽ không suy nghĩ sau khi lớn lên như thế nào. Hứa Thanh thì thào, loại hồi ức này, làm cho đáy lòng hắn lĩnh hội rất sâu, hắn không ngừng phân tích chính mình, mà chuyện cũ hiện lên, cũng làm cho lý giải của hắn đối với nhân tính, càng thêm sâu sắc. Một trong những khác biệt giữa nhân tính và thú tính là khắc chế. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái trụi lủi của mình, nhớ tới một màn điên cuồng lúc trước của mình, hắn cảm thấy ngọn nguồn khắc chế là ước thúc của bản thân, mà khởi nguồn ước thúc đến từ cái gì? Hứa Thanh trầm tư, đến từ sự ràng buộc của đạo đức trong nhận thức của ta, cái này một phần, liền là người chi sở dĩ là người chỗ có thuộc tính. Cho nên, nhân tính là có trật tự, mà thú tính ngược lại, nó là hỗn loạn không có trật tự, dựa vào bản năng làm việc. Đây chính là vọng cổ đại lục những cái kia bị thần linh khí thức xâm nhập dã thú, trạng thái của chúng nó. Hứa Thanh hiểu ra, còn cái kia thần tính đâu? Hứa Thanh trầm mặc, hắn vẫn không hiểu, nhưng hắn biết thân thể này của mình, chính là thân thể của thần linh, hắn còn biết độc cấm của mình đến từ thần vực, tử nguyệt của mình, đồng dạng là thần nguyên. Như vậy, đem tử nguyệt chi lực của ta tràn ngập toàn thân, kỳ thật từ trình độ nào đó đi nói, thần tính cũng đã tồn tại, chỉ bất quá, ta không có ý thức được, hoặc là nói, nó không có hiển lộ, bởi vì ta là người, ta không phải thần. Thế tử đối với ta yêu cầu, là cảm thụ đói, như xích mẫu cái kia đói. Cái kia đói, là chìa khóa mở ra thần tính. Mà thần linh đói, lại là như thế nào sinh ra? Hứa Thanh mê mang, giờ phút này hắn, đã không cảm nhận được đói bụng, thân thể đã thành thói quen, suy yếu đã thích ứng, tử vong đang tiếp cận. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ. Hắn vẫn không tìm được đáp án, nhưng hắn không muốn tiếp tục nằm ở chỗ này, vì vậy hắn giãy giụa từ trong cát ngồi dậy. Bởi vì, xa xa đã xuất hiện một ít trong sa mạc hung thú, càng xa hơn, hắn còn nhìn thấy một cái phát ra ác ý, hướng chính mình di động thật lớn nấm. Khí tức khủng bố, dao động đáng sợ, từ trên nấm kia tản mát ra, cho Hứa Thanh cảm giác, đó không phải là Nguyên Anh, mà là thuộc về tầng thứ dưỡng đạo. Tại Thanh Sa Đại Mạc bên trong, loại nấm này là quỷ dị tồn tại, chúng nó số lượng không nhiều lắm, dễ cây có thể phác họa ra người khổng lồ thân ảnh, rất ít người sẽ đi trêu chọc. Điểm này, Hứa Thanh năm đó lần đầu tiên đi tới phiến sa mạc này, liền có cảm giác. Nhưng trước mắt, hắn chỉ là đứng dậy động tác này, liền hao phí chính mình vốn là không nhiều lắm khí lực, mà theo ngồi dậy, phía sau hắn cát trong hình thành hố lõm, cũng nhanh chóng bị bốn phía cát thổ tràn vào, chậm rãi lấp đầy. Hứa Thanh sửng sốt, quay đầu nhìn hố lõm bị lấp đầy, đầu óc của hắn vào giờ khắc này nổi lên nổ vang, phảng phất có từng đạo tia chớp xẹt qua, khiến hắn quên đi nguy hiểm bốn phía, xem nhẹ hết thảy, trong ánh mắt chỉ có hố cát bị lấp đầy kia. Chương 900, thần linh bí ẩn. Được lấp đầy, ta nằm ở nơi đó lúc, bản thân chính là hố cát một phần, mà ta sau khi đứng dậy nơi đó thiếu hụt một khối, cho nên, nếu như đem cái hố cát này so sánh với ta, nguyên bản đất cát coi là nhân tính, sau lấp vào đất cát ví von thành thần tính. Hứa Thanh động dung, hô hấp có chút dồn dập, hắn mơ hồ trong lúc cảm giác chính mình bắt được một cái trọng điểm, đang muốn đi suy tư, mà tiếp theo chớp mắt một cái to lớn đuôi bò cạp, từ bên cạnh hắn cắt đất nhanh chóng chui ra, đâm vào Hứa Thanh trên người. Ném xuống, thân thể Hứa Thanh như diều đứt dây, ầm một tiếng rơi xuống phía xa. Trong phút chốc, ba con xà hạt thẳng đến chỗ hắn rơi xuống, nhanh chóng tới gần, bắt đầu cắn xé. Hứa Thanh không nhìn những thứ này, thân thể của hắn mặc dù suy yếu, nhưng bản thân vẫn có tính dẻo dai, không phải những con bò cạp này nhất thời nửa khắc có thể xé rách, mặc dù đau đớn còn có thể vọt tới, nhưng suy nghĩ của Hứa Thanh hôm nay mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn mặc cho những con bò cạp kia cắn xé, nhắm mắt tiếp tục ý niệm lúc trước của mình, xóa đi nhân tính của chính mình, không còn dùng nhân tính đi khắc chế thú tính, từ đó khiến thần tính bổ khuyết vào, lấy thần tính đi tác dụng lên thú tính. Tâm thần Hứa Thanh nổ vang. Hắn minh bạch, ta không cần đi lý giải cái gì là thần tính, ta cần làm là khi thần tính dung nhập về sau, đi cảm thụ. Kia đồng thời, có thể ta sẽ không khắc chế thú tính của mình, bởi vì nó không cần khắc chế, nó vốn đã nghe lệnh ta. Cho nên, Thế Tử nói cho ta biết, muốn làm được điểm này, cần nhân tính cùng thần tính trùng điệp, đây là một loại giao hòa cùng lấy hay bỏ. Nhưng tại sao đó lại xuất hiện? Hứa Thanh hiểu được một ít đáp án, nhưng còn có một ít vấn đề khó hiểu. Nhưng xét cho cùng, giờ phút này hắn cần gặp phải một cái lựa chọn. Có muốn thử không? Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhớ tới nước trà mà Thế Tử chỉ điểm cho mình sớm nhất. Tiến tới hắn nghĩ tới chính mình tại Kim Ô trên người thí nghiệm, cùng với Thế Tử lấy xuống cỏ non cành lá vào miệng, trà cùng nước, có thể dung hợp, nhưng cũng có thể chia lìa, mà cành lá rời đi thảo mầm, giống nhau cũng là thảo mầm một phần, bản nguyên nhất trí. Cho nên, coi như là thử, cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Hứa Thanh trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra quyết đoán, bởi vì hắn biết, chính mình trừ phi cam nguyện buông tha hoàn toàn nắm giữ tử nguyệt lực lượng, nếu không, con đường của hắn chỉ có một cái này. Còn về việc làm thế nào để xóa bỏ nhân tính, Hứa Thực Thanh nhắm hai mắt lại, phương pháp nhân tính bị xóa đi, chính là không hề ước thúc bản năng của mình. Vì thế, hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh. Một lát sau, Hứa Thanh hô hấp dần dần dồn dập, thân thể của hắn chậm rãi run rẩy. Hồi lâu sau, ánh mắt của hắn mãnh liệt mở ra, trong đó lộ ra chính là điên cuồng như dã thú. Hắn không hề ước thúc bản năng của mình, không hề khắc chế hành vi của mình, không hề suy nghĩ đạo đức, suy nghĩ thiện ác, suy nghĩ tôn nghiêm của mình. Càng không suy nghĩ về ký ức, không quan tâm đến cảm xúc, phóng thích, bản năng không ngừng phóng thích. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, trong miệng Hứa Thanh truyền ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, ánh mắt của hắn đỏ ngầu, mạnh mẽ cúi đầu nhìn về phía bọ cạp đang cắn xé mình. Nước miếng của hắn không thể khống chế từ khóe miệng hắn chảy xuống, đến từ thân thể đói, tại thời khắc này vô hạn bộc phát. Hắn không biết từ đâu tới khí lực, một phát bắt lấy bò cạp, điên cuồng cắn xé. Đất cát tung bay, nổ vang quanh quẩn. Gào thét cùng bé nhọn chi âm không ngừng đan xen dung hợp, một nén nhang sau, một đạo thân ảnh từ bên trong gào thét mà ra. Chính là Hứa Thanh. Chỉ bất quá giờ khắc này hắn, tóc tai bù xù, thở hồng hộc, trên mặt trên người đều là máu tươi, bị hắn lúc trước cắn đi đại lượng máu thịt tay trái, đã triệt để chặt đứt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tốc độ. Hắn đã sẽ không đi thế nào tự hỏi, chỉ có bản năng tồn tại, hắn muốn ăn cái gì, ăn hết thảy. Bản năng đói khát, để cho hắn lâm vào điên cuồng, hắn muốn thôn phệ, không chỉ là đối với huyết nhục khát vọng, còn có tầng sâu hơn yêu cầu. Hắn không biết đó là cái gì, cảm giác của hắn là thân thể của mình phảng phất tồn tại vô số trống rỗng, một loại vật chất đối với mình mà nói vô cùng trọng yếu, đang ẩn nấp. Mà theo ẩn nấp, cái kia đói khát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đến từ thân thể, đến từ linh hồn. Cùng lúc đó, trên người hắn, lấp lánh ra ánh sáng màu tím. Đây là tử nguyệt chi lực. Nó tại thời khắc này trước nay chưa từng có chấn động lên, cùng cái chớp mắt này Hứa Thanh chiếu rọi, vô cùng chặt chẽ, vô hạn dung hợp. Bốn phía vạn vẹo, thiên địa mơ hồ, thần linh lực lượng nổ vang, tại Hứa Thanh trên người bộc phát ra. Cát sỏi run rẩy, gió xanh cũng đều dừng lại, cư nhiên cuốn ngược ra, tựa hồ không dám tới gần. Tiếng kêu rên, từ trong miệng Hứa Thanh truyền ra, hắn điên cuồng chạy trốn, thẳng đến cây nấm xa xa, trong nháy mắt tới gần. Nguyên bản tại hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng phải hao phí rất lớn pháp lực mới có thể phá vỡ nấm bề mặt, giờ phút này chỉ là phất tay, kia nấm bề mặt liền chính mình nứt ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn, Hứa Thanh trực tiếp chui vào, há to miệng cắn nuốt, chỉ còn lại tay phải, cũng đang không ngừng vung vẩy, cầm lên một khối lại một khối huyết nhục liều mạng nhét vào trong miệng. Đói, đói, mà bản thân nấm chống cự, cũng vô cùng kịch liệt, đại lượng xúc tu từ trong cát bay múa ra, hợp thành hình dáng người khổng lồ, trấn áp Hứa Thanh. Ở dưới khí tức của nó, hết thảy Nguyên Anh đều sẽ sụp đổ, mặc dù là đổi lại trước kia Hứa Thanh, cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng. Nhưng bây giờ, những xúc tu ẩn chứa lực trấn áp này vừa tới gần Hứa Thanh, lại tự động vỡ vụn. Căn bản là không cách nào làm gì được Hứa Thanh. Tâm tình hoảng sợ dao động, từ trong nấm này tản ra, thống khổ gào thét hóa thành sinh mệnh thút thít, nhưng Hứa Thanh còn đang cắn nuốt, một ngụm tiếp một ngụm. Bụng của hắn bành trướng, nhưng cảm giác đói chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng kinh khủng. Đến cuối cùng, phảng phất thân thể tất cả trống rỗng hòa tan cùng một chỗ, hình thành một cái cực lớn vô cùng lỗ đen, đem hắn thôn phệ bên trong. Thần tính đến từ tử nguyệt, cũng trong nháy mắt này, càng thêm mãnh liệt lấp lánh. Bát phương tử ý, bao phủ thiên địa. Thần nguyên, bộc phát. Mà động tác của Hứa Thanh, vào giờ khắc này chậm rãi dừng lại, hắn bị vây trong điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm có một vệt lạnh lùng thanh minh. Hắn mơ hồ, tựa hồ cảm nhận được thần tính. Khó có thể miêu tả, không thể gọi tên. Hứa Thanh không hiểu toàn bộ, chỉ là vào giờ khắc này, có một ít cảm thụ đột nhiên xuất hiện. Tỉ như Xích Mẫu có tới hay không, ở trong suy nghĩ của hắn, đã không quan trọng. Mình là ai cũng không quan trọng. Cảm xúc, quá khứ, thiện ác, ân oán, tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, hắn đều nhớ, nhưng tất cả trong khoảnh khắc này, tất cả không còn quan trọng nữa. Quan điểm của hắn đối với sự tình, đối với vạn vật lý giải, đều không giống với trước kia. Cho nên, Thế Tử nói, một khắc thành công, hắn không biết ta có còn là ta hay không, bởi vì, tại thần tính hoàn toàn thay thế nhân tính một khắc, đã từng đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu sự vật cùng người, tại cái chớp mắt này, bé nhỏ không đáng kể. Hứa Thanh đạm mạc suy tư, mà vấn đề này hắn chỉ thoáng suy nghĩ, liền cảm thấy không có ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, suy nghĩ việc này, cũng không quan trọng. Về phần trước mắt nhìn phía này tràn ngập mục nát, thổi làm cho người già yếu gió, trong thiên địa đều là từng đoàn dữ tợn hư ảnh. Trên mặt đất đều là xương khô cùng giòi thịt bị phế tích bao phủ thế giới, cũng không trọng yếu. Dù cho bầu trời mơ hồ tản diện, hình thái của nó giống nhau đã xảy ra thay đổi, hắn cũng mở to hai mắt, đang nhìn về phía đại địa, phảng phất cho tới bây giờ đều không có khép kín qua. Không quan trọng. Quan trọng là, Hứa Thanh rất đói, cực kỳ đói. Vô biên vô hạn, vô thủy vô chung. Nguồn gốc của cơn đói này Hứa Thanh đã hiểu. Kia là một loại khác bản năng, truy cầu sinh mệnh tiến hóa. Kia đồng dạng cũng là đối đi qua cáo biệt cùng không muốn. Là sau khi nhân tính mất đi cùng với thần tính dung nhập, bởi vì nhân tính biến mất không triệt để, từ đó hình thành hố đen không hoàn mỹ. Muốn giải quyết loại đói khát này, chỉ có để cho mình biến hoàn mỹ, đồng thời đem nhân tính triệt để xóa đi. Ta còn không có hoàn toàn làm được, mà Xích Mẫu cũng không có làm được, Cổ Linh Hoàng cũng chưa từng hoàn thành, đội trưởng cũng là như vậy, cho nên, bọn họ cũng sẽ đói. Hứa Thanh đạm mạc nghĩ đến loại chuyện không quan trọng này, hắn không biết vì sao phải suy tư, vì thế rất nhanh, hắn liền đình chỉ tư duy. Nhưng sau khi dừng lại, hắn lại mơ hồ cảm thấy, điều này rất quan trọng. Hai loại suy nghĩ va chạm, khiến cho trong mắt hắn lộ ra dãy ruộng, khi thì lãnh đạm, khi lại khôi phục sắc thái nhân tính. Không ngừng đan xen, gân xanh trên trán Hứa Thanh phồng lên, phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, thanh tỉnh trong mắt nhanh chóng biến mất, điên cuồng lại xuất hiện, bản năng theo đuổi hoàn mỹ, xóa đi bước chân nhân tính, không thể khống chế lần nữa bộc phát. Hứa Thanh, một lần nữa điên cuồng, toàn thân tử quang ngập trời, như thần linh giáng lâm, hướng xa xa chạy nhanh. Ở đó, có thức ăn. Mà nơi hắn rời đi, cây nấm một chút cũng không còn lại, ăn sạch sẽ.